mình không thể chết ở chỗ này. Từ tận sâu trong linh hồn Lục Lâm Thiên giấy lên quật cường, một đường mà đến, mình đã trải qua đủ loại sinh tử tôi luyện, lần này mặc dù nghiêm trọng một chút, nhưng mình làm sao có thể buông tha. Chỉ nháy mắt trong linh hồn Lục Lâm Thiên tràn ngập ý chí chiến đấu, thân thể bị phá nát mà thôi, hồn đan cùng võ đan vẫn còn, mình sẽ không sao, nếu có được bất diệt huyền thể, mình xem như đạt được đại phúc. Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Lục Lâm Thiên cảm nhận được linh hồn lực bản thân không bị ảnh hưởng, trong lòng an tâm, lại nhìn thấy Tiểu Long cũng không sao, ngược lại đang dung hợp huyền vũ thần xác, phỏng chừng sau khi thành công sẽ đạt được không ít ưu đãi, xem như họa phúc theo cùng, ngay lập tức liền cân nhắc bây giờ mình nên làm gì. Suy, lôi đình không ngừng oanh kích xuống, đoàn thịt nát tràn ngập lôi điện lưu chuyển, Lục Lâm Thiên lại mơ hồ cảm giác đau đớn. Tựa hồ đoàn thịt nát vẫn có liên hệ với ý thức của chính mình. Cẩn thận rình xem, Lục Lâm Thiên phát hiện thân thể mình hoàn toàn vỡ vụn, hỗn hợp chung một chỗ, giống như đang dung hợp cùng nhau. Phá rồi lại lập. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, tựa hồ nhớ được điều gì đó, phá rồi lại lập, hiện tại thân thể đã phá, vậy kế tiếp chính là dung hợp. Nhất thời hắn cảm thấy khó khăn, hiện tại cả thân thể đã bị dập nát, muốn dung hợp cùng nhau thì phải làm như thế nào? Suy tư một lát, hắn quyết định thử xem, hiện tại hồn đan cùng võ đan chia lìa với thân thể, đây không phải chuyện tốt, hắn chỉ có thể thử một lần. Suy, từng đạo lôi đình màu tím đánh xuống, thanh âm vang lên thật lớn, lôi đình dừng lại trên quang cháo do kim sắc tiểu đao bao phủ, nhưng không lay chuyển được chút nào, điều này làm Lục Lâm Thiên phải nhìn tiểu đao với cặp mắt khác xưa. Oanh long, một đạo lôi đình bổ thẳng lên thân thể phá nát, rốt cục đoàn thịt nát bị phá thành mảnh nhỏ. Nhìn qua chẳng khác gì bánh thịt. Thật sự làm được. Lục Lâm Thiên muốn tới gần đoàn thịt nát kia, phát hiện mình có thể làm được, hồn đan đã chậm rãi di động về hướng đó. Hồn đan di chuyển, kim sắc tiểu đao cũng di động, năng lượng tàn hồn cũng đi theo, luôn tránh né bên trong kim quang bảo hộ của tiểu đao. Chỉ vài phút sau Lục Lâm Thiên đã khống chế hồn đan đi thẳng tới chỗ đoàn thịt nát, nhưng hắn cũng bó tay hết cách, không biết làm sao dung hợp huyết nhục như cũ. Còn có chút liên hệ mỏng manh, có lẽ còn được. Lục Lâm Thiên phát hiện thân thể phá nát mơ hồ còn chút liên hệ với ý thức của mình, dù đã vỡ nát nhưng vẫn còn chút liên kết lẫn nhau. Tâm thần di động hồn đan, khi hồn đan tiếp xúc đoàn thịt nát, tâm niệm chợt động, hồn đan trực tiếp xuyên vào đoàn thịt vỡ, trong ý thức kinh ngạc của Lục Lâm Thiên, hồn đan lập tức bị thịt nát bao vây. Suy, một đạo lôi đình đánh xuống, chỉ nháy mắt lôi điện quanh quẩn trên đoàn thịt vỡ. Thịt vỡ hoàn toàn đem hồn đan bao vây bên trong, có lẽ bị hồn đan hấp xả, võ đan cách đó không xa cũng trực tiếp bị bao phủ. Suy, lại một đạo lôi đình hạ xuống, hung hăng bổ lên đoàn thịt nát gần hai thước, đoàn thịt trực tiếp bao trùm hồn đan võ đan, thậm chí vài kiện linh khí cũng bị bao phủ vào. Ti ti, điện mang quanh quẩn, Lục Lâm Thiên có một cảm giác quen thuộc, giống như có sự liên hệ, vừa dùng tâm thần quan sát hắn phát hiện liên hệ bên trong. Chờ sau khi hắn khơi thông hết thảy có lẽ còn có cơ hội ngưng tụ lại thân thể lần nữa, giống như quay về trong tử bản quyền Upsilon âm của mẫu thân, xem như hắn diễn hóa thêm một lần mà thôi. Hiện tại đoàn thịt này giống như con nhộng bao vây mình, chờ khi phá rồi lại lập, khi phá kén bay ra mình sẽ khác hẳn trước kia, càng tiến thêm một bước trên con đường cường giả, mà bây giờ hắn chỉ cần thêm thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng trôi qua, trong đoạn thiên sơn mạch cũng không yên tĩnh. Thường xuyên còn có cường giả cùng dòng binh đoàn quay về thám hiểm, nhưng đoạn thiên sơn mạch đã khôi phục lại bình thường, người muốn tầm bảo chỉ có thể thất vọng mà về. Theo thời gian trôi qua, tin tức Lục Lâm Thiên bị nhốt trong bí cảnh truyền khắp các sơn môn, kỳ thật tình huống lúc đó ai cũng nhìn thấy thật rõ ràng. Bên trong phi linh môn một mảnh ủ rũ, Lục Tâm Đồng đứng trong đình viện, đầm đìa nước mắt, nàng đã khóc suốt 3 ngày đêm, biết được ca ca bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, nàng lập tức muốn đi đoạn thiên sơn mạch. Nhưng lại bị sư phụ ngăn cản, bằng không đã sớm tới đó từ lâu. Tâm Đồng, ca ca muội không có việc gì đâu, Lâm Thiên không phải người đoản mệnh. Bạch Oánh đau lòng nói. Muội tin tưởng ca ca không có việc gì, với bổn sự của ca ca, tuyệt đối sẽ không có việc. Lục Tâm Đồng lau nước mắt nói. Lục Tiểu Bạch, vị tiền bối kia nói như thế nào? Đông Vô Mệnh hỏi, biết vị cường giả thần bí trong phi linh môn có quan hệ sâu sắc với Lục Lâm Thiên. Vừa trở về hắn đã cho Lục Tiểu Bạch thông chi vị cường giả kia. Đông Cung Phụng, Nam Thúc nói cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi.
Lục Tiểu Bạch đáp, lúc hắn nhận được tin tức lập tức đi thông chi Nam Thúc, nhưng Nam Thúc lại dị thường bình tĩnh, chỉ dặn dò yên lặng theo dõi tình huống, cũng không nhiều lời. Vậy sao? Ánh mắt Đông Vô Mệnh híp lại, lập tức nói với mọi người. Trưởng môn bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ người có ý đồ riêng sẽ gây hấn, chư vị cẩn thận, đừng cho người ta lợi dụng thời cơ. Lão gia hỏa, người lo lắng sẽ có người gây chuyện. Bạch Oánh nhíu mày hỏi. Dọc theo đường đi người nhìn chằm chằm Phi Linh Môn chúng ta không ít, nếu không có nhóm người phong sát hộ tống tới tận Phi Linh Môn, ta nghĩ chúng ta muốn thuận lợi quay về bổn môn cũng là vấn đề. Đông Vô Mệnh nói. Phỏng chừng đều nghe được tin tức Phi Linh Môn chiếm được một phần bảo vật đi, nhưng tin tưởng hiện tại còn chưa có người nào dám tới Phi Linh Môn gây sự. Bạch Oánh nói. Chỉ sợ có người tà tâm bất tử, hiện tại Lâm Thiên bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ bọn hắn càng thêm dục dịch. Đông Vô Mệnh nói. Hừ, chúng ta cũng không phải kẻ ngồi không, ai dám lộn xộn, ta khiến cho bọn hắn biết lợi hại. Thanh Hỏa Lão Quỷ Âm Dương Quái Khí nói. Ha ha, đương nhiên rồi, còn có ta ở đây. Một tiếng cười to sang sảng truyền tới, thân ảnh Thiên Độc Yêu Long xuất hiện, sau lưng hắn còn có năm thân ảnh bộ dáng trung niên, chân khí yêu dị, cung kính đi theo bên người Thiên Độc Yêu Long. Độc Long huynh, năm vị này là. Đông Vô Mệnh nhận ra khí tức yêu thú trên thân năm người, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Năm người họ đều đột phá thất giai, sau này trong Phi Linh Môn lại có thêm năm yêu thú thất giai nữa rồi. Long Tu run lên, Thiên Độc Yêu Long cười nói, năm người này chính là Trường Ngao Yêu Giải Cua, vừa đột phá thất giao thì có thể hóa thành hình người. Năm đầu yêu thú thất giai. Nhóm người Đông Vô Mệnh nhất thời cứng lưỡi, không nghĩ tới Phi Linh Môn lại có thêm năm yêu thú thất giai gia nhập, đây chẳng khác gì có thêm năm cường giả Vũ Vương nhị trọng. Ta muốn xem ai dám đối phó Phi Linh Môn, ta nhất định cho hắn biết tay. Thiên Độc Yêu Long nói. Ca ca đi vắng. Chúng ta phải bảo vệ Phi Linh Môn chờ ca ca trở về, muội cũng sẽ cố gắng tu luyện. Lục Tâm Đồng nói, trong lòng kiên định tin tưởng ca ca sẽ trở lại. Trong Linh Thiên Môn, lúc này trời đông giá rét, nhưng chung quanh đình viện vẫn xanh biếc như mùa xuân. Mỹ Vi, Tiểu Linh thế nào? Trong đình viện, Lữ Chính Cường thở dài, nhìn chằm chằm bồn hoa trong viện, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Náo loạn nửa tháng, nhất định đòi đi Đoạn Thiên Sơn mạch một chuyến. Lư Khâu Mỹ Vi nhíu mày nói. Thái thượng trưởng lão nói như thế nào? Trong bảo tàng không có Tử Lôi huyền đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn, có thái thượng trưởng lão cũng muốn tự mình đi điều tra một phen. Lữ Chính Cường cau mày nói. Để Linh Nhi đi theo đi. Chính Cường, huynh nói Lâm Thiên có thể. Lư Khâu Mỹ Vi không nói tiếp. Hết thảy đều không biết, nhưng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lữ Chính Cường thở dài, nói. Trách ta không cẩn thận chiếu cố hắn, bằng không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Điều này cũng không thể trách huynh, vận khí của Lâm Thiên luôn rất tốt, hy vọng lần này lại có kỳ tích xuất hiện. Lư Khâu Mỹ Vi nói, nhưng vẻ mặt không chút thoải mái. Bên trên vực sâu vạn trượng trong Đoạn Thiên Sơn mạch, Bạch Linh vẫn đứng lặng người, khuôn mặt băng xương. 3 tháng, người vẫn khỏe chứ, vì sao ta lại nhớ ngươi? Bạch Linh lẩm bẩm. Nàng cũng không biết người mà nàng đang nhớ nhung còn ở trong không gian quỷ dị trải qua tuyệt cảnh tôi luyện sinh tử. Ý thức của Lục Lâm Thiên vẫn chậm rãi thử dung hợp thân thể, rốt cục đã tìm được một tia cảm giác, mà loại cảm giác này rất kỳ diệu, chỉ vì tìm cảm giác này, hắn cũng không biết mình phải tiêu hao bao nhiêu linh hồn lực. Lôi đình vẫn không ngừng oanh kích, thân hình phá nát vẫn không ngừng tôi luyện. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác thân hình của mình vẫn chưa mất đi sinh cơ, ngược lại càng lúc càng nồng. Hắn chỉ cần khơi thông được kinh lạc huyết mạch, tụ tập lại khung xương cùng ngũ tạng lục phủ thì hết thảy có thể khôi phục. Nhờ Tử Kim Huyền Lôi tẩy lễ, thân hình Lục Lâm Thiên đang chậm rãi biến chất, đây là một loại thuế biến như phá kén thành điệp. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà tiến độ phát triển thong thả làm hắn càng ngưng trọng, đây quả nhiên là một công trình lâu dài, cũng không biết cần dùng bao lâu thời gian, hắn chỉ có thể phán đoán dựa theo tốc độ này có lẽ là 3 năm 5 năm. Thậm chí là 10 năm, có lẽ sẽ làm người bên ngoài cho rằng hắn đã chết. Cứ thế Lục Lâm Thiên trôi qua trong trạng thái chết lặng, máy móc khơi thông kinh lạc huyết mạch, không biết thời gian đã qua bao lâu, 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng hay vài tháng. Vào lúc này hắn cũng không biết bên ngoài đã xuân về hoa nở, bách hoa tể phóng khắp cả núi đồi, trong không khí tràn ngập hương thơm.
Trong đoạn thiên sơn mạch lại có thêm vài thân ảnh xinh đẹp đứng trên vách núi cao, đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có cỗ khí tức khó hiểu vây quanh mọi người. Tổng cộng là 4 nữ tử, ngoại trừ Bạch Linh còn có Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, người cuối cùng là Lục Tâm Đồng. Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vừa nghe tin Lục Lâm Thiên bị nhốt trong bí cảnh, lập tức cùng nhau cưỡi thiểm điện phi báo chạy tới đoạn thiên sơn mạch, Vân Thiếu Thiên đành phải phái người bảo hộ, đồng thời thông chi chuyện xảy ra trong đoạn thiên sơn mạch với Thái Thượng Trưởng Lão, cuối cùng khẩn cầu Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ biện pháp. Trong Vân Dương Tông cũng có trưởng lão hứng thú với đoạn thiên sơn mạch nên chạy tới tìm hiểu một phen, về phần vì Lục Lâm Thiên mà tới cũng không được vài người. Dọc theo đường đi Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vô cùng lo lắng, khi tới nơi này gặp được Bạch Linh hỏi thăm rõ tình huống, khóc tới sưng cả mắt, nhưng cũng không có biện pháp nào. Trên không trung, Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Ngọc yêu hổ, Huyết Tích Dịch xoay quanh, Hộ Tống Thiên Sĩ Tuyết Sư, bọn họ cũng bó tay hết cách. Bạch Linh tỷ, có biện pháp nào không? Vân Hồng Lăng nhìn Bạch Linh, đôi mắt sưng đỏ một mảnh, làm người ta cảm thấy thật đáng thương. Bạch Linh lắc đầu, nàng đã thử qua đủ mọi biện pháp, cuối cùng biết chỉ có một loại khả năng, đó là mình phải đột phá cửu giai mới có cơ hội. Lâm Thiên không có việc gì, ban đầu ở trong vụ đô sơn mạch huynh ấy cũng không sao, lần này nhất định không có chuyện gì. Lục Vô Song nhìn chằm chằm bên dưới vực sâu vạn trượng, cắn răng khẳng định. Ca ca, huynh đang ở đâu, huynh có nghe được muội nói chuyện hay không, Tâm Đồng nhớ huynh. Lục Tâm Đồng nhìn xuống vách núi cao vạn trượng hét to, thanh âm xen lẫn linh lực quanh quẩn, từng tiếng hồi âm thật lâu mới truyền ngược trở về. Trong không gian quỷ dị, bên trên đoàn thịt nát quanh quẩn điện quang. Linh hồn đang chết lặng của Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, ngay lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới cuối cùng hắn đã trải vuốt thông suốt toàn bộ kinh mạch cùng mạch máu. Ngay lúc kinh mạch cuối cùng được khơi thông, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như đã thật lâu không cảm nhận được cảm giác này. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên cảm giác ý thứ cùng thân thể lại trùng điệp, kinh mạch tương liên, huyết lạc lưu động, ngũ tạng lục phủ trở về chỗ cũ, bên trong không gian có một loại năng lượng đặc hữu, tựa hồ chỉ dẫn hắn làm như thế. Hô hô! Đồng thời lôi vân càng cuồn cuộn hội tụ, trong không trung giống như bị lôi kéo, biến thành một mảnh tối đen, lôi đình tản ra uy áp tràn ngập. Thiểm điện không ngừng rít gào xuyên toa, điện mang chiếu sáng cả không gian khiến không trung giống như run rẩy. Suy! Một giây sau, lôi quang điện mang nháy mắt tràn xuống, nhanh chóng hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành lôi đình, ngân mang chói mắt đổ xuống, thanh âm tiếng sấm sét ầm vang, những nơi lôi đình đi qua không gian vặn vẹo, trực tiếp bổ thẳng lên đoàn thịt nát của Lục Lâm Thiên. Phá rồi lại lập, tụ cho ta! Trong linh hồn Lục Lâm Thiên quát lớn một tiếng. Linh hồn lực lan tràn, vào lúc này trên đoàn thịt nát hiện lên một tầng huyết quang, bên trong huyết quang tràn ra hào quang chói mắt. Oanh long long, lôi đình rậm rạp đánh thẳng xuống đoàn thịt nát, giờ khắc này trên bầu trời cũng lóe ra quang mang chói mắt quỷ dị. Trong quang mang hiện ra hiện tượng thật huyền ảo, đoàn thịt nát giống như dục hỏa trùng sinh, nháy mắt thành hình phá rồi lại lập. Đoàn thịt nháy mắt trở về vị trí cũ, kinh mạch huyết lạc mở rộng, gân cốt kéo dài. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được đã hóa thành hình người, vạm vỡ cao ngất. Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy đau đớn toàn tâm, vào lúc này thể xác cùng tâm thần hoàn toàn tương liên, mà đau đớn làm hắn không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai. A! À, thanh âm thê thảm truyền ra, lúc này Lục Lâm Thiên mới phát hiện mình đã có thể mở miệng nói chuyện, lập tức mở mắt, nhất thời đôi mắt lộ vẻ thống khổ, cảm giác được trong cơ thể đang đau đớn vì bị lôi điện oanh kích. Thành công! Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, đan điền khí hãi cùng đại não đều khôi phục, tuy vui sướng vẫn không quên được thống khổ kịch liệt, ban đầu khi chưa tương liên với thể xác nên hắn không cảm giác được bao nhiêu, mà lúc này thật sự làm hắn khó thể chịu được. Suy, tử kim huyền lôi tiếp tục đánh xuống, hung hăng rơi lên thân hình hắn, mặc dù hắn đã dung hợp nhưng vẫn chưa thể khống chế thân thể, vì thế lôi điện mang tới cảm giác như bị phỏng truyền tới đan điền khí hải lẫn không gian đại não. Tuy bị linh khí ngăn chặn nhưng luôn lưu lại trong thân thể hắn, thật sự làm cho hắn chân chính tiến vào việc rèn thể sinh tử. Suy, tử kim huyền lôi không ngừng đánh xuống, thân hình Lục Lâm Thiên không chịu nổi gánh nặng, khiến cho hắn nghĩ thân thể sẽ vỡ nát, nhưng cuối cùng cũng không bị tan vỡ. Vào lúc này thân thể Lục Lâm Thiên thật đáng sợ, cơ thể vô cùng thê thảm, kinh mạch khô héo vặn vẹo, dây dưa cùng một chỗ,
thậm chí ngũ tạng lục phủ đều biến dạng, hắn vẫn đau khổ chống đỡ lên, tử kim huyền lôi rót vào trong xương tủy làm cả khung xương như muốn hòa tan nứt vụn. Lục Lâm Thiên hiểu thật rõ ràng, một khi linh hồn lực của mình tiêu hao không còn, mình sẽ gặp phải phiền toái lớn, bị tử kim huyền lôi cường hãn oanh kích, không biết bản thân hắn sẽ chống đỡ được thêm bao lâu. Linh hồn lực bắt đầu tiêu hao cạn kiệt, hai mắt hắn vô lực nhắm lại, không còn chống cự được nữa, ở khắc cuối cùng hắn cảm giác như mình đi vào một thế giới tràn đầy hắc ám. Sư phụ, lần này đệ tử liên lụy ngài, chỉ sợ đệ tử phải thất bại. Thanh âm lẩm bẩm của hắn biến mất, mà thân hình cũng hoàn toàn yên tĩnh. Ngay khi hắn bất tỉnh, hồn đan cũng dừng xoay tròn, đúng ngay lúc này hắn cũng không nhìn thấy, kim sắc tiểu đao đột nhiên lan tràn một tia linh hồn lực vào trong hồn đan lại tiếp tục xoay tròn. Kim sắc tiểu đao luôn giống như thổ phỉ, chỉ biết cướp linh hồn lực của hồn đan, mà lúc này không nghĩ tới nó lại tản ra linh hồn lực duy trì hồn đan, thật sự làm người kinh ngạc. Suy, tử kim huyền lôi vẫn tiếp tục đánh xuống, có lẽ do âm dương linh vũ quyết. Tế bào thân thể Lục Lâm Thiên đã có thói quen cắn nuốt năng lượng từ ngoài tới, lúc này lẽ ra đã không còn chịu nổi gánh nặng, nhưng tế bào ngược lại bắt đầu cắn nuốt tử kim huyền lôi. Thân thể vốn đã sắp vỡ nát chậm rãi nổi lên ánh huỳnh quang kỳ dị, tựa như đã được làm dịu, bắt đầu khôi phục đồng thời tăng cường. Suy, tựa hồ cảm nhận được biến hóa, lôi đình càng mãnh liệt vài phần, hung hăng bổ xuống, giờ khắc này khung xương da thịt Lục Lâm Thiên lại muốn vỡ nát. Nhưng vẫn lặp lại khôi phục đồng thời càng lúc càng tăng cường. Tử kim huyền lôi không ngừng phá hư, tế bào không ngừng chữa trị, giống như cùng nhau đánh giằng co, tuần hoàn lặp lại tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lúc này Lục Lâm Thiên đã bất tỉnh, vì vậy không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì có kim sắc tiểu đao phóng xuất linh hồn lực, vì vậy hồn đan của hắn vẫn liên tục xoay chuyển, vẫn duy trì hết thảy sinh động trong cơ thể. Nhờ những điều vượt ngoài ý liệu kia, giúp Lục Lâm Thiên vượt qua một kiếp. Bằng không hắn thật sự bị tra tấn đau tới chết. Tế bào trong cơ thể cắn nuốt tử kim huyền lôi, kinh mạch cũng như thế, sinh ra chân khí tiến vào trong đan điền khí hải, đồng thời linh hồn lực của hắn đang dần dần khôi phục. Làn da của Lục Lâm Thiên dần dần biến thành tử kim sắc, giống như từ trong nội thể thẩm thấu phát ra, thâm thúy chẳng khác gì kim sắc quang mang. Vào lúc này ở cách đó không xa, mai rùa cũng tràn ra hắc quang đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được đang phát sinh biến hóa cực lớn. Một người một thú đang trải qua một hồi thuế biến, nhưng không ai biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu, có lẽ là ngày mai, hoặc nửa năm, hay một năm, thậm chí thời gian càng dài, nhưng có thể khẳng định một khi thuế biến thành công, một người một thú đều sẽ thay ra đổi thịt, thành tựu có thể nghĩ tới. Thời gian đã qua được một năm rưỡi, thời gian thật sự không ngắn, thấm thoát đã tới đầu mùa hè. Trong khoảng thời gian này cũng không phát sinh chuyện gì lớn, nhưng trong phi linh môn xảy ra không ít chuyện. Tả Thiên Khung cùng Linh Vũ song quái dùng võ linh thánh quả mà Đông Vô Mệnh cung cấp, đã cùng nhau đột phá tới Vũ Vương cùng Linh Vương, sau khi ba người đột phá Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà đều đột phá. Một tháng trước, rốt cục Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá Vũ Vương, lần này phi linh môn xem như có năm Vũ Vương cùng một Linh Vương, hơn nữa năm đầu yêu thú thất giai trong yêu đường, thực lực phi linh môn biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại thực lực này tuyệt đối là khủng bố. Đương nhiên tin tức đều bị Đông Vô Mệnh phong tỏa, hắn phải đề phong, bởi vì dạo thời gian gần đây trong cổ vực tựa hồ có không ít thế lực dục dịch, cho nên hắn muốn giấu kín tin tức. Ngô Dũng cũng đột phá tới vũ xuất cửu trọng, Hoa Mãn Lâu thăng lên bát trọng, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều tiến bộ khá lớn. Nửa năm trước Lục Tâm Đồng quay về Sơn Môn, trực tiếp bế quan, chỉ nói với Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử, mình muốn nghiên cứu độc kinh. Đã qua một năm không ai biết thực lực của nàng tăng lên bao nhiêu, nhưng trong mật thất không ngừng truyền ra năng lượng thiên địa dao động. Trong suốt thời gian này phi linh môn cũng không có động tác, chỉ có Đông Vô Mệnh bọn họ biết, trong linh thiên môn cùng Vân Dương Tông đã truyền tới tin tức, cường giả của hai sơn môn đều đi qua huyền thiên bí cảnh, nhưng không tìm được dấu vết, tựa hồ huyền thiên bí cảnh đã lệch vị trí. Nửa năm trước Băng Mộc Tôn giả xuất quan, nghe nói chuyện xảy ra với Lục Lâm Thiên, tự mình đi đoạn thiên sơn mạch, cũng không có thu hoạch gì, không cách nào tìm được bí cảnh, giống như bí cảnh đã biến mất, căn bản không tìm ra dấu vết. Tin tức này làm cao tầng phi linh môn vô cùng ngưng trọng, càng thêm lo lắng, nhưng không ai có biện pháp, theo thời gian trôi qua mọi người đều nghĩ tới kết quả xấu nhất, một kết quả mà họ không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhớ tới. Đầu hạ, ánh trăng như nước, tinh tú đầy trời.
Bên trong một đình viện, một nữ tử xinh đẹp nhìn chằm chằm thiên không, trên người lộ ra khí chất lạnh lùng uy nghiêm, đôi mắt ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, đã nhận được tin tức suốt một năm, người cũng rầu rĩ suốt một năm, người như vậy cả ta cũng đau lòng. Độc Cô Băng Lan đứng bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, khuôn mặt mang theo một tia tiểu tụy. Băng Lan, vì sao cường giả trong tộc không chịu ra tay, vì sao bọn họ làm như thế? Trong mắt Độc Cô Cảnh Văn hiện lên ướt át. Tiểu thư, có lẽ bọn họ không biết quan hệ giữa hai người, hoặc là tiểu thư mở miệng có lẽ họ sẽ đi Đoạn Thiên Sơn mạch thử xem một lần, nhưng cho dù biết, mà nếu họ có thể cứu được Lục Lâm Thiên, e rằng họ cũng sẽ không ra tay, đây là kết quả mà họ muốn, họ không hy vọng tiểu thư có quan hệ với người ngoại giới. Độc Cô Băng Lan khẽ lắc đầu than thở. Ta hận ta sinh ra trong gia tộc này, Băng Lan, nhưng ta đã sinh ra, ta không cách nào hận bọn họ, ta nên làm gì bây giờ? Độc Cô Cảnh Văn quay đầu nhìn Băng Lan, nước mắt chảy xuống. Tiểu thư, người không cần quá lo lắng, ban đầu ở trong vụ Đô Sơn Mạch Lục Lâm Thiên rơi xuống vách núi mất tích 2 năm nhưng vẫn trở về Vân Dương Tông, lần này nhất định là có thể. Độc Cô Băng Lan nói. Không sai, huynh ấy nhất định không có chuyện gì, huynh ấy đã đáp ứng sẽ quay về tìm ta. Độc Cô Cảnh Văn lau nước mắt, trong mắt chợt lộ tinh quang, nói. Ta cũng có quyết định. Tiểu thư, người định. Tựa hồ hiểu được điều gì, ánh mắt Băng Lan có chút kinh ngạc. Ta muốn bế quan tu luyện, chờ có một ngày Lâm Thiên tới tìm ta, nếu có người dám ngăn trở, ta cũng có lực ngăn cản, thái độ của gia tộc làm cho ta biết được mình nên lấy hay bỏ. Độc Cô Cảnh Văn nói. Tiểu thư, toàn gia tộc áp xuống, người có thể ngăn cản sao, trên đại lục có thể chống cự được lại có mấy người. Độc Cô Băng Lan nói. Sự do người làm. Huống chi bọn hắn có cầu ở ta. Độc Cô Cảnh Văn đáp, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn chằm chằm bầu trời đêm, lẩm bẩm. Lâm Thiên, huynh đã đáp ứng muội, nhất định phải làm được, muội ra lệnh cho huynh nhất định phải làm được. Vào lúc này bên trong không gian quỷ dị, Lục Lâm Thiên dù bất tỉnh nhưng lại cảm giác được thời gian trôi qua. Thân thể của hắn xảy ra loại biến hóa cực kỳ quỷ dị, từng đạo tử kim huyền lôi đánh xuống. Thân hình hắn không còn tiếp tục xuất hiện dấu vết khô héo cùng nứt nẻ, ngược lại vang lên thanh âm như kim trúc va chạm, hoa lửa vẩy ra, điện mang lưu truyền. Thân thể Lục Lâm Thiên biến thành tím bầm, từ trong làn da thẩm thấu ra, nhìn vào thật thâm thúy. Dưới hạ thể lan tràn cỗ chân khí dị thường cường hãn, khí tức đã lên tới vũ xuất cửu trọng đỉnh, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên. Suy, từng đạo lôi điện đánh xuống, lúc này hắn chỉ cảm giác ấm áp. Không còn cách nào tiếp tục thương tổn thân thể hắn. Bởi vậy ý thức của hắn chậm rãi thanh tỉnh, khi hắn hoàn toàn khôi phục lại, ngón tay đột nhiên run lên, mở mắt, một đạo tinh quang bắn ra, thậm chí còn mang theo tử kim sắc. Ta không chết, ta còn sống. Trí nhớ như thủy triều tràn tới, trong lòng Lục Lâm Thiên vui sướng, tâm thần nội thị, bất kỳ biến hóa nào trong cơ thể đều bị hắn cảm giác tới. Sau một lát vẻ mặt hắn kinh ngạc đứng bật dậy. Mờ mịt nhìn thân thể tử kim sắc của mình, nhìn qua chẳng khác gì kiệt tác hoàn mỹ. Lục Lâm Thiên chậm rãi siết chặt nắm tay, một cỗ lực lượng chưa từng có lặng lẽ xuất hiện. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, lực phòng ngự thân thể chướng lớn, nếu gặp được đối thủ tuyệt đối có thể bất ngờ đánh chết, dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không sánh bằng hắn, chẳng lẽ đây chính là bất diệt huyền thể sao? Không xong, hồn đan của ta đâu? Đúng lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác đan điền khí hải của mình, chân khí đã tăng lên tới vũ xuất cửu trọng đỉnh, chợt phát hiện hồn đan đã biến mất, chỉ còn lưu lại một mảnh linh hồn dấu vết. Nhất thời hắn ngây người, hồn đan phá nát, tại sao lại như thế? Nháy mắt từ địa phương chứa hồn đan truyền tới tiếng vù vù như gió lốc, lập tức cả không gian đại não run lên, ngay sau đó một cỗ linh hồn lực lượng gào thét hội tụ. Linh hồn lực bàng bạc tựa như hồng thủy cuồn cuộn sôi trào. Bàng bạc mà hùng vĩ, nhưng không tiếp tục ngưng tụ thành hồn đan. Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, vì sao hồn đan lại phá nát, sau thoáng ngạc nhiên hắn sực tỉnh. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên ngây người, lập tức lộ vẻ vui sướng, chẳng lẽ hắn sắp đột phá linh vương hay sao, hồn đan vỡ nát, như vậy hắn cần phải ngưng tụ hồn anh, thăng cấp linh vương. Hô hô, giờ khắc này linh lực gào thét trong đại não, đang liên tục kéo lên. Những dấu hiệu tỏ rõ hắn sẽ đột phá linh vương. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng từng tìm hiểu rõ ràng quá trình đột phá linh vương như thế nào. Suy,
Tử kim huyền lôi vẫn tiếp tục đánh xuống không hề ngừng lại giây phút nào. Xuy xuy. Một đạo tử kim huyền lôi oanh kích xuống, toàn thân Lục Lâm Thiên tràn ngập điện quang màu tím, lần này cũng không tiếp tục gây thương tổn gì cho hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Ngưng tụ hồn anh. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, vận chuyển âm dương linh vũ quyết tu luyện, bắt đầu ngưng tụ hồn anh, hắn vốn đã chuẩn bị đột phá linh vương từ lâu, hiện tại trong lòng vô cùng nhớ rõ. Vào lúc này Lục Lâm Thiên mới cảm giác được tác dụng cực lớn của võ linh thánh quả, năng lượng thánh quả tự động chuyển vào trong đầu của hắn, làm cho hắn duy trì bình tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau trên đại lục xảy ra một đại sự, sau khi tin tức truyền ra lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đại lục, cũng làm thật nhiều người chờ mong. Tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đều nhận được lời mời của thiên địa các tổ chức cuộc thi đấu đánh giá thập đại cường giả trẻ tuổi lần thứ hai. Toàn bộ thanh niên tuổi trẻ trên đại lục đều có thể tham gia, quy củ dự thi dưới 30 tuổi, võ giả linh giả đều có thể tham dự, mà 10 đại cường giả cuối cùng sẽ đạt được một kiện linh khí huyền cấp của thiên địa các. Nếu đạt đệ nhất, sẽ có một kiện linh khí địa cấp, danh tác như vậy đã đủ làm mọi người điên cuồng, đối với một ít thanh niên trẻ tuổi không có bối cảnh hoặc bối cảnh nhỏ bé chính là đại sự cá chép vượt long môn. Đối với các thế lực lớn mà nói, việc trọng đại như vậy làm sao có thể vắng mặt. Thiên địa các đưa ra lời mời, toàn bộ thế lực trên đại lục đều chuẩn bị, nếu không đi sẽ bị người cho rằng đệ tử của mình vô dụng, mà những thế lực lớn làm sao không có nhân tài, dù không lấy được thứ nhất, cũng phải tiến vào hàng ngũ 10 đại cường giả, đây xem như một cách khẳng định đối với Sơn Môn. Trong 30 năm lần đầu tiên thiên địa các tổ chức thi đấu, khiến người trên đại lục điên cuồng, người dự thi lên tới ngàn vạn, mà 10 đại cường giả cuối cùng ai cũng là nhân vật phong vân trong 30 năm sau. Thậm chí có 9 người đứng đầu thế lực nhất lưu, điều này càng làm ánh mắt mọi người thêm chăm chú. Mà 30 năm trước Ma Vân Thành tứ các tứ đảo không tham gia thi đấu, chỉ có chút tiểu thế lực tham dự, kết quả vòng thứ nhất đã thất bại, điều này làm địa vị của Ma Vân Thành bị xuống dốc không phanh suốt 30 năm, mà lần này không biết do ai truyền tới tin tức, Ma Vân Thành tứ các tứ đảo xác định dự thi. Ma Vân Thành, Cổ Vực, Linh Vũ Đại Lục, ba phương thế lực hội tụ, đây là toàn bộ thế lực nhất lưu. Nếu có thể tiến vào hàng ngũ 10 đại cường giả trẻ tuổi, tiền đồ liền có thể nghĩ. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường khoanh tay đứng thẳng, thoáng quay đầu nói. Mỹ Vi, thực lực Linh Nhi đã tới bước nào? Sau khi dùng địa linh dịch, còn có Thái Thượng Trưởng Lão trợ giúp, chỉ tới linh suất lục trọng, đây là dựa vào một ít ưu đãi chiếm được trong vụ tinh đại điện. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Linh suất lục trọng, còn nửa năm, nhiều nhất tới thất trọng. Có thêm ưu đãi trong vụ tinh đại điện, thực lực cũng không quá mạnh mẽ, lần này 10 đại cường giả trẻ tuổi, chỉ sợ Linh Thiên Môn không có bao nhiêu hy vọng. Lữ Chính Cường khẽ thở dài nói. Mặc dù thiên phú của Linh Nhi không kém, nhưng còn quá nhỏ, vô cùng thiệt thòi, so sánh với người cùng tuổi tác Linh Nhi đã khá lắm rồi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Hồng Phong bọn họ cũng không được, thực lực so ra còn kém hơn Linh Nhi. Lần này trong giới trẻ tuổi Linh Thiên Môn chúng ta không có ai có thiên phú nghịch thiên, trong Vân Dương Tông lại có không ít người thiên phú không tệ, Vân Hồng Lăng là võ giả tam hệ, gần đây còn có Lục Vô Song mới quật khởi, nghe nói thực lực còn hơn Vân Hồng Lăng, tuyệt không hổ thẹn. Lữ Chính Cường nói, dù lần này Linh Thiên Môn không lấy được thứ tự, vậy cũng không sao, 30 năm trước huynh đã lấy được rồi, xem như bổn môn cũng không dọa người. Lư Khâu Mỹ Vi nói, quan trọng là tham dự đi. Lữ Chính Cường đáp. Bên trong Phi Linh Sơn Mạch, kiến trúc nguy nga như trước, nhưng hơn một năm nay không khí trong sơn môn không bằng trước kia. Khá lắm Ma Tâm Cốc, ai cấp bọn hắn lá gan, dám thật sự xúc phạm Phi Linh Môn chúng ta, chẳng lẽ khi dễ bổn môn không người hay sao? Bên trong đại điện, ánh mắt Đông Vô Mệnh lộ ra lãnh ý. Đông Cung Phụng, tiêu diệt Ma Tâm Cốc đi, với thực lực bây giờ của chúng ta. Muốn tiêu diệt bọn hắn chỉ là chuyện dễ dàng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng siết chặt hai tay, toàn thân tràn ngập chiến ý. Đông Cung Phụng, động thủ đi, thực lực linh đường đã tăng nhiều, còn có yêu linh đan cung ứng không ngừng, thực lực gia tăng, chỉ là một Ma Tâm Cốc tùy tay liền có thể diệt. Khang Tử Vân nói, lần này Ma Tâm Cốc dám xúc phạm Giao Hải Thành, ta xem chỉ là muốn thử phản ứng của bổn môn mà thôi, một Ma Tâm Cốc tuyệt đối không dám va chạm bổn môn. Ta chỉ sợ sau lưng không đơn giản như vậy, hoặc là có Song Đao Môn, hoặc là Bách Linh Tông, Thiên Âm Tông, có khi còn có thế lực khác.
Ánh mắt Lục Tiểu Bạch tối tăm, chân khí đã tới vũ xuất nhất trọng, mấy năm nay nắm giữ kim đường, khí chất đã khác hẳn ngày trước, quanh thân cũng có khí tràng vô hình, làm người ta không dám khinh thường. Lời của Lục Đường chủ không sai, Đảng Vãn Lâm không phải người lỗ mãng, sau lưng chuyện này chỉ sợ là không đơn giản, chúng ta nhẫn nại thêm thời gian ngắn nữa đi, tận lực không cần bại lộ thực lực bổn môn tốt hơn. Bạch Oánh cau mày nói. Hừ. Đông Vô Mệnh tức giận, vỗ mạnh một chưởng lên bàn, mặt đất đều run lên, hắn cũng hiểu rõ nếu có Lục Lâm Thiên ở đây, chỉ sợ không cần bận tâm nhiều như vậy, nhưng hiện tại hắn không thể không do dự. Bởi vì có Lục Lâm Thiên thì Phi Linh Môn sẽ được Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn luôn hỗ trợ. Hiện tại Lục Lâm Thiên đi vắng, chỉ sợ Phi Linh Môn xảy ra sự cố thì hai sơn môn kia sẽ không trợ giúp, cũng không tiện ra tay, cho nên hắn phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần vô ý sẽ làm Phi Linh Môn gặp phải nguy cơ thật lớn. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống, trong lòng không khỏi nhớ lại thanh niên mà mình luôn đi theo phía sau, nếu có hắn ở đây, chỉ sợ đã lập tức ra lệnh tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Ta đi tiêu diệt Ma Tâm Cốc, mụ nội nó, chỉ là Ma Tâm Cốc, một mình Yêu Đường là có thể hủy diệt. Thiên Độc Yêu Long tức giận, trong bất chi bất giác hắn đã hoàn toàn sát nhập vào Phi Linh Môn, khi nói chuyện cũng xem mình là một phần tử của bổn môn, đây chính là kết quả mà Lục Lâm Thiên mong muốn. Độc Long huynh, chúng ta nhẫn nại thêm một lát đi. Đông Vô Mệnh nói, trong lòng chỉ có thể thở dài, dựa vào thực lực Yêu Đường, thật sự có thể tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Ngoại trừ nhóm yêu thú lục giai khủng bố, hiện tại còn có 5 yêu thú thất giai đang ngồi trong đại điện, lục giai hậu kỳ không ít, Thạch Viên Yêu Vương cùng Độc Giác Yêu Ngưu đều đột phá tới lục giai, có tác dụng của yêu linh đan, yêu thú ngũ giai tứ giai đã không ít, muốn tiêu diệt Ma Tâm Cốc thật không khó khăn, Thiên Độc Yêu Long cũng có thể đối kháng Đảng Vãn Lâm. Chư vị cung phụng, thiên địa các đưa tới thư mời, mời Phi Linh Môn cùng tham gia thi đấu đánh giá 10 đại cường giả trẻ tuổi lần này, chúng ta có cần tham dự hay không? Diệp Phi hỏi. Việc này. Bạch Oánh nhíu mày, nói. Hiện tại trong hàng đệ tử Phi Linh Môn, thực lực còn rất yếu. Nếu có trưởng môn ở đây, trận thi đấu cường giả gì đó, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. Nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đã qua 1 năm 7 tháng, trong đoạn thời gian này mọi người đều nghĩ tới kết quả xấu nhất. Bên trong không gian, núi non mở mang. Đây là địa phương mà Huyết Mị quen thuộc, tòa kiến trúc nguy nga xuyên thẳng bầu trời vẫn đứng sừng sững ở trước mắt. Trên ngọn núi cách đó không xa, không biết từ lúc nào bắt đầu hội tụ không ít yêu thú linh thú, lúc trước khi nhân loại đi vào nơi đây, chúng đều tự trốn vào động phủ, căn bản không dám ra ngoài, vào thời điểm đó nhân loại không có đủ thời gian đi vào kiến trúc lớn kia, làm gì còn thời gian đi tìm kiếm dãy núi phía trước. Trong những linh thú yêu thú kia, yêu thú lục giai không ít. Sau khi những nhân loại rời khỏi, chúng mới dám đi ra, toàn bộ linh thú yêu thú đều bị Huyết Mị dùng thủ đoạn lôi đình thu phục, trong đó có một yêu vương đã đột phá thất giai, nhưng Huyết Mị không tâm tư đi đối phó yêu vương nên vẫn bình yên vô sự. Huyết Mị nhìn chằm chằm vào kiến trúc, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân, bỗng dưng nàng lăng không bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, bên trên kiến trúc đột nhiên nổi lên từng trận dao động, một cỗ thiên địa năng lượng vô hình hội tụ, cả kiến trúc lan tràn chân khí thật lớn. Khí tức kia làm chúng yêu thú sợ hãi. Trong không gian quỷ dị, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong hư không, trong tay kháp thủ ấn, từng đạo tử kim huyền lôi liên tục đánh xuống. Không biết từ lúc nào linh hồn lực của hắn đã thoáng sôi trào lên, trong mơ hồ có một luồng bạch khí rất nhạt trào ra, lập tức tiêu tán không thấy. Thủ ấn biến hóa, linh hồn lực run lên, linh hồn khí tức dị thường tinh thuần lan tràn, cuối cùng du động quanh đại não hắn, liên tục tràn ra quanh thân hắn. Quanh thân Lục Lâm Thiên dần dần nổi lên một màn hào quang màu trắng như thủy tinh vô cùng kỳ dị. Hô hô! Linh hồn lực lan tràn, thủ ấn kết xuất, sắc mặt Lục Lâm Thiên dần tái nhợt, linh hồn hào quang bắt đầu biến hóa, đang chậm rãi ngưng tụ, nhìn qua giống như bóng người thực chất, cực kỳ thần kỳ. Ngưng tụ hồn anh, tụ cho ta! Đúng ngay lúc này Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh ra mười mấy thủ ấn, đều mang theo quy củ thật huyền ảo. Hô hô! Trong nháy mắt không gian đột nhiên run rẩy lên, lôi vân như bị ảnh hưởng, lôi đình không tiếp tục đánh xuống. Bên trong không gian truyền ra năng lượng thiên địa thật lớn, nhất thời truyền vào trong hồn anh của Lục Lâm Thiên đang ngưng tụ lại. Hô hô! Cơ hồ cùng một thời gian, không gian trong đầu Lục Lâm Thiên bỗng nhiên truyền ra tiếng ầm vang, ngay lập tức linh lực hùng hồn như hồng thủy dâng lên,
phát ra tiếng rít như xé gió. Phanh! Một thanh âm trầm đục truyền tới, không gian trong não bắt đầu mở rộng, chân khí cường hãn tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ cổ bình. Chân khí kéo lên, nhưng Quân Lâm Thiên Hạ, nháy mắt thăng cao. Hồn anh càng thêm ngưng thật, cuồn cuộn bàng bạc như hải dương, ngưng tụ thành bộ dáng của Lục Lâm Thiên. Vào lúc này bên ngoài kiến trúc, thiên địa năng lượng gào thét tràn vào, khiến chúng yêu thú đều phủ phục. Khi hết thảy trở nên bình tĩnh, Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, thủ ấn thay đổi, linh hồn lực tràn ra. Suy, hồn anh nhỏ như trẻ con trên đỉnh đầu hắn đã thành hình, linh hồn lực lượng lan tràn, không gian ba văn bị đẩy ra xa. Nhìn chằm chằm hồn anh của mình, khóe môi hắn hiện lên ý cười, tựa hồ còn ngưng thật hơn cả linh vương nhất trọng. Suy, tử kim huyền lôi lại oanh kích xuống, lôi đỉnh hung hăng đánh tới. Thu, thủ ấn kết xuất, hồn anh hóa thành bạch quang tiến vào thân thể biến mất. Phanh, hô, bên trong đan điền khí hải chân khí bắt đầu kéo lên, khí tức bàng bạc lại có lực lượng cuồng mãnh, như hồng thủy không ngừng tàn sát bừa bãi. Không gian nháy mắt chấn động kịch liệt, thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, lập tức quay chung quanh Lục Lâm Thiên. Cần đột phá vũ vương. Chân khí tràn vào kinh mạch, cuồn cuộn không ngớt, một đường kéo lên, thậm chí còn mang theo uy áp. Kiến trúc khổng lồ thoáng rung động, điên cuồng hấp thu năng lượng, làm chúng yêu thú không dám nhúc nhích. Nhưng vào lúc này Lục Lâm Thiên lại cảm thấy khó khăn, hắn là linh vũ song tu, nếu ngưng tụ hồn anh đều trực tiếp ngưng tụ hai lần. Như vậy nên làm như thế nào? Bất kể là dùng hồn đan ngưng tụ hồn anh, hay dùng linh hồn lực ngưng tụ, đều chỉ có một phần linh hồn mà thôi, nhưng phương thức biểu hiện của linh giả cùng võ giả khác nhau, linh giả thiên về việc tu luyện linh hồn lực, đây cũng là sở trường, toàn bộ hồn đan đều do linh hồn lực ngưng tụ mà thành, mà linh lực làm phụ. Về phần võ giả, tu luyện chính là lực lượng, linh hồn lực không như linh giả, nhưng lực lượng lại mạnh hơn. Vì vậy ngưng tụ võ đan, là do chân khí ngưng tụ. Về phần đột phá linh vương hay vũ vương, Lục Lâm Thiên vốn nghĩ qua mình là linh vũ song tu, có phải cần ngưng tụ hai hồn anh hay không, nếu như có thể mình sẽ có thêm thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng bản thân Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, việc này là không thể nào, mình là linh vũ song tu, chỉ có một phần linh hồn lực mà thôi, tuyệt đối không thể phân cách. Mà trong âm dương linh vũ quyết đã nói rõ. Tu luyện bí quyết khi đột phá linh vương cùng vũ vương, chỉ có một hồn anh, lúc trước cường giả sáng tạo bí quyết cũng không cách nào làm được hai phần linh hồn lực để ngưng tụ hai hồn anh. Linh vũ song tu cùng linh hồn lực cũng không có xung đột, lúc này Lục Lâm Thiên đã thành công ngưng tụ hồn anh, muốn đột phá vũ vương chỉ là chuyện nước chảy thành sông, giảm đi không ít phiền toái. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là nguyên bản dựa theo âm dương linh vũ quyết tu luyện, mình ngưng tụ hồn anh, tiếp theo muốn đột phá sẽ dễ dàng. Nhưng lúc này lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bởi vì ở trong đầu của hắn còn có một linh hồn lực khác, hoặc là nói chính là tàn hồn, là do tàn hồn của trăm van hải cốt, trải qua luyện hóa với cơ duyên xảo hợp luôn xoay quanh trong đầu hắn, thậm chí lúc bị tử kim huyền lôi rèn thể, đều có kim sắc tiểu đao bảo vệ cả tàn hồn kia. Lúc này khi Lục Lâm Thiên chuẩn bị đột phá vũ vương, không nghĩ tới liên lụy tàn hồn, chân khí đột phá, linh lực thu liếm, lúc này chân khí cảm ứng được trong não hải còn có linh hồn lực. Trực tiếp muốn ngưng tụ thành hồn anh. Mặc dù tàn hồn không có linh trí, chỉ là linh hồn lực lượng trống rỗng, nhưng đều có được bản năng, tự nhiên không chấp nhận bị ngưng tụ, nhất thời trốn thẳng vào trong đoàn sát khí thật lớn. Hồn anh vừa ngưng tụ của Lục Lâm Thiên lại theo đuổi không bỏ, trực tiếp truy theo tàn hồn kia. Hai cỗ lực lượng bắt đầu giằng co, trực tiếp làm Lục Lâm Thiên không thể thuận lợi đột phá vũ vương. Tại sao lại như vậy? Lúc này Lục Lâm Thiên cũng buồn bực. Không nghĩ tới lại như thế, quan trọng nhất là hồn anh vừa ngưng tụ lại không nghe theo khống chế, mà lực lượng tàn hồn vốn đã mạnh hơn hồn đan một ít, lúc này lại có cảm giác ngang nhau, ngay cả hồn anh cũng không làm gì được nó, nếu không dựa vào sân nhà, tàn hồn lại không có linh trí, chỉ sợ sẽ yếu hơn tàn hồn không ít. Hai cỗ linh hồn lực lượng truy đuổi, Lục Lâm Thiên không thể áp chế, bản thân hắn còn phải khống chế đột phá, vì vậy đành mặc cho hồn anh truy đuổi theo đoàn tàn hồn kia. Nhưng hai cỗ linh hồn lực lại không làm gì được nhau, thỉnh thoảng còn va chạm lẫn nhau làm Lục Lâm Thiên đau đớn muốn chết. Chết tiệt, đúng là phiền toái. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, vạn nhất gây ra lưỡng bại câu thương, người xui xẻo chính là hắn, huống chi hắn còn đang trong thời điểm đột phá. Hô hô, sát khí bao quanh tàn hồn, kim sắc tiểu đao bao phủ hồn anh,
mặc dù cực kỳ an toàn nhưng tựa hồ không cam lòng, lập tức lại xông lên phía trước. Phanh! Hai cỗ linh hồn lực va chạm vào nhau, thanh âm trầm đục truyền tới, hồn anh bị đẩy lui, không nghĩ tới tàn hồn còn mạnh hơn cả hồn anh không ít. Phốc! Hồn anh thối lui, nháy mắt nhịp tim của Lục Lâm Thiên tăng lên, phun ra ngụm máu tươi. Suy! Đúng lúc hồn anh bị đẩy lui, kim sắc tiểu đao chợt động, tựa hồ bởi vì hồn anh, một cỗ kim quang bàng bạc vỡ áp thẳng tới đoàn tàn hồn. Hô hô! Tàn hồn đã sớm biết kim quang lợi hại, lập tức thối lui, nháy mắt đã lao ra khỏi đại não Lục Lâm Thiên, sau khi rời khỏi cũng còn quanh quẩn bên người hắn không rời đi, cực kỳ thân cận với hắn. Tàn hồn vốn đã bị Lục Lâm Thiên luyện hóa, chẳng qua bởi vì có sát khí nên không dung nhập linh hồn của hắn mà thôi, vẫn xem như là linh hồn lực của hắn, nhưng vì kim sắc tiểu đao, vì vậy nó không dám tiếp tục đi vào trong não hải. Thật không ngờ, vậy phải thử xem một chút có thể ngưng tụ hai hồn anh hay không. Nhất thời trong lòng Lục Lâm Thiên hiện lên ý tưởng can đảm, nghĩ thầm. Hóa hồn làm anh, ngưng tụ cho ta. Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn. Mỗi thủ ấn đánh ra lập tức làm tàn hồn run lên, vô hình trung bị một cỗ cự lực trói buộc, sát khí ngập trời lan tràn ngăn cản bị ngưng tụ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, tựa hồ đang giao phong cùng sát khí, năng lượng tàn hồn khuếch tán, lấy Lục Lâm Thiên làm trung tâm từ từ tản ra, đó là một cỗ sát khí thật lớn tới từ trăm vạn hải cốt, tuy âm dương linh vũ quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng lại không thể luyện hóa sát khí, vì vậy tàn hồn mới không bị hồn đan hấp thu. Nếu hắn muốn ngưng tụ hồn anh, đầu tiên cần thanh trừ sát khí sạch sẽ, nhưng sát khí thao thiên như vậy lúc ở bình thường hắn có thể nghĩ cách xử lý, nhưng đây là thời điểm đột phá, tuyệt đối không cách thực hiện. Suy! Đúng ngay lúc này một đạo tử kim huyền lôi đánh thẳng xuống dưới. Phanh phanh! Chỉ nháy mắt lôi đình trực tiếp bổ lên sát khí, nhất thời lôi điện quanh quẩn, tựa như một mảng điện vân lưu chuyển không ngừng. Lục Lâm Thiên đột nhiên phát hiện sát khí dần dần yếu bớt. Tàn hồn lại không bị thương tổn gì, ngược lại còn có thiểm điện quanh quẩn bên trong, làm tàn hồn mang theo vẻ thâm thúy quỷ dị. Trời cũng giúp ta. Lục Lâm Thiên mừng rỡ nói. Suy. Ngay sau đó lại một đạo lôi đình đánh xuống, bổ thẳng lên trên tàn hồn, sát khí gần như tiêu trừ, mà lôi điện thẩm thấu vào trên tàn hồn. Thời gian lặng yên trôi qua, từng đạo lôi đình đánh xuống, sát khí ngày càng giảm bớt. Mà đây là một quá trình buồn chán. Dài hơn trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, sát khí bàng bạc đến từ thiên sát đại trận cùng hơn trăm vạn hải cốt, trải qua 7.000 năm hình thành, vô cùng cường hãn, mặc dù tử kim huyền lôi rất mạnh, nhưng là vật vô chủ, lúc này chỉ có thể đánh xuống theo quy luật vô cùng máy móc. Không biết qua bao lâu, tâm thần Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, nhất thời khôi phục thanh tỉnh, lập tức quan sát đoàn tàn hồn, ánh mắt đảo qua lập tức mừng như điên. Chỉ thấy sát khí trên tàn hồn đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Linh hồn lực mang theo tử kim sắc, mơ hồ có điện quang đang lưu động. Linh hồn lực cùng tử kim sắc chậm rãi ngưng hợp cùng nhau, có vẻ cực kỳ huyền ảo, không nghĩ tới lúc này linh hồn lực lại dung hợp cùng tử kim huyền lôi. Lục Lâm Thiên suy đoán, có lẽ bởi vì tử kim huyền lôi thanh trừ sát khí, thẩm thấu vào trong tàn hồn, trải qua nhiều lần tiếp xúc nên mới tạo ra hiệu quả khó tưởng tượng như vậy, bên trong linh hồn lực nhất thời tràn ngập khí tức huyền bí, khí tức vô cùng nặng dày. Có thể ngưng tụ được rồi sao? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm tàn hồn, giờ phút này trái tim hắn nhảy lên kịch liệt, hiện tại hắn đã có thể ngưng tụ được hồn anh, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng thật lớn, đại nạn cũng là đại phúc, họa phúc cùng theo, thật sự không sai. Hồn anh ngưng tụ, thủ ấn biến hóa, linh hồn lực run lên, lập tức quanh thân tản ra hào quang tử kim sắc thật kỳ dị, ngay sau đó linh hồn lực bàng bạc tràn ra, thủ ấn kết xuất, tàn hồn bắt đầu biến hóa. Trong mơ hồ nhìn lại đang chậm rãi ngưng tụ, bộ dáng giống như hình người, cực kỳ thần bí. Suy, lần này ngưng tụ hồn anh không dễ dàng, tử kim huyền lôi vẫn đánh xuống, thậm chí còn dày đặc nhanh chóng vượt ngoài ý liệu của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên kinh hãi, bởi vì lôi đình trực tiếp đánh lên hồn anh đang ngưng tụ, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm hô không xong, đạo lôi đình đánh xuống, thiếu sát khí bảo hộ, linh hồn lực tuyệt đối không chịu nổi. Suy. Linh hồn lực run lên, lôi đình lực bàng bạc trực tiếp dừng lại trên tàn hồn, nhất thời điện mang quanh quẩn, linh hồn lực như bị phân thành 4-5 mảnh, nhưng sau đó liền khôi phục, không ngờ không hề bị phá hủy. Linh hồn lực lượng khủng bố khuếch tán, chấn động không gian nổi lên ba động vô hình. Ngưng tụ hồn anh, tụ cho ta.
Đúng ngay lúc này Lục Lâm Thiên không chút do dự lại ngưng tụ hồn anh, nháy mắt thủ ấn liên tục kết xuất, mỗi thủ ấn đều mang theo huyền ảo. Hô hô! Chỉ nháy mắt không gian đột nhiên run rẩy lên, thiên địa năng lượng lập tức tràn vào trong hồn anh tử kim sắc kia. Suy! Cơ hồ cùng một thời gian, lại một đạo tử kim huyền lôi rơi xuống, lúc này hồn anh càng đủ sức đối kháng lôi đình, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Bên trong dãy núi nguy nga, thiên địa năng lượng vô hình hội tụ, lập tức tràn về hướng kiến trúc khổng lồ. Một ngày sau, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong hư không, ở trước mặt là một bóng người được bao phủ bởi một tầng tử kim thạch anh kỳ dị, dung mạo giống chính hắn như đúc, thậm chí kích thước cũng như thế, chỉ có một bất đồng chính là thân ảnh hư ảo, vừa nhìn liền có thể nhận ra. Vào lúc này quanh thân ảnh hư ảo, linh hồn lực tinh thuần phiêu tán, lôi đình giáng xuống, thân ảnh càng thêm ngưng thật, cơ hồ không khác gì chính bản thể của Lục Lâm Thiên. Suy! Lại một đạo tử kim huyền lôi rơi xuống, thân hình hư ảo đột nhiên chấn động. Điện mang chói mắt tràn ra ngoài, ba động vô hình như bừng tỉnh cả thiên địa giống như gió lốc thổi quét, khắp không gian cuồng lôi loạn vũ, điện mang nhảy múa. Oanh long long! Lôi vân dày đặc, thiểm điện không ngừng toát ra, sấm sét vang rền, cùng lúc đó linh hồn ba động cuồn cuộn lặng yên khuếch tán. Lục Lâm Thiên không nghĩ tới ngưng tụ hồn anh lại giống chính bản thể như đúc, còn lớn như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy liên quan tới tử kim huyền lôi, linh hồn lực lượng hấp thu không ít lôi đình, vì vậy vô cùng ngưng thật, hoàn toàn giống như thân thể người. Phanh! Vào lúc này trong cơ thể Lục Lâm Thiên đột nhiên truyền ra thanh âm trầm đục, cả không gian như bị nổ tung, ầm ầm bắn ra không gian ba văn, thiên không hoàn toàn run rẩy lên. Cùng một thời gian chân khí bao trùm khắp cả trời đất, mang theo khí thế bàng bạc phá tan không gian, xuyên thẳng bầu trời. Oanh 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 oanh! Giống như gợi lên động đất, sơn băng địa liệt, không gian vặn vẹo, cả mảnh không gian quỷ dị hoàn toàn run rẩy lên. Oanh long! Chân khí khổng lồ từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên phun ra như núi lửa bốc cao, hung hăng lan tràn, trực tiếp đánh tan lôi vân bao phủ dày đặc trên bầu trời. Lôi vân màu tím ầm ầm vỡ tan. Cùng lúc đó chân khí của Lục Lâm Thiên đã đi tới một loại cảnh giới khác, lên tới cảnh giới Vũ Vương nhất trọng, không gian vặn vẹo, tựa như hình thành hào quang ba văn tràn ngập. Oanh long long! Lôi vân vừa bị tan rã, lúc này tựa hồ là bị ảnh hưởng, nháy mắt hội tụ, đồng thời quay cuồng ngày càng kịch liệt, uy áp kinh người lan tràn, lôi vân ngày càng dày nặng, trong tầng mây tựa hồ còn có đồ vật gì đó đang nổi lên. Cả không gian hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, trong lòng Lục Lâm Thiên bắt đầu bất an. Oanh long long! Chỉ nháy mắt, thanh âm tiếng nổ vang dựng lên, từng đạo lôi đình nháy mắt lan tràn xuống dưới, trong khoảnh khắc lôi quang lóe ra, hóa thành lôi đình lao ra khỏi lôi vân, điện mang lưu chuyển, cùng nhau giáng xuống, rậm rạp bao phủ kín kẽ phạm vi không gian chung quanh Lục Lâm Thiên. Một đạo lôi đình lớn cỡ cánh tay như nộ long ầm ầm hạ xuống, không gian vặn vẹo, trực tiếp rơi lên hồn anh vừa ngưng tụ, liên miên không dứt. Không gian phá vỡ, hoàn toàn hỗn loạn. Đồng thời lôi đình đều rơi lên người Lục Lâm Thiên lẫn hồn anh. Oanh long long! Trong tiếng nổ thật lớn, màn lôi đình nháy mắt bị quang trụ đẩy ra hai bên, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, quanh thân tràn ngập tử sắc quang điện, chân dẫm hư không, thân thể giống như điêu khắc, khí thế bàng bạc tràn ngập xuyên thẳng chân trời. Giờ khắc này thân thể Lục Lâm Thiên biến thành tử kim sắc, cực kỳ huyền ảo, trên người còn hiện lên đồ án bí văn, tựa hồ là do tử kim huyền lôi lưu lại. Suy! Lại có thêm một đạo lôi đình cực lớn màu trắng nhạt xuyên thẳng vào trong ấn đường Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, đôi tay mở rộng, lơ lửng mà đứng, tùy ý cho lôi đình xuyên vào trong ấn đường của mình, một cỗ tin tức thật lớn đồng thời tràn vào não hải của hắn. Bên trong một đình viện u tĩnh, một nữ tử mặc cẩm bào màu tím nhạt đang đứng, thân ảnh thướt tha đủ làm người nảy sinh mơ màng. Tử Yên, nghe nói ngươi xuất quan, ta đặc biệt qua xem. Một tiếng cười sang sảng truyền tới, một thanh niên lam y đi qua, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm hiện lên nụ cười đủ làm nữ tử trong thiên hạ si mê. Lam thập tam, chỉ còn 3 tháng đã tới trận thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, ngươi còn không bế quan tu luyện, lần này trong các thật kỳ vọng đối với ngươi. Nữ tử xoay người lại, đôi mắt như bảo thạch đen nhánh, khuôn mặt thanh lệ như lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc mang theo vẻ vũ mị yêu kiều. Nàng vừa xoay người bưng lên một chén nước trong, uống một hớp, động tác gọi hồn nhiếp phách, thần thái phong tư chắc tuyệt như trích tiên, nữ tử thế này chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều mất hết hồn phách,
phần nửa mái tóc rơi trước ngực, nhìn qua tựa như một thác nước. Tử Yên, ngươi nói sai rồi, trong các càng xem trọng ngươi, về phần ta, tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, mặc dù giới trẻ tuổi thật không kém, nhưng ta không để trong lòng, chỉ có lăng thanh của linh vũ giới làm cho ta có chút chờ mong. Lam Thập Tam nói, không chút khách khí ngồi xuống, tự rót nước uống một hớp, nói. Nước của Bích Thủy Hàn Đàm mỗi lần uống vào làm trong lòng thật lạnh, lại giống như linh tuyền vậy. Uống nhiều một chút mới có lợi cho tu vi của ngươi. Tử Yên nhìn thoáng qua Lam Thập Tam, nói. Trận thi đấu 10 đại cường giả, ngươi không được khinh thường, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, các thế lực đều có nội tình muôn đời, không kém hơn thiên địa các chúng ta bao nhiêu, lần này nhân cơ hội tìm hiểu thực lực của những người cùng thế hệ, xem thử chúng ta đã tới vị trí nào. Đáng tiếc cho Lục Lâm Thiên, đã sắp 2 năm rồi đi, nếu người kia đột phá Vũ Vương, phỏng chừng có thể đánh một trận với ta, chỉ là đáng tiếc. Lam Thập Tam nói. Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Tử Yên tối xuống, khẽ thở dài, nhấp nhẹ hớp nước, trong đầu không khỏi nhớ lại thanh niên kia, vì sao nàng lại thường xuyên nhớ tới hắn, kể từ khi ở Cự Giang Thành nàng nhìn thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy của hắn. Hay là ở trong huyền thiên bí cảnh nàng cùng hắn ôm chặt lấy nhau, thậm chí vật của tên kia còn đẩy vào trên chân của nàng đâu. Tử Yên, chỉ sợ sau trận thi đấu lần này, chúng ta sẽ không còn được tự do như vậy. Lam Thập Tam nói. Phải, đây là số mệnh của chúng ta, cũng là trách nhiệm mà thiên địa các tồn tại. Mỗi một đời thánh tử cùng thánh nữ của thiên địa các đều phải đem việc này xem như nhiệm vụ của mình. Thời gian cũng đã sắp tới, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đột phá linh tôn cùng vũ tôn. Tử Yên nói. Nhưng không biết truyền thuyết kia là thật hay giả. Lam Thập Tam nói. Việc này thì không ai biết, dù sao đã qua bao nhiêu vạn năm, trên đại lục không ai thành công qua. Tử Yên đáp. Trong nháy mắt đã tới đầu thu, bên trong phi linh sơn mạch gió thu đảo qua, lá rụng nhảy múa chậm chậm rơi xuống. Trong đại điện phi linh môn, một nhóm cường giả đang ngồi. Sắc mặt dị thường phẫn nộ. Ma tâm cốc càng ngày càng quá mức, liên tục va chạm 3 tòa thành của chúng ta, nếu không cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn xem, còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ. Thanh hỏa lão quỷ không còn nhìn được âm dương quái khí nói, thanh âm khiến người dựng đứng tóc gáy. Thanh hỏa cung phụng, ám đường đã tra được một ít dấu vết, ma tâm cốc đã liên minh cùng Bách Linh Tông, song đao môn, tựa hồ muốn đối phó chúng ta, ma tâm cốc va chạm địa bàn của chúng ta. Mà song đao môn cùng Bách Linh Tông đã tập hợp mấy chục vạn đại quân đang nhắm ngay bổn môn, phỏng chừng chúng ta vừa động, song đao môn cùng Bách Linh Tông cũng sẽ động thủ. Diệp Phi nói, ma tâm cốc, Bách Linh Tông, song đao môn. Đông Vô Mệnh vỗ mạnh lên bàn, vô cùng tức giận, hiện tại phi linh môn ra đại nghiệp đại, phỏng chừng ngược lại thành gánh nặng, nếu là trước kia nhất định phải liều mạng một lần. Đông Cung Phụng. Sư phụ, chúng tôi còn tra được ngoại trừ 3 sơn môn kia âm thầm kết minh, tựa hồ người của Lan Lăng Sơn Trang từng âm thầm xuất hiện qua, ta nghĩ 3 sơn môn kia có lá gan lớn như vậy chỉ sợ là vì sau lưng có người làm chỗ dựa, bằng không sẽ không tùy tiện va chạm vào phi linh môn chúng ta. Diệp Mỹ nói, nếu không phải bọn hắn e ngại vũ tôn cùng linh tôn trong bổn môn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm xâm phạm, đáng tiếc hiện giờ băng hỏa tôn giả không ở trong bổn môn. Chúng ta muốn đối phó 1 sơn môn thì không thành vấn đề, nếu đồng thời đối phó 3 sơn môn, còn có người của Lan Lăng Sơn Trang lẫn bên trong, chỉ sợ sẽ khó khăn. Bạch Oánh nhíu mày. Trong đại điện nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thở dài truyền tới, giờ khắc này ai cũng thầm nghĩ trong lòng, nếu có trưởng môn ở đây, phi linh môn làm sao gặp phải khốn cảnh như vậy, trưởng môn tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết. Chư vị cung phụng, sư phụ, còn 3 tháng tới trận thi đấu 10 đại cường giả. Phi linh môn không tham gia sao? Diệp Mỹ lại hỏi. Việc này. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh liếc mắt nhìn nhau, lại khẽ thở dài, hiện tại phi linh môn nào có thanh niên cường giả đi tham gia? Diệp Phó Đường Chủ, đương nhiên là phải tham gia, ca ca đi vắng vẫn còn có ta. Ngay khi mọi người còn đang thổn thức, một thanh âm yêu kiều truyền tới, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi vào, lập tức làm kinh động mọi người trong đại điện. Người này chính là Lục Tâm Đồng vốn đã bế quan, từ sau khi quay về Sơn Môn, nàng đã bế quan suốt 1 năm 4 tháng. Gặp qua tiểu thư, không ít người đứng dậy hành lễ, Lục Tâm Đồng vẫn luôn giữ thân phận tiểu thư phi linh môn, thực lực biến thái chẳng khác gì trưởng môn, nhưng bình thường nàng không thích khoe khoang mà thôi, cũng không thường ra ngoài,
bằng không chỉ sợ thanh danh đã sớm nổi bật khắp cả cổ vực, kỳ thật nàng xem như đã có chút danh tiếng, dù sao ở trong đào hoa yến của Linh Thiên Môn, nàng dùng một chiêu đánh bại một linh vương của Linh Thiên Môn, điều này đã gây ra náo động tuyệt đối. Chư vị miễn lễ. Lục Tâm Đồng nói, hành lễ với Đông Vô Mệnh. Sư phụ, Oánh tỷ. Tâm Đồng, con muốn tham gia trận thi đấu, con nắm chắc sao? Nhìn đệ tử, sắc mặt Đông Vô Mệnh vui vẻ, lập tức hỏi, hắn biết thực lực của đệ tử, nhưng muốn tham gia cuộc thi đấu, chỉ sợ còn có chút không đủ, không phải vì thiên phú không được, chẳng qua là vì tuổi nhỏ, đợi thêm một thời gian hẳn không thành vấn đề. Sư phụ, ngài cảm thấy đủ rồi chưa? Lục Tâm Đồng nhíu mày, thủ tấn kết xuất, linh hồn lực lan tràn, xích kim độc chu tản ra hào quang yêu dị, ngay lập tức một hồn anh màu đen nho nhỏ xuất hiện sau đầu nàng. Hồn anh vừa ra, linh hồn lực ngập trời bao phủ, những người đột phá vũ vương như thanh hỏa lão quỷ nhất thời cảm giác linh hồn bị áp chế, người có thực lực thấp đã bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này mọi người kinh hãi, đã ngưng tụ hồn anh thì chính là tượng trưng cho linh vương vũ vương, mà vị tiểu thư này còn chưa đầy 18 tuổi, đã trở thành linh vương. Tâm Đồng, con đột phá linh vương. Đông Vô Mệnh kinh ngạc, há hốc miệng kêu lên, hắn không thể tin được đệ tử của mình đã đột phá linh vương. Chỉ mới 1 năm 4 tháng, nhưng việc đã xảy ra trước mắt khiến cho hắn không thể không tin. Biến thái, thật biến thái. Nhóm cường giả đưa mắt nhìn nhau, trong lòng họ đều cho rằng khả năng tu luyện của Lục Tâm Đồng còn biến thái hơn cả trưởng môn. Phải, con nghiên tập thiên độc kinh, tiến bộ cực nhanh, hơn nữa được sư tôn truyền thừa, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn một ít. Lục Tâm Đồng nói, thu lại thủ ấn, hồn anh thu vào trong cơ thể, linh hồn uy áp khôi phục. Trong đại điện đã có người tuôn mồ hôi. Tốt, tốt. Đông Vô Mệnh lập tức đứng lên. Tâm Đồng, lấy thực lực của con bây giờ, muốn tham gia thi đấu tự nhiên không có vấn đề gì. Đông Vô Mệnh rất rõ ràng thực lực đệ tử đột phá linh vương, mà độc công còn cao hơn hắn, còn có xích kim độc chu, đủ làm cho đại lục kinh động đi. Chư vị, việc của Ma Tâm Cốc ta vừa mới nghe nói, có thể để ta nói vài câu hay không? Lục Tâm Đồng nói. Mời tiểu thư cứ nói. Mọi người vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần, liền nói. Chư vị, ca ca từng nói với ta, lui nhường chỉ có thể làm cho người ta lòng tham không đáy, làm cho bản thân mình bị thương tổn càng lớn hơn nữa, mà tâm cốc một mực upsilon chúng ta, nói thế nào lần này chúng ta phải cho bọn hắn đòn nghiêm trọng suốt đời khó quên, ta tính toán đi Ma Tâm Cốc, không biết chư vị có nguyện ý đi cùng với ta hay không? Dứt lời, ánh mắt nàng lướt ngang mọi người trong đại điện. Nghe được lời nói của nàng, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tâm Đồng, ta đi với ngươi, yêu thú yêu đường cũng sẽ đi. Thiên độc yêu long đứng lên, chiến ý bức người xuất hiện. Đệ tử võ đường nguyện ý đi theo tiểu thư. Đệ tử ngoại đường nguyện ý đi theo tiểu thư. Đệ tử linh đường cũng đi. Chúng tôi nguyện ý đi theo tiểu thư. Trong đại điện liên tục vang lên thanh âm tiếng quát, mọi người cùng đứng dậy, một cỗ chiến ý bắt đầu lan tràn. Thỉnh sư phụ, Oánh tỷ thành toàn. Lục Tâm Đồng xoay người khẩn cầu. Tâm Đồng, vì sao con phải đi Ma Tâm Cốc? Đông Vô Mệnh không trả lời nàng, chỉ hỏi. Nếu ca ca ở đây, ca ca nhất định sẽ diệt Ma Tâm Cốc, bây giờ ca ca vắng mặt, con phải làm việc của ca ca. Trong ánh mắt Lục Tâm Đồng lộ vẻ kiên nghị, thân hình hơi có vẻ phong phanh nhưng lại mang theo lực lượng cực kỳ kiên cường. Tâm Đồng, con trưởng thành. Trong mắt Đông Vô Mệnh mang theo vẻ ướt át, nói. Lần này sư phụ đi cùng con, tiêu diệt Ma Tâm Cốc, chúng ta vừa lúc tiện đường đi Cự Giang Thành tham gia trận thi đấu. Còn có ta, nhẫn nhịn lâu như vậy, thực lực của Phi Linh Môn cũng tới lúc bại lộ một ít, kinh sợ những người khác, cho dù trời sập thì cũng đợi sập xuống rồi tính sau. Bạch Oánh nói. Tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Tiêu diệt Ma Tâm Cốc. Từng thanh âm âm lệ vang lên, truyền ra đại điện. Sát khí thao thiên khuếch tán làm không ít đệ tử Phi Linh Môn run lên. Trong không gian quỷ dị, lôi đình màu trắng xuyên vào ấn đường Lục Lâm Thiên, chỉ một lát sau đã biến mất không còn nhìn thấy. Hô hô! Đồng thời lôi vân nháy mắt đã tiêu tán không còn bóng dáng. Vào lúc này trong đầu Lục Lâm Thiên đang sửa sang lại tin tức nhận được, trong lòng không ngừng thất kinh. Suy! Hắn đột nhiên mở mắt, tinh quang hiện lên, thủ ấn kết xuất. Thân thể biến thành tử kim sắc, cực kỳ huyền ảo, hơn nữa hiện lên đồ án bí văn, trôi nổi sáng bóng như kim trúc. Đây là bất diệt huyền thể sao?
Lục Lâm Thiên cảm giác thân thể, lúc này hắn xác nhận mình đã rèn luyện thành bất diệt huyền thể, là một loại thân thể cực kỳ biến thái. Ngay lập tức thân hình hắn trôi nổi giữa không gian, thân thể chưa động nháy mắt một cỗ khí thế tràn ngập, cũng làm cả không gian chấn động. Đôi mắt hắn híp lại, oanh ra một quyền không chút hoa lệ, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo, tiếng xé gió trầm thấp vang lên, không gian chợt nổ vang, tựa như một tiếng sấm rền đánh xuống. Hắn cảm giác lực lượng một quyền này vô cùng đơn giản, thậm chí là tùy ý, nhưng trình độ cường hãn đã mạnh hơn ngày trước gấp mấy lần. A! Cảm giác lực lượng, sau một lát Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, sau đó phát ra tiếng hét thật lớn, tìm được đường sống trong chỗ chết, đi được tới hôm nay thật sự hung hiểm vạn phần. Ánh mắt hắn rơi lên hồn anh trước mặt không xa, giống hắn như đúc, nhìn qua chẳng khác gì là phân thân, bản thân hắn cũng thật không ngờ hồn anh của mình lại biến thành như thế. Cảm giác hồn anh một chút, trình độ ngưng thật quá dị thường, dù là bị lôi đình oanh kích nhưng vẫn có thể dễ dàng đối kháng. Hồn anh màu tử kim sắc, sát khí không ngừng lan tràn. Lục Lâm Thiên dễ dàng phát hiện, mình cùng hồn anh liên hệ khó hiểu, nhưng hồn anh lại mơ hồ có chút ngây dại, ý thức cùng tư tưởng của mình lại nằm trong hồn anh nhỏ bé ban đầu, mặc dù hồn anh lớn thật thân cận với mình, bất quá lại không có được tư tưởng cùng ý thức. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thủ ấn kết xuất, từ trong mi tâm hiện lên bạch quang, mang theo linh hồn lực rơi lên tay hắn, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Sau đó Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, đánh bạch quang xuyên vào ấn đường của đại hồn anh trước mặt. Giờ khắc này thân hình hai bên đều có lưu quang quanh quẩn, sau một lát mới tan biến trong vô hình. Suy! Đại hồn anh mở mắt, ánh mắt thâm thúy, chân khí lan tràn. Linh hồn lực thật mạnh. Đại hồn anh lẩm bẩm, chính là thanh âm của Lục Lâm Thiên, hắn đánh một đạo linh hồn lực của bản thân lên đại hồn anh, đó là ý thức cùng tư tưởng của hắn. Những gì đại hồn anh nhìn thấy hắn cũng biết, bởi vì hai người tuy hai mà một. Tâm niệm vừa động, hắn cùng đại hồn anh là một, chẳng khác gì tay trái cùng tay phải, đều cùng chung ý thức lẫn tư tưởng. Hồn anh của Vũ Vương còn chưa thể rời khỏi thân thể, sẽ cực độ nguy hiểm, sức chiến đấu kém hơn rất nhiều, tiểu hồn anh chính là như thế, nhưng đại hồn anh lại không có cảm giác này, mặc dù là do linh hồn ngưng tụ, nhưng thân thể lại là thật sự, màu tử kim sắc. Nhìn qua giống như dùng kim cương đúc thành, thậm chí chính bản thể cũng cảm giác được uy áp bức người. Công kích. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, thật muốn biết đại hồn anh có thể đánh ra thực lực như chính bản thể hay không. Bàn chân đại hồn anh hiện lên một mảnh ngân quang, thân hình mang theo tiếng xé gió phá không, mơ hồ còn có tiếng sấm truyền ra, thân hình hóa thành tàn ảnh tử kim sắc lao tới, một đạo quyền ấn mang theo năng lượng bàng bạc, mà năng lượng kia chính là linh lực. Lục Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc, bản thể sải bước tới, thân hình trôi nổi lăng không, chân khí tràn ngập thiên địa, cả không gian như muốn chấn động. Hoàng mang ngưng tụ, Lục Lâm Thiên vung thẳng một quyền về hướng đại hồn anh. Một quyền oanh kích không chút hoa lệ, mang theo lực lượng cực kỳ trầm trọng, không gian vặn vẹo, không gian lõm vào hình vòng cung, không gian ba văn bị chấn khai vang lên tiếng ô ô xé gió. Giờ phút này khóe môi đại hồn anh cũng lộ ra ý cười. Năng lượng như hồng thủy mang theo tiếng xé gió gào thét bay tới, quyền ấn trực tiếp đánh thẳng vào quyền ấn của bản thể. Phanh! Hai quyền va chạm, thanh âm trầm đục vang lên, kinh khí khuếch tán, hai thân ảnh lập tức thối lui. Thật mạnh! Hai thân ảnh đồng thời phát ra thanh âm than thở, biểu tình giống nhau như đúc, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười y hệt. Đại hồn anh thu liễm linh lực, thủ ấn kết xuất, năng lượng hội tụ trên tay, bàn tay nắm lại. Không gian lập tức vặn vẹo, lần này sử dụng chính là chân khí. Sau đó hai thân ảnh chợt tiếp xúc. Ước chừng nửa canh giờ sau hai thân ảnh lại tách ra, lộ biểu tình không tưởng tượng nổi. Đại hồn anh lại có thể thúc giục chân khí cùng linh lực, tuy không thể tự tu luyện mà phải dùng bản thể cung ứng. Nếu đại hồn anh tiêu hao quá nhiều thì phải quay về bản thể khôi phục, cũng không thể tự dùng đan dược. Lục Lâm Thiên thậm chí nghĩ thầm, nếu mình cùng đại hồn anh đồng thời đối địch, ăn ý hoàn mỹ. Thực lực tương đương, sẽ kinh khủng như thế nào? Lần này phát lớn rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng rỡ. Oanh long. Trong không gian truyền lại rung động, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, mai rùa ầm ầm chướng lớn tới 5-600 thước, tràn ngập huỳnh quang bí văn, nhìn qua giống như một quang đoàn khổng lồ tràn ngập năng lượng. Hào quang trên mai rùa lúc sáng lúc tối, giống như trái tim nhảy lên, rất có tiết tấu, tâm thần Lục Lâm Thiên dình tới.
kinh ngạc phát hiện khi hào quang nhảy lên thiên địa năng lượng sẽ dao động, năng lượng được mai rùa hấp thu, càng lúc càng thêm sáng ngời. Tiểu Long muốn dung hợp huyền vũ thần sắc hay là muốn đột phá? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, nghe sư phụ nói qua, huyết mạch huyền vũ của Tiểu Long không tinh thuần, cho nên không thể dung hợp huyền vũ thần sắc, nhưng sau khi bị tử kim huyền lôi oanh kích, không nghĩ tới lại có dấu hiệu dung hợp, đây là chuyện ngoài ý liệu. Oanh Long! Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang suy tư, không gian đột nhiên rung lên, trên mai rùa bộc phát cường quang chói mắt, thiên địa năng lượng ngày càng nồng hậu. Rốt cục là đột phá hay dung hợp thành công? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Cường quang càng lúc càng mạnh, tới cuối cùng vang lên tiếng răng rắc, quang đoàn xuất hiện không ít khe nứt, vô số cường quang xen lẫn chân khí dày đặc phóng lên cao, xuyên thấu chân trời. Ngao ngao! Yêu thú tụ tập, nhất thời rít gào phủ phục. Toàn bộ linh thú đều thấp giọng gào thét. Mái tóc huyết sắc của huyết mị bay múa, nhìn chằm chằm kiến trúc khổng lồ, một cỗ uy áp ở chân trời xa xa đang lan tràn xuống dưới. Linh hoàng khí, là Tiểu Long sao, chủ nhân nhất định còn sống. Huyết mị run lên, vô cùng mừng rỡ nhìn lên bầu trời, nàng rất quen thuộc khí tức này, linh hoàng khí, chính là linh hoàng khí trên người Tiểu Long. Trong không gian, chân khí trên mai rùa ngày càng nồng đậm, khe nứt ngày càng nhiều. Lập tức lộ ra đầu cùng cự vĩ của Tiểu Long, dưới mai rùa còn có long chảo lộ ra. Đầu của Tiểu Long lộ ra khỏi mai rùa, con mắt thứ ba bắn ra cột sáng xuyên phá chân trời, cuối cùng bộc phát ra từng đợt dao động. Một lát sau con mắt thứ ba dừng việc hấp thu năng lượng, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên lan tràn, chân khí đột phá cổ bình phóng lên cao. Ngao! Một tiếng long ngâm vang vọng, mang theo cỗ uy áp tuyệt đối, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn cả không gian. Thậm chí cả huyết mị cũng bị áp chế, không thể tới gần thêm chút nào, cỗ chân khí nồng đậm lan tràn, uy áp tới từ tận linh hồn, tới từ huyết mạch, làm chúng yêu thú không thể đối kháng. Giờ phút này thân ảnh Tiểu Long cuồn cuộn, long chảo sinh vân, trên lưng lại có một mai rùa màu đen như mực, nhìn qua cực kỳ không nhịp nhàng, nhưng chân khí trên mai rùa lan tràn cũng làm Lục Lâm Thiên cảm giác bị áp chế. Một lát sau cảnh tượng hoàn toàn tiêu tán. Ngay trong nháy mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy quanh thân Tiểu Long tràn ngập hào quang, một hình người hiển lộ, sau khi hào quang biến mất, thân ảnh kia lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Lục Lâm Thiên mỉm cười, người này có bộ dáng như một tiểu đồng chừng 7-8 tuổi, trên người mặc kim sắc trường bào lộ ra chân khí tôn quý, mái tóc uốn cong kim sắc, đôi mắt thâm thúy sáng ngời đủ làm người thần phục, ngay mi tâm còn có một kim sắc ấn ký giống con mắt dựng đứng, có vẻ thần bí mà yêu mị. Lão đại, người không chết. Thật tốt quá. Thân ảnh tiểu đồng như thuấn di xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lão đại ngươi là người đoản mệnh sao, ai bảo ngươi nguyền rủa ta. Lục Lâm Thiên trừng mắt, vỗ lên đầu Tiểu Long. Lão đại, ngươi lại vỗ đầu ta, cẩn thận ta phản kháng, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Tiểu Long vuốt đầu nói, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy hai thân ảnh giống nhau như đúc, sắc mặt đại biến. Lão đại! Đây là nguyên anh của ngươi, hay là thân ngoại hóa thân, chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Thân ngoại hóa thân chỉ có trong truyền thuyết, ngươi cho rằng dễ gặp như vậy sao? Lục Lâm Thiên trừng mắt nói, trong truyền thuyết chỉ có võ đế linh đế mới đạt được thủ đoạn thân ngoại hóa thân mà thôi. Sau đó hắn kể lại quá trình biến hóa cho Tiểu Long nghe qua. Lão đại, ngươi càng ngày càng biến thái, thậm chí có được hai hồn anh, thật quá kinh khủng. Lần này đại nạn không chết còn đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, còn có được bất diệt huyền thể biến thái, thực lực của ngươi hẳn đã rất mạnh đi. Tiểu Long sợ hãi than. Ngươi mới càng ngày càng biến thái. Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt nói. Hắc hắc. Tiểu Long vuốt đầu, cười hăng hắc nói. Lão đại, ngươi không biến thái tại sao lại không mặc quần áo, ta ẩn ta upsilon ông đẹp lắm sao, cũng may Bạch Linh tỷ không ở trong này. Kháo. Lục Lâm Thiên nhất thời sửng sốt, quần áo của hắn đã sớm thành cho tàn, hắn đã quên mất mình đang trần trụi. Vừa dứt lời, thủ ấn kết xuất, Lục Lâm Thiên thu lại vài chữ vật giới chỉ còn phân tán trong không gian, tìm kiếm một bộ thanh y mặc vào, tâm thần vừa động lại biến hóa một bộ tử kim sắc trường bào bao phủ đại hồn anh, ngay lập tức đại hồn anh hóa thành tử kim quang biến mất trong mi tâm của hắn. Đại hồn anh tiến vào trong não hải, mặc dù cùng tiểu hồn anh chiếm cứ trong đại não. Nhưng không chút mâu thuẫn, tựa như một khối, nhưng kim sắc tiểu đao vẫn xoay quanh trên đầu tiểu hồn anh, linh hồn lực tương liên cùng nó,
mà khi đại hồn anh tiến vào, kim sắc tiểu đao cũng không hề có bất kỳ động tác. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi, đem tàn hồn ngưng tụ thành hồn anh thứ hai của mình, xem như đã giải quyết tai họa ngầm, hơn nữa kết quả thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Tiểu Long, người thế nào, vừa rồi là đột phá hay dung hợp huyền vũ thần xác? Lão đại, bởi vì tử kim huyền lôi, ta đã hoàn toàn dung hợp với huyền vũ thần xác, thật sự là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lôi điện còn có loại tác dụng này, sau khi dung hợp xong cũng đã nhận được toàn bộ truyền thừa của huyền vũ bộ tộc, vừa rồi đã đột phá lục giai hậu kỳ. Tiểu Long nói, ngươi không phải chỉ mới tới lục giai sơ kỳ sao? Lục Lâm Thiên sửng sốt. Lão đại, chúng ta làm sao đi ra ngoài? Tiểu Long hỏi lại, yên tâm đi, hiện tại là có thể đi ra ngoài, nhưng phải đi một nơi trước. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, sau khi hắn rèn luyện thành công bất diệt huyền thể, cũng đã được Tử Lôi Huyền Đỉnh nhận chủ, lúc này cũng hiểu biết hết thảy những chuyện đã xảy ra trong kiến trúc khổng lồ, kỳ thật nơi đó cũng là không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh mà thôi. Thủ ấn kết xuất, không gian run lên, nháy mắt hai người xuất hiện trong một thạch thất thật lớn, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Tiểu Long trợn mắt cứng lưỡi nói. Lão đại, chúng ta phát tài. Phải, đây mới thật sự phát tài. Lục Lâm Thiên cười nói, thạch thất này lớn hơn ngàn thước, trông chất đầy vũ khí, linh khí, đan dược, tài liệu luyện khí, toàn bộ vật dụng mà võ giả cùng linh giả cần dùng, thấp nhất cũng tới hoàng cấp, nhìn qua như ngọn núi nhỏ, thậm chí có tới mấy ngàn bộ vũ khí huyền cấp sơ kỳ cùng trung kỳ. Vừa lướt mắt nhìn qua, Lục Lâm Thiên liền biết nơi này là bảo tàng của hạch tâm huyền thiên môn lưu lại, mà thạch thất ban đầu tuy không ít, nhưng luận giá trị cùng trình tự chỉ sợ kém hơn 10 lần. Không thể so sánh được với nơi này. Lão đại, đây mới là thứ tốt. Tiểu Long đi tới một thạch đài tại Trung ương, nhìn thấy đồ vật trồng chất không ít. Ta kháo, phát đạt, hoàn toàn phát đạt. Lục Lâm Thiên sửng sốt, trên thạch đài có không dưới 50 kiện hồn khí cùng võ linh khí, đại bộ phận đều có trình tự hoàng cấp, một ít huyền cấp cùng địa cấp. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng như điên, đi quanh khắp phòng. Nơi này còn có hơn 50 bộ vũ khí huyền cấp cao giai cùng linh khí, nhưng không nhìn thấy địa cấp, dù sao địa cấp không thể tùy tiện phục chế, chỉ sợ là vũ tôn cũng không làm được. Đan dược thất phẩm cao giai. Đan dược thất phẩm cao giao thật không ít, làm trong lòng Lục Lâm Thiên run rẩy tới chết lặng. Ánh mắt hắn rơi xuống một hộp gấm tử kim sắc, hộp gấm không lớn, vừa cầm lấy sau thoáng do dự hắn lại mở ra, nhất thời một chữ vật giới chỉ hiện lên trong mắt. Khi hắn vừa kiểm tra giới chỉ, một tia cấm chế thật lớn bắn ngược, trực tiếp chấn khai, cỗ lực lượng cấm chế thật lớn này hiện tại hắn còn chưa cách nào phá bỏ. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu Long ngẩn ngơ, Lục Lâm Thiên lập tức thu giới chỉ kia vào, nói. Không có gì, chúng ta đi ra ngoài đi, không biết thời gian đã qua bao lâu. Dứt lời hắn lập tức kết xuất thủ ấn. Trong không gian yên tĩnh, khi áp lực tiêu trừ, chúng yêu thú kinh hãi nhìn vào tòa kiến trúc thật lớn, mà ánh mắt huyết mị cũng nhìn chăm chú. Sau một lát huyết mị chợt thở dài, đang định rời đi, bỗng dưng kiến trúc khổng lồ chợt lay động, nhất thời làm khuôn mặt huyết mị biến thành khẩn trương. Oanh long long! Cả tòa kiến trúc vô cùng khổng lồ bỗng nhiên chao đảo, thanh âm oanh long như động đất, nhìn qua giống như đất rung núi chuyển, nhanh chóng lan tràn. Sao lại thế này? Huyết mị nghi hoặc nhìn chằm chằm. Không ít yêu thú linh thú đều kinh ngạc, gần đây trong kiến trúc kia thật sự phát sinh quá nhiều động tĩnh. Oanh! Tiếng nổ tung khủng bố, ầm ầm vang vọng, kiến trúc run rẩy lên, nháy mắt đã hiện ra những khe nứt lớn cỡ ngón cái. Oanh! Lại một tiếng nổ vang, những khe nứt kia nhất thời biến thành rậm rạp. Oanh long long! Kiến trúc rốt cục nứt toác, chân khí phóng lên bầu trời, giống như trời sụp đất nứt, cả không gian vẫn còn hồi âm không dứt. Khi nham thạch rơi xuống, đột nhiên ngừng lại, lập tức hóa thành năng lượng bắt đầu hội tụ, một tiếng cười sang sảng mang theo vẻ mừng như điên vang vọng cuối chân trời. Phá rồi lại lập, rốt cục đã ra rồi. Đá vụn thật lớn hóa thành năng lượng bàng bạc quỷ dị hội tụ trên trời cao, cuối cùng xoay vòng tiến vào một nơi quỷ dị, không gian chung quanh đều hóa thành không gian lốc xoáy. Sau khi năng lượng biến mất, lốc xoáy cũng ngừng xoay tròn, lộ ra đại đỉnh ba chân lớn vài trăm thước. Đại đỉnh kia thật giống như đại đỉnh nằm giữa trung tâm kiến trúc khổng lồ ngày trước. Ngay tiếp theo đại đỉnh bắt đầu nứt nẻ, đá vụn hóa thành năng lượng biến mất, ngay sau đó lộ ra tử kim sắc, tử kim điện mang khởi động, khí thế cuồn cuộn kinh người bao phủ giữa không trung. Chúng yêu thú cúi đầu phủ phục,
thậm chí Huyết Mị cũng không dám nhìn thẳng, ngay nháy mắt nàng vừa cúi đầu, khóe mắt nhìn thấy không gian trên đại đỉnh ngưng tụ, hai thân ảnh lập tức đi ra. Người đi đầu mặc thanh ý, thân hình cao ngất, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt thâm thúy mang theo vẻ tà khí, người còn lại là một tiểu đồng tóc vàng, chân khí lan tràn quanh thân, làm toàn bộ yêu thú linh thú chung quanh đều không dám nhúc nhích. Chủ nhân, Linh Hoàng. Nhìn thấy hai người trên không trung, trong lòng Huyết Mị run lên, vô cùng kích động, nàng đã biết chủ nhân nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Thu. Lục Lâm Thiên nhìn thấy Huyết Mị, mỉm cười thu thủ ấn, đại đỉnh hóa thành tử quang nháy mắt bay vào trong tay của hắn, ngay tiếp theo xâm nhập vào đan điền khí hải, quay chung quanh ngũ sắc võ đan. Đã ra rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, phá rồi lại lập, họa phúc theo cùng, hắn lại tránh được một kiếp. Ma Tâm Cốc nằm ở hướng tây bắc cổ vực, là thực lực nhất lưu nổi danh, cường giả không ít, Đảng Vạn Lâm có thực lực Vũ Vương tam trọng, cũng là cường giả có danh trong cổ vực, bởi vì người có tu vi Vũ Vương ở trong cổ vực cũng không nhiều lắm. Địa bàn Ma Tâm Cốc khá lớn, so sánh với Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông tuyệt đối không kém. Đây là cuối mùa thu, bên ngoài Ma Tâm Cốc là một khu rừng cực kỳ rậm rạp, lá cây phiêu linh, mang theo dáng vẻ tiêu điều. Giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng thét áp không tràn tới, một mảnh mây đen phiêu động, nhìn kỹ mới thấy không phải mây đen mà là yêu thú phi hành đông nghìn nghịt, ước chừng phải lên tới 500 đầu yêu thú phi hành khổng lồ, lại có hơn vạn thân ảnh đang chậm rãi áp không bay tới. Đi đầu có hai yêu thú thật đáng chú ý, một đầu cửu đầu yêu giao, toàn thân màu đỏ, chân khí cường hãn, mà một đầu khác là phi thiên ngô công lục giai khủng bố, một đường bay tới, chỉ lưu chút hắc vụ giữa không trung. Mà những yêu thú khác cũng không dám tới gần. Trên lưng cửu đầu yêu giao cùng phi thiên ngô công còn có mười mấy thân ảnh đang khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm dãy núi non phía trước, một thanh âm chợt vang lên. Đệ tử phi linh môn chú ý, phía trước chính là Ma Tâm Cốc, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bá bá! Lời vừa rơi xuống, hơn vạn người trên lưng yêu thú phi hành cầm binh khí trong tay, chân khí linh lực tràn ra, hội tụ thành một cỗ khí thế kinh người. Bên ngoài Ma Tâm Cốc là Ma Sơn Thành, diện tích thật lớn, dân cư trên 100 triệu, lúc này trong thành phi thường náo nhiệt, giữa không trung đột nhiên phong vân biến sắc, dấu hiệu như bão táp sắp đến, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhất thời liền kinh ngạc, mấy trăm đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhìn qua như mây đen che trời đang áp không bay qua, từng đạo sát khí bao trùm cả bầu trời làm mọi người kinh hãi. Đó là ai, hình như đi về hướng Ma Tâm Cốc. Đằng đằng sát khí. Tựa hồ là đi tìm Ma Tâm Cốc phiền toái. Ta đã thấy người kia, là một hộ pháp của phi linh môn. Đi đầu chính là cửu đầu yêu giao, là tọa kỵ của thôi hồn độc vương đông vô mệnh trong phi linh môn, bọn họ là người của phi linh môn. Nghe nói gần đây Ma Tâm Cốc luôn gây hấn với phi linh môn rốt cục không nhẫn nhịn được nữa. Bên trong một hạp cốc mở mang, ngọn núi xuyên thẳng bầu trời, khe sâu hiểm trở, quái thạch cao ngất, địa hình dễ thủ khó công. Nhưng đối với yêu thú phi hành mà nói cũng không trọng yếu. Lúc này hơn 10 người đứng trên ngọn núi cao V Upsilon T đưa mắt nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trọng, Đảng Vạn Lâm đứng trước nhất, thân hình thật cao như xương bọc da, quanh thân tràn ngập chân khí âm lệ. Cốc chủ, người của phi linh môn đã tới, chúng ta làm sao bây giờ? Một trưởng lão hỏi. Hừ, phi linh môn thật sự lớn mật, viện binh của song đao môn cùng Bách Linh Tông đã tới chưa? Đảng Vạn Lâm nói, vài giờ trước hắn mới nhận được tin tức nói phi linh môn đã tới tấn công, hắn thật sự không ngờ phi linh môn đã nhường nhịn sắp 2 năm nhưng vì sao lại đột nhiên động thủ, hơn nữa còn trang bị nhẹ nhàng mà tới, điều này làm cho hắn không kịp trở tay. Cốc chủ, viện binh của Bách Linh Tông cùng song đao môn phỏng chừng không kịp đuổi tới, phi linh môn vừa khởi hành thì người của chúng ta đã dựa theo kế hoạch đồng thời phái người tới cầu viện bọn hắn, nhưng chỉ sợ nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng mới đuổi tới kịp. Một trưởng lão thấp thỏm đáp, mở ra hộ cốc đại trận, chúng ta ngăn cản cho tới khi song đao môn cùng Bách Linh Tông chạy qua, cho bọn hắn có tới mà không có về mới giải được mối hận trong lòng của ta. Lục Lâm Thiên đã chết, không có Linh Thiên môn cùng Vân Dương Tông làm chỗ dựa, phi linh môn còn dám lộn xộn, ta nhất định phải cho Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh biết tay. Nhìn chằm chằm viễn không xa xa, sắc mặt Đảng Vạn Lâm vô cùng khó xem. Bày trận, một trưởng lão hét lớn một tiếng. Dạ, không ít người nhảy ra, thanh âm xé gió vang lên, không ít thân ảnh bay lên không, có linh xuất linh tướng, linh phách, còn có linh vương nhị trọng,
thủ ấn kết xuất, mơ hồ lộ vẻ huyền ảo. Địa ma đại trận. Linh vương nhị trọng hét lớn một tiếng, từng đạo cột sáng trong cơ thể các linh giả bắn ra, đồng thời trong hạp cốc cũng có vô số cột sáng nhất thời phóng lên cao, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo liên tiếp lẫn nhau, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, một đại trận bao trùm trời đất liền xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một hư ảnh quầng sáng thật lớn, hư ảnh như ác ma dữ tợn rít gào, trong mơ hồ tràn ngập uy áp khủng bố, làm cả không gian đều run rẩy, có vẻ cực kỳ cường đại. Sau khi đại trận bố trí xong, giữa không trung xa xa một mảnh yêu thú phi hành rậm rạp áp không bay tới, sát khí thao thiên dần dần bao phủ. Đông cung phụng, Ma Tâm Cốc đã bố trí địa ma đại trận. Linh quái âm lệ nhìn phía trước, hắn cũng hiểu biết Ma Tâm Cốc không ít. Địa ma đại trận. Nhìn thấy màn hào quang trên khe sâu, Đông Vô Mệnh khẽ cau mày, hắn từng nghe qua danh hào của đại trận này, muốn công phá không phải chuyện dễ dàng. Một trận nát mà thôi, chư vị trưởng lão cung phụng, còn có Độc Long ca ca, các yêu thú thất giai, mọi người giúp ta thi triển thiên độc, ta sẽ nói cho mọi người nên làm như thế nào. Thân ảnh phong phanh của Lục Tâm Đồng lại tản ra lực lượng hùng hồn, lập tức truyền âm. Đã hiểu rồi chưa? Truyền âm xong, Lục Tâm Đồng lại hỏi. Đều hiểu được, bắt đầu đi. Thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn liên tục biến ảo, hắc sắc quang trụ bắn ra, cả không trung đều ầm ầm run lên. Chư vị cường giả phi linh môn nhanh chóng tách ra, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Linh Vũ song quái, Lưu Tinh Hà, Tả Thiên Khung đều đã đạt tới Linh Vương Vũ Vương, Trường Ngao yêu giải, Hổ Bối yêu quy, Thiết Sĩ yêu ngạc, Xà Cảnh Bạch Sa, Cự Đầu yêu giao đều đã tới trình tự thất giai. Lập tức hét lớn, tiếng quát kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không gian. Mau, trợ giúp tiểu thư một tay. Tiếng hét hạ xuống, quang trụ phóng lên cao, ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lùng, thủ ấn kết xuất, ngay lập tức lạnh ý dựng lên ngập trời. Thiên độc, thân hình nàng bị một cỗ hắc vụ dày đặc bao phủ, lập tức xuyên vào trong quang trụ của chư vị cường giả, đôi bên liền tan thành một khối. Chi chi, quanh thân Lục Tâm Đồng bao phủ một cỗ chân khí cực kỳ quỷ dị. Nàng ngẩng đầu lên, một đạo xích kim lưu quang bắn ra. Một đầu xích kim độc chu nháy mắt xuất hiện giữa không trung, ngao chi cùng ngao chảo dương nanh múa vuốt chậm rãi huy động, ngao nha bén nhọn như răng nanh, toát ra độc khí nhẹ nhẹ, xích kim độc chu vừa xuất hiện, vài trăm đầu yêu thú giữa không trung không khỏi run rẩy, không gian ba văn dao động, thân hình của độc chu ước chừng lớn gần ngàn thước. Xa xa giữa không trung tụ tập không ít thân ảnh, nhìn thấy một màn rung động trên bầu trời. Bọn họ đều hít sâu hơi lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới trong phi linh môn còn có thủ đoạn như thế. Ma Tâm Cốc, các ngươi dám phạm phi linh môn, chờ chúng ta trả thù đi. Thanh âm Lục Tâm Đồng quanh quẩn trên không trung, nàng lăng không đứng thẳng, độc khí quanh quẩn, nhìn qua như ác ma. Ngay tiếp theo xích kim độc chu rít lên, lập tức lao thẳng về hướng địa ma đại trận, không gian chung quanh kêu lên răng rắc như nứt toác. Chỉ nháy mắt trên người xích kim độc chu hiện lên cỗ xương khói xích hồng sắc, thân hình khổng lồ dữ tợn di chuyển, thú hồn lực bạo tuôn, ngay sau đó trực tiếp va chạm vào địa ma đại trận, màn hào quang đại trận run rẩy, thanh âm nổ tung vang vọng cả chân trời. Oanh! Khí lãng khủng bố khuếch tán, địa ma đại trận không ngờ chịu không nổi một kích, lập tức nứt nẻ, nổ tung. Đệ tử phi linh môn nghe lệnh, giết cho ta, người dám upsilon phi linh môn, giết không tha. Tiêu diệt Ma Tâm Cốc, giết không tha, thanh âm tràn ngập sát khí phóng lên cao, hóa thành sóng âm kinh người quanh quẩn thiên địa, đại trận Ma Tâm Cốc phá nát, nhất thời vài trăm đầu yêu thú phi hành của phi linh môn trực tiếp bay vào. Ngay khi mấy vạn môn nhân Ma Tâm Cốc còn đang há hốc mồm, mấy trăm đầu phi hành yêu thú áp không tràn tới, ngay lập tức hơn vạn đệ tử tinh nhuệ của phi linh môn nhảy xuống, không chút do dự vung vũ khí bắt đầu giết hại. Chúng yêu thú yêu đường nghe lệnh. Mụ nội nó, giết cho ta. Thanh âm thiên độc yêu long quanh quẩn giữa không trung. Ngao, ô ô, hống. Hơn ngàn đầu yêu thú đứng trên lưng yêu thú phi hành giữa không trung gào khóc lao xuống, có thể ẩn thân trên lưng yêu thú phi hành đều đạt tới tứ giai, mà lúc này bên trong còn có cả ngũ giai. Ngoài ra còn có 40-50 đầu yêu thú lục giai, đại quân yêu thú khủng bố trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, liên tục rít gào, gầm lên dữ tợn. Khí thế kinh người làm cả Ma Tâm Cốc giống như đất rung núi chuyển. Đệ tử bình thường của Ma Tâm Cốc làm sao từng gặp qua loại trường hợp này, thật không nghĩ tới phi linh môn đả kích khủng bố đến như thế, hơn ngàn yêu thú khổng lồ xông phía trước,
còn có hơn 10 yêu thú lục giai cảnh càng đi theo, hơn vạn đệ tử phi linh môn kế tiếp, đây quả thật chính là tàn sát, nháy mắt tiếng kêu rên thê thảm, tiếng yêu thú hí hô hội tụ thành thanh âm hỗn loạn giữa không trung, thoáng chốc ma tâm cốc biến thành địa ngục. Giết a! Mười mấy thân ảnh cuối cùng chấn động, đây mới thực sự khủng bố, ba linh vương, sáu đầu yêu thú thất giai, sáu vũ vương, còn có vũ xuất linh xuất. Sát khí ngập trời, quấy trộn hư không, trực tiếp làm thiên địa run rẩy, đây là thực lực của phi linh môn, đủ đem ma tâm cốc san thành bình địa. Nhiều vũ vương linh vương như vậy, còn có nhiều yêu thú thất giai như thế, vì sao bọn hắn đều đột phá? Đảng Vãn Lâm cùng toàn bộ cường giả ma tâm cốc đều trợn mắt cứng lưỡi, hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ tới thực lực của phi linh môn đã mạnh tới tình trạng này, đem ra so sánh, ma tâm cốc chẳng khác gì một con kiến đối chiến cùng con voi. Lúc này bọn hắn chợt cảm thấy hành động của mình vô cùng buồn cười. A! À, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt, cả ma tâm cốc sụp đổ, đây chính là triệt để tàn sát, làm thế lực nhất lưu như ma tâm cốc trở tay không kịp, chỉ còn rơi vào hỗn loạn, nơi nơi máu chảy thành sông. Bên trong không gian, ba thân ảnh ngăn chặn một đầu hắc hùng lớn chừng 700 thước, hắc quang quanh quẩn, chân khí hung hãn lan tràn, nhưng ánh mắt hắc hùng có chút sợ hãi nhìn chằm chằm ba người lơ lửng trên không. Hắc Hùng Vương, người trốn không thoát đâu, cho người cơ hội cuối cùng, nếu không thần phục chủ nhân của ta, chết. Trong mắt huyết mị hiện lên lãnh ý. Ta chính là yêu vương, sao có thể tùy tiện thần phục. Hắc Hùng quát to, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Còn nói là yêu vương, vậy cho ngươi thử xem ngươi có thực lực gì làm yêu vương đi. Lục Lâm Thiên khẽ cười, thân ảnh bay ra, không gian vặn vẹo, chân khí bạo tuôn, một quyền đập thẳng xuống Hắc Hùng. Tốc độ làm cho hắn không thể né tránh. Hống! Hắc Hùng rít gào một tiếng, một đạo hùng trưởng như mây đen bao phủ không gian, mang theo lực lượng cực kỳ trầm trọng, không gian vặn vẹo, ầm ầm nghênh hướng Lục Lâm Thiên. Hừ! Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, chân khí run lên, hoàng mang bao quanh quyền ấn, ngọn lửa nóng cháy lan tràn, cả không gian đột nhiên nóng rực đáng sợ, tiếng xé gió chói tai vang lên. Liệt Viêm Quyền! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, quyền ấn hóa thành quang ảnh mơ hồ đỏ đậm, uyển như tia chớp đánh thẳng lên hùng trưởng của Hắc Hùng. Phanh phanh, quyền trưởng va chạm, thanh âm nổ bạo trầm thấp truyền ra, giống như sấm rền vang vọng chân trời, kinh khí hùng hồn khuếch tán, một cỗ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét, giữa không trung giống như sơn băng địa liệt, cả không gian gần như phá nát. Một thú ảnh khổng lồ bị đánh bay, hung hăng đập lên một đỉnh núi. Đỉnh núi không thể thừa nhận lực lượng quá lớn lại trực tiếp nghiêng ngả xuống. Thân hình Lục Lâm Thiên khẽ chao đảo, thu liễm chân khí, khoanh tay đứng thẳng, khẽ mỉm cười hài lòng, hiện tại uy lực Liệt Viêm Quyền thật không kém, Hắc Nham yêu hùng đã tới thất giai sơ kỳ, mà phòng ngự của loại yêu thú này rất khủng bố, dù đối kháng Vũ Vương Tam Trọng cũng không có vấn đề, nhưng mình có thể đánh bay được nó thật sự không tệ. Huyết Mị kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình, thật không ngờ thực lực chủ nhân đã khủng bố tới như thế. Một quyền có thể đánh bay Hắc Hùng, chỉ sợ Vũ Vương Tam Trọng cũng không có lực lượng mạnh như Hắc Nham yêu hùng kia. Uy, Hắc Hùng ngươi có cần động thủ nữa không, hay là ta so chiêu với ngươi thế nào, vừa lúc tay ta thấy ngứa ngáy. Thân hình nho nhỏ nhảy tới trước mặt Hắc Hùng mỉm cười vung lên nắm tay. Trên người ngươi có yêu hoàng khí, ngươi là yêu hoàng. Hắc Hùng nhìn chằm chằm Tiểu Long, một kích của Lục Lâm Thiên làm khóe môi hắn chảy máu, cảm giác được khí tức của Tiểu Long. Sắc mặt đại biến. Đừng nói nhảm, hỏi lại ngươi một lần, có thần phục hay không, nếu không ta sẽ lột da của ngươi ra, đem hùng trưởng của ngươi đưa cho sát phá quân lão ra hỏa nhắm rượu uống. Tiểu Long trừng mắt nói. Hắc Hùng nhìn Tiểu Long, lại nhìn qua Lục Lâm Thiên, còn có Huyết Mị, cuối cùng nói. Được rồi, ta thần phục, nhưng các ngươi phải dẫn ta ra ngoài. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nếu hắn không phơi bày một ít thực lực. Hắc Nham yêu hùng cũng không dễ dàng thần phục như vậy đi, xem như thực lực của yêu đường lại chướng lớn. Mấy ngày nay Lục Lâm Thiên đã có hiểu biết với nơi này, trong huyền thiên bí cảnh cũng chính là nơi ở của huyền thiên môn, mà tòa kỵ cùng yêu thú của các cường giả huyền thiên môn năm xưa đều đi vào huyền thiên bí cảnh, đã chết không ít trong cuộc đại chiến, 7.000 năm qua những yêu thú linh thú còn lại đều phát triển hơn ngàn đầu, trong đó lục giai cũng hơn 60, ngũ giai không ít, toàn bộ linh thú đều bị Huyết Mị khống chế. Mà yêu thú là do Hắc Nham yêu hùng cai quản. Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua số yêu thú linh thú này, nếu gia nhập phi linh môn,
thực lực yêu đường sẽ chướng lớn. Nhớ tới phi linh môn, lúc này Lục Lâm Thiên cảm thấy bất đắc dĩ, nghe huyết mị nói qua, mình bị nhốt đã gần 2 năm thời gian, chỉ sợ mọi người đều cho rằng mình đã chết, có lẽ phi linh môn sẽ xuất hiện một ít biến cố, mấy ngày nay mình cũng đã đi tìm khắp nơi, nhưng không thể đi ra ngoài, điều này làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Trong ma tâm cốc máu chảy thành sông, mùi máu tanh ngập trời phóng lên cao, lan tràn giữa không trung, cả ma tâm cốc đã hoàn toàn bị san thành bình địa, mấy trăm năm cơ nghiệp đã bị hủy hoại trong chốc lát. Đại chiến kéo dài không bao lâu, thậm chí còn chưa tới 2 canh giờ đã gần kết thúc, những người vây xem xa xa chỉ thấy toàn bộ cường giả ma tâm cốc bắt đầu chạy trốn, nhưng không ai chạy thoát, Linh Suất Phũ Suất bị thủ đoạn lôi đình đánh chết, thậm chí phó cốc chủ Linh Vương Nhị Trọng cũng bị Đông Vô Mệnh giết chết. Hồn Anh bị một đồ vật khủng bố cắn nuốt, rơi vào kết cục hồn phi phách tán, chỉ có Đảng Vạn Lâm may mắn chạy thoát. Tiểu thư, đã xong xuôi, cả ma tâm cốc đều bị phá hủy. Thanh Hỏa lão quỷ đi tới trước người Lục Tâm Đồng, một trận giết chóc khiến sát khí trên người hắn càng tăng lên. Thanh Hỏa cung phụng, phân phó mọi người thu thập một chút lập tức rời đi, nói không chừng viện binh ma tâm cốc sắp tới. Lục Tâm Đồng nhìn quanh toàn trường. Khí chàng bộc phát làm mọi người cảm thấy áp lực. Dạ. Thanh Hỏa lão quỷ nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mắt, hắn mơ hồ cảm giác một cỗ khí thế quen thuộc, không nghĩ tới lại có vài phần tương tự như trưởng môn, sát phạt quyết đoán, có lẽ không bao lâu sau nàng sẽ nổi danh cổ vực không kém gì trưởng môn, Linh Vương chưa đầy 18 tuổi, chỉ sợ truyền ra ngoài đủ làm chấn động đại lục. Tâm Đồng, đã xong rồi, chỉ tiếc để cho Đảng Vãn Lâm bỏ chạy. Đông Vô Mệnh đi tới bên người Lục Tâm Đồng, thu hồi phệ hồn ác anh, sát khí càng thêm nồng nặc, đã lâu không đại khai sát giới tùy tâm sở dục tới như vậy. Sư phụ, thực lực Đảng Vạn Lâm không kém, chỉ sợ sắp đột phá Vũ Vương tứ trọng, hắn muốn trốn thật khó ngăn cản, nhưng lưu hắn sớm muộn gì thành tai họa, bây giờ chúng ta đi Cự Giang Thành, không còn thời gian đối phó hắn, chỉ đành chờ sau cuộc thi đấu tới lúc đó nếu Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông còn dám động, cùng nhau tiêu diệt đi. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói. Nhìn đệ tử bảo bối mà mình bồi dưỡng trưởng thành, Đông Vô Mệnh thở dài, không biết nên cao hứng hay nên chua xót. Sau khi Lục Lâm Thiên xảy ra chuyện, gần 2 năm qua làm nàng thành thục hơn không ít, làm thiếu nữ vốn ở tuổi hoa quý lại gánh vác trách nhiệm không thuộc về nàng. Vì ca ca, nàng tự nguyện nhận lấy trách nhiệm của Phi Linh Môn, có lẽ trong lòng nha đầu này đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, biết Phi Linh Môn là tâm huyết của ca ca, cho nên ca ca đi vắng nàng nhất định phải gìn giữ Phi Linh Môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tâm Đồng, cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, tam tông tứ môn của Linh Vũ Đại Lục, 4 đại sơn môn cổ vực, còn có tứ các tứ đảo của Ma Vân Thành, những cường giả trẻ tuổi các thế lực lớn đều tham gia, con phải cẩn thận. Mặc dù Đông Vô Mệnh biết thực lực của đồ đệ bảo bối, nhưng khó tránh khỏi có chút bận tâm, nếu so sánh với những người cùng tuổi lại có ai là đối thủ của đồ đệ hắn. Nhưng trong cuộc thi đấu chỉ hạn định dưới 30 tuổi, chỉ sợ lần này sẽ là trận đánh ác liệt. Tam tông tứ môn, 4 đại sơn môn lại thế nào, năm đó ca ca đoạt được quán quân trong đại hội của tam tông tứ môn, lúc này ca ca đi vắng, con sẽ không làm ca ca mất mặt. Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm phương xa, đó là phương hướng Đoạn Thiên Sơn Mạch. Một canh giờ sau toàn bộ đệ tử cùng yêu thú của Phi Linh Môn mang theo thanh thế thật lớn nghênh ngang rời đi. Cơ nghiệp mấy trăm năm của ma tâm cốc đã biến thành một đống hoang tàn, máu chảy thành sông, mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Giữa không trung, vô số người vây xem xa xa đều trợn mắt cứng lưỡi, không ai ngờ đường đường ma tâm cốc lại bị hủy diệt với tốc độ chóng vánh như vậy, chỉ vài giờ đã bị tiêu diệt. Khi người của Phi Linh Môn dần biến mất xa xa, người vây xem mới dám tiến tới gần tìm hiểu, mọi người không khỏi hít hơi khí lạnh, ma tâm cốc đã biến thành đống hoang tàn, thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả mặt đất, toàn bộ đều bị đánh chết, chỉ sợ lên tới 3 vạn người. Phi Linh Môn. Vào thời khắc này trong lòng mọi người không khỏi nhớ kỹ tới Phi Linh Môn, không ít người tận mắt nhìn thấy người dẫn đầu là một hồng y thiếu nữ, nàng giống như một sát tinh, một lần ra tay là có thể đánh chết hơn 10 người. Trong không gian, trên một đỉnh núi, linh hỏa gào thét bên trong hỏa long đỉnh, nhiệt độ nóng cháy, thủ ấn không ngừng đánh ra. Từng đạo thủ ấn huyền ảo liên tục tiến vào bên trong quang đoàn chỉ lớn chừng một bàn tay. Quang đoàn trên hỏa long đỉnh tản ra cỗ chân khí khác thường, sau một lát hai tay Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, nhỏ một giọt máu vào trong quang đoàn. Không gian thú nang, thu. Lục Lâm Thiên thu thủ ấn, linh hỏa tắt lịm,
quang đoàn thu liễm hào quang, một chiếc túi cỡ bàn tay màu xanh rơi xuống trong tay, bên trên có đồ án rậm rạp, một cỗ linh lực ba động tràn ngập ra ngoài. Cái thứ 10. Lục Lâm Thiên hài lòng mỉm cười, chỉ 2 ngày thời gian hắn đã thành công luyện chế ra 10 không gian thú nang, mặc dù trình tự cao hơn trước kia, nhưng thể tích không thể thu nhỏ lại, mà một thú nang cũng không chứa đựng được bao nhiêu, hơn 1000 đầu yêu thú có một nửa không cách nào thu nhỏ thân hình, chỉ sợ phải dùng tới 10 không gian thú nang mới được. Muốn dẫn theo toàn bộ yêu thú đi ra ngoài, Lục Lâm Thiên phải luyện chế không gian thú nang, mà tài liệu thật không ít. Trên người hắn vốn có không ít tài sản phong phú cùng bảo tàng của Huyền Thiên Môn, muốn luyện chế võ linh khí hay hồn khí cũng không thành vấn đề. Lão đại, chúng ta làm sao đi ra ngoài, còn tìm không thấy biện pháp. Tiểu Long đi tới bên người Lục Lâm Thiên, hắn đã đi tìm một ngày nhưng vẫn chưa tìm được. Bên ngoài có Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, phỏng chừng phải phá trận mới được. Lục Lâm Thiên thu hồi Hỏa Long đỉnh, sắc mặt buồn bực. Dò xét 2 ngày rốt cục hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân, bên ngoài bố trí Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, mặc dù mình có nghiên cứu về trận pháp, nhưng không thuần thục giải khai đại trận. Nếu không phá trận thì hắn cũng không thể đi ra ngoài. Hỗn tiểu tử, bảo ngươi nghiên cứu thiên linh lục, ngươi lại xem lời ta nói như đánh rắm, hiện tại bó tay hết cách chứ. Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang buồn bực, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mắt, người này mặc hắc bào, thân hình cao ngất, khuôn mặt cương nghị. Đôi mắt thâm thúy sáng ngời. Đệ tử bất hiếu bái kiến sư phụ. Nhìn thấy lão giả, Lục Lâm Thiên liền quỳ xuống, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn luôn chiếu cố hắn, nếu không có sư phụ bảo hộ hắn đã chết từ lâu, bản thân hắn lại không hay biết sư phụ tồn tại, thật sự bất hiếu. Là ngươi. Tiểu Long sực nhớ, ban đầu hắn từng gặp qua lão nhân này, là sư phụ đầu tiên của lão đại. Giờ phút này Huyết Mị cùng Hắc Nham Yêu Hùng đều nhìn chằm chằm Thánh Thủ Linh Tôn. Toàn thân run lên, căn bản không dám tới gần. Đứng lên đi, nhìn ngươi hẳn đã đột phá Linh Vương cùng Vũ Vương, có thể đi ra, hơn nữa còn luyện thành bất diệt huyền thể, đệ tử Lôi Huyền Đỉnh nhận chủ rồi đi. Nhìn đệ tử, trong đôi mắt thâm thúy của Thánh Thủ Linh Tôn lộ ra ý cười, lại nhìn qua Tiểu Long, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không tệ, hẳn đã dung hợp được huyền vũ thần xác. Lục Lâm Thiên đứng dậy đem mọi chuyện kể lại một lần. Trong lòng hắn cực kỳ kích động, cũng thật không ngờ sư phụ là nhân vật tung hoành đại lục vài ngày năm trước, là cường giả mà Nam Thúc khen không dứt miệng, nhưng lại là sư phụ của hắn. Tiểu tử tốt số, nhưng chỗ tốt trên đời này đều bị ngươi chiếm hết, nếu những lão gia hỏa kia biết Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay của ngươi, xác định là bị tức chết, ha ha. Thánh Thủ Linh Tôn cười vang, nói, lão quái Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại bảo tàng đều bị ngươi lấy được, đây là cơ duyên của ngươi. Nhưng chuyện ngươi chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng bảo tàng của Huyền Thiên Môn, ngươi nên tận lực che giấu tốt hơn, đặc biệt là Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngươi đã nhận chủ, tác dụng thế nào ngươi rõ ràng, nếu bị những lão gia hỏa kia biết, nhất định sẽ đi ra chiếm đoạt, bởi vì quan hệ trọng đại a. Đệ tử biết. Lục Lâm Thiên gật đầu, nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên hiểu rõ tác dụng, ngoại trừ giúp hắn rèn luyện bất diệt huyền thể, còn có không ít tác dụng khác. Sư phụ, bên ngoài có Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, đệ tử còn chưa thể phá giải, không biết sư phụ có biện pháp nào không? Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng hỏi, nếu sư phụ đã đi ra, chỉ sợ sẽ có biện pháp. Với trình độ trận pháp của sư phụ, phỏng chừng không có đại trận nào làm khó được hắn. Hỗn tiểu tử, sau này phải tận tâm nghiên tập trận pháp cho ta. Thánh Thủ Linh Tôn trừng mắt nói, cho dù đệ tử nghiên cứu thế nào cũng không bằng sư phụ. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Hỗn tiểu tử. Thánh Thủ Linh Tôn mắng một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại cực kỳ hưởng thụ, nói. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận là do 2 trận Tinh Nguyệt trận cùng Thiên Sát trận tạo thành, lấy Tinh Nguyệt lực cùng sát khí thúc dục, lại trùng hợp với Thiên Lang phá Nguyệt, hai bên vòng vòng đan sen, luận phòng ngự trong thiên hạ cũng không có được vài đại trận so sánh với nó. Sư phụ, ý của ngài là ngài biết phương pháp phá giải đại trận này. Lục Lâm Thiên vui vẻ hỏi, nghe khẩu khí của sư phụ giống như biết phá giải đại trận. Đại trận này tuy không phải ta bố trí, nhưng do ta luyện chế ra, ngươi nói ta có thể phá giải hay không? Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra biểu tình đắc ý, không ai biết đại trận này chính là kiệt tác của hắn ngày xưa. Cái gì? Lục Lâm Thiên hóa đá. Sư phụ, ý của ngài là nói, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận là do chính ngài luyện chế.
Lục Lâm Thiên thật sự không ngờ vị sư phụ này của mình lại luyện chế đại trận như vậy, thật sự là ngoài ý muốn, nghe đồn đãi đại trận là do cường giả Huyền Thiên môn bố trí, giờ phút này Tiểu Long, Huyết Mị lẫn Hắc Nham yêu hùng đều kinh ngạc nhìn Thánh Thủ Linh Tôn. Lúc trước Huyền Thiên môn có hai linh tôn, nhưng không cách nào luyện chế ra đại trận bậc này, là Huyền Thiên yêu tôn tới tìm ta, dùng Linh Ngọc Sàng trao đổi để cho ta giúp hắn luyện chế đại trận phòng ngự, Linh Ngọc Sàng cũng bất phàm nên ta mới đáp ứng. Lúc trước thực lực của ta còn chưa đạt tới đỉnh phong, cho nên ước chừng phải tìm thời gian 10 năm mới luyện chế xong, mà người bố trí đại trận không phải ta, nhưng luyện chế chính là ta. Thánh Thủ Linh Tôn nói, nguyên lai Linh Ngọc Sàng là vật trao đổi, Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức lộ ra mỉm cười, như vậy muốn đi ra ngoài đã không thành vấn đề. Mặc dù đại trận này có chút tổn hại, hơn nữa sát khí không đủ, uy lực suy giảm, nhưng vẫn còn dùng được, ta thu lại. Ngày sau dạy ngươi phương pháp bố trí ở Phi Linh Môn, xem như có chỗ dựa vững chắc, tới lúc đó dù bốn đại sơn môn xâm phạm cũng không tới nỗi không có lực xoay chuyển. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn quanh bốn phía, nói. Đa tạ sư phụ. Lục Lâm Thiên chợt hưng phấn, nếu có được Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận bảo hộ Phi Linh Môn, như vậy sẽ có bảo đảm, mình luôn muốn tìm đại trận có lực phòng ngự cường hãn bố trí ngoài sơn môn, nhưng vẫn chưa tìm được thích hợp, mà bản thân lại không có nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp. Hiện tại nếu có được đại trận này, chỉ sợ không kém hơn đại trận hộ sơn của các môn phái lớn bao nhiêu, sau này nếu có người muốn đối phó bổn môn phải cân nhắc kỹ mới được. Nhưng nếu lấy đi đại trận, Huyền Thiên bí cảnh sẽ bại lộ, mà cũng không sao, dù sao trong này hiện tại cũng không còn vật gì. Thánh Thủ Linh Tôn nói, bên trong đoạn thiên sơn mạch đã cuối mùa thu, lá vàng phiêu linh, bên dưới có dòng sông chảy qua, nhưng không có chút sinh khí, hoàn toàn hoang dã. Bên trên vách núi cao vạn trượng, dây mây phủ kín, tăng thêm vài phần phong vận cho vách núi thẳng đứng hiểm trở. Vào lúc này một thân ảnh tuyệt mỹ đứng thẳng nơi đó, áo trắng phiêu phiêu khiến thiên địa cũng phải động dung. Ngươi sống hay chết, đã 2 năm rồi ngươi cũng nên ra ngoài đi, hay là vĩnh viễn không thể đi ra, đại trận này thật không tầm thường, chẳng lẽ lần này ngươi không thể tránh thoát sao? Nữ tử khe khẽ thở dài. Đã sắp 2 năm. Thời hạn ta đáp ứng ở lại cạnh hắn 5 năm cũng đã tới, vì sao ta lại vướng bận đối với một nhân loại, vì sao ta không muốn rời đi. Nữ tử thì thầm nói, lời nói thật u oán. Yêu vương, đã 2 năm, yêu hoàng sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đi. Vài đầu yêu thú xoay quanh trên không trung lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết. Bạch Linh than nhẹ, vừa định rời đi, 2 năm nay mỗi ngày nàng đều tới đây nhìn xem một lần. Vừa dứt lời. Khi nàng định xoay người rời khỏi, vách núi đột nhiên chao đảo, không trung đột nhiên run lên. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chấn động thình lình xảy ra lập tức làm nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng xôn xao kinh ngạc. Bạch Linh giật mình, ngay lập tức nhìn quanh bốn phía. Phanh! Cả không gian đột nhiên run lên, đúng lúc này chúng yêu thú đều nhìn thấy nơi phát ra động tĩnh, vì vậy đều kinh ngạc. Cả dãy núi run rẩy lên, làm mọi người chấn kinh. Bạch Linh nhìn quanh, trong lòng kích động, thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là sự thật. Một cỗ chân khí khủng bố cực đoan lan tràn, giống như núi lửa tràn ra. Oanh long long. Ngay tiếp theo đất rung núi chuyển, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, trong dãy núi mở mang khôn cùng đột nhiên bắn ra đạo quang trụ ngập trời, không gian vặn vẹo, quang trụ lớn mấy chục thước phóng lên cao, xuyên thấu cả không gian 3 văn. Bên trên bộc phát ra một đạo quang mang chói mắt. Một cỗ chân khí cuồn cuộn cổ xưa như nước thủy triều lan tràn khuếch tán. Ca ca. Đồng thời không gian vặn vẹo kịch liệt, giống như tùy thời sẽ bị nghiền nát. Phanh phanh. Ngay sau đó một tiếng sấm sét nổ vang, chỉ nháy mắt một mảnh núi non mênh mông xuất hiện, tựa hồ là trống rỗng hiện ra. Vùng núi kia giống như nơi hoang dã, mơ hồ xuất hiện ngọn núi nguy nga, từ xa nhìn lại thật giống như mãnh thú viễn cổ phủ phục, ngay lập tức 4 thân ảnh nháy mắt hiện lên. Nhóm yêu thú huyết tích dịch cùng thiên sĩ tuyết sư lập tức cảm giác được một chân khí vô cùng quen thuộc. Là chủ nhân đã ra rồi. 4 thân ảnh đi lên giữa không trung, xuất hiện trước nhóm yêu thú. Bái kiến chủ nhân, bái kiến yêu vương. Nhóm yêu thú hành lễ, Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh nữ tử tuyệt sắc, cũng không biết mình nên nói gì. Đã ra rồi sao? Nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt Bạch Linh lóe lên. Giờ khắc này không ai biết thanh niên này vừa xuất hiện liền làm nhịp tim của nàng trở nên gia tốc. Ân, đã ra rồi.
Lục Lâm Thiên không biết nên nói gì, thật lâu sau chỉ nói ra được vài chữ như vậy, cảm giác chân khí của Bạch Linh, rõ ràng khác hẳn ngày trước, không biết từ khi nào nàng đã đột phá tới thất giai trung kỳ. Bạch Linh tỷ, Tiểu Long thân mật đi tới trước người Bạch Linh hô. Tiểu Long, người đã đột phá tới lục giai hậu kỳ, có phải đạt được chỗ tốt gì hay không? Bạch Linh hỏi. Hắc Nham yêu hùng nhìn chằm chằm vào Bạch Linh cùng nhóm yêu thú Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, lúc này hắn đã hóa thành hình người, hắc y, mắt to trán rộng, bộ dáng cực kỳ thô lỗ. Lão đại, Bạch Linh tỷ nói muốn rời đi. Tiểu Long chợt kêu lên, nhất thời làm Lục Lâm Thiên ngẩn ngơ nhìn qua Bạch Linh. Tỷ phải đi sao? Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lục Lâm Thiên hỏi. Ân, ta đáp ứng cùng đi với ngươi 5 năm, ta cũng nên đi. Nhân loại có một câu nói, không có bữa tiệc nào không tan, có cơ hội tái kiến đi. Bạch Linh đáp, nghe được nàng nói nàng phải đi, Lục Lâm Thiên ngẩn ra, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, làm cho hắn cực kỳ khổ sở khó chịu. Tỷ muốn đi đâu? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Bạch Linh, lần đầu tiên vẫn nhìn như thế, chỉ sợ ngày sau khó thể gặp lại, hắn không có cách nào, bởi vì Bạch Linh từng nói qua khi thời gian tới nàng sẽ rời đi. Tổ yêu Lâm. Ta còn có một số việc phải đi xử lý. Bạch Linh trả lời. Bạch Linh tỷ, tỷ đừng đi, tỷ đã đáp ứng bồi đệ đi Linh Hoàng Nhai. Tiểu Long nhìn Bạch Linh, ánh mắt không muốn xa rời. Sau này nếu người đi Linh Hoàng Nhai, muốn ta bồi thì đi tổ yêu Lâm tìm ta. Bạch Linh nói. Thật phải đi sao? Lục Lâm Thiên khẽ hỏi. Ân, vừa lúc còn có chuyện muốn làm. Bạch Linh đáp. Một lát sau Bạch Ảnh bay lên không trung. Gió nhẹ lướt qua, phiêu nhiên như tiên. Vậy, trên đường cẩn thận. Lục Lâm Thiên muốn giữ người ở lại, nhưng lời tới bên miệng chợt thay đổi. Ta biết, sau này ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cẩn thận một chút, chiếu cố tốt Tiểu Long. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn, trong ánh mắt lạnh băng lại mang theo ý nghĩa phức tạp không rõ ràng. Chúng ta còn gặp lại hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta đi đây. Bạch Linh không trả lời, chỉ nói một câu sau đó xoay người, thân ảnh nháy mắt biến mất giữa không trung. Lão đại, sao ngươi không lưu Bạch Linh tỷ? Tiểu Long trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ta muốn lưu nàng đồng ý sao? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm phương xa, giờ khắc này trong lòng vô cùng trống rỗng. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Huyết Mị cẩn thận hỏi. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Lâm Thiên nói. Nơi này hình như gần Vạn Hạp Thành, chúng ta đi Vạn Hạp Thành trước đi. Đã bị nhốt trong Huyền Thiên Bí Cảnh suốt 2 năm, hắn cũng muốn tìm hiểu tin tức bên ngoài cùng tình huống của Phi Linh Môn. Sau một lát, mọi người ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nháy mắt biến mất giữa không trung. Lục Lâm Thiên thu hồi tạp niệm, không biết gần 2 năm qua bên ngoài có phát sinh đại sự gì hay không, quan trọng nhất là Phi Linh Môn đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Huyết Nghị. Công phong của ngươi đào tạo thế nào? Lục Lâm Thiên thoáng trầm tư, hỏi. Hồi chủ nhân, đã đào tạo ra 5 đầu lục giai hậu kỳ đỉnh, 10 lục giai hậu kỳ, 50 lục giai trung kỳ cùng sơ kỳ, ngoài ra còn có 500 ngũ giai, 5000 tứ giai, 5 vạn tam giai, gần đây còn đào tạo ra một nhóm nhất giai, khoảng trên 100 vạn. Huyết Mị nói. Nhiều như vậy. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện nụ cười, Huyết Mị đào tạo công phong vô cùng khủng bố. Đủ chống lại một thế lực nhất lưu cùng toàn bộ thế lực trung bình, đây là điểm khủng bố của thị huyết linh phong, khó trách không ai muốn trêu chọc tới linh thú khủng khiếp như vậy. Mà lần này có thêm yêu thú linh thú trong Huyền Thiên Bí Cảnh, hiện tại đại quân yêu thú của Phi Linh Môn đã chân chính đạt tới số lượng khổng lồ, chỉ nói thực lực yêu đường đã đủ phá hủy bất kỳ thế lực nhất lưu bình thường nào. Từ đoạn Thiên Sơn Mạch đi Cự Giang Thành cũng phải dùng nửa tháng thời gian, mà lúc này hắn còn đang ở trung ương đoạn Thiên Sơn Mạch. Mặc dù sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá tốc độ nhanh hơn không ít, nhưng cũng phải dùng hơn 10 ngày thời gian, từ nơi này tới Vạn Hạp Thành mặc dù gần hơn Cự Giang Thành, nhưng với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng phải dùng tới 12-13 ngày mới đến. Trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra hộp gấm cùng hộp ngọc màu trắng, là 3 kiện bảo vật chiếm được theo điều kiện với 4 đại sơn môn, mà kiện đồ vật còn lại sau này Lục Lâm Thiên mới biết được là do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại chìa khóa vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bên trên có chút khí tức linh hồn của hắn, nếu không Lục Lâm Thiên không khả năng đi vào không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mở ra hộp gấm, bên trong là một bí quyết trong Tứ Thần Quyết, không biết vì sao rơi vào trong tay Huyền Thiên Môn,
theo cơ duyên xảo hợp nên Lục Lâm Thiên lại lấy được, tuyệt đối là điều mừng rỡ đối với hắn. Ở trong một hộp ngọc màu trắng khác, có một thanh trường đao màu xanh, lan tràn khí tức sắc bén, chỉ chợt lóe rồi biến mất, làm Lục Lâm Thiên thầm kinh ngạc, đây có lẽ không phải vật phàm. Thoáng chút do dự, Lục Lâm Thiên thu hồi trường đao màu xanh, lập tức gọi Tiểu Long xuất ra giọt máu tươi, thủ ấn kết xuất, trên ngọc giản tản ra hào quang sáng bóng. Ngay lập tức quang mang chói mắt xuyên vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành cỗ tin tức khổng lồ tràn vào đầu óc hắn. Trong hào quang còn có một thú ảnh chạy trồm rít gào, thần dị không thôi. Nhóm yêu thú ở bên cạnh vừa nhìn thấy hào quang tràn ra, đều cảm giác bị áp chế trong vô hình. Mà lúc này Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Thái Âm Yêu Thỏ đều hóa thành hình người, Nghịch Lân Yêu Bằng hóa thành một đại hán thanh tú tuấn lãng, ngũ quan như điêu khắc, Thái Âm Yêu Thỏ hóa thành một nữ tử áo lam, trong mắt tản ra lam quang yêu dị, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, có chút giống như búp bê. Sau một lát hào quang mới thu liếm, hết thảy khôi phục lại bình thường. Lục Lâm Thiên mở mắt, trong mắt mang theo ý cười, từ tin tức hắn đã nhận được bí quyết thứ ba, chính là Bạch Hổ Quyết. Theo sau hắn chợt cười khổ, hắn dung hợp hai quyết đã có chút khó khăn, cho dù hiện giờ đột phá Linh Vương cùng Vũ Vương, dung hợp hai quyết chỉ nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi, dung hợp ba quyết tuyệt đối rất khó. Nhưng cho dù là như thế, cũng không làm ảnh hưởng việc tu luyện Bạch Hổ Quyết, dựa theo trình tự vũ kỹ mà nói, chỉ là hoàng cấp cao giai mà thôi, chỉ khi nào dung hợp tam quyết mới tăng lên uy lực, vì vậy Bạch Hổ Quyết cũng không khó tu luyện, với thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nói. Tu luyện Bạch Hổ Quyết là chuyện dễ dàng, khó khăn chỉ là dung hợp tam quyết. Sau một lát thủ ấn kết xuất, Lục Lâm Thiên bắt đầu tu luyện, chờ một ngày đủ khả năng thúc dục tam quyết, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cát! Bầu trời đang bình tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ thật lớn, lập tức xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, lớn tới hơn trăm thước, lông vũ màu vàng, chói mắt như hoàng kim, mỗi khi vỗ cánh liền sản sinh kình phong rít gào, hình thể giống loài ưng, móng vuốt sắc bén. Đó là đầu yêu thú hiếm thấy, tên là Kim Sí Yêu Ưng, huyết mạch không thấp, ai cũng biết đây là tọa kỵ của tông chủ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên, vào lúc này trên lưng nó có không ít thân ảnh. Người ở phía trước mặc trường bào xanh nhạt, lộ ra một cỗ khí phách, chính là Vân Tiếu Thiên, mà sau lưng hắn chính là Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng. Hai nữ tử nhìn chân trời phía trước, trong mắt lộ vẻ âu sầu, nhìn thấy dáng vẻ hai nàng, trong lòng Vân Tiếu Thiên thật bất đắc dĩ. Cha! Lâm Thiên có tin tức gì không? Sau một lát Vân Hồng Lăng khẽ hỏi. Không có, lần trước Thái Thượng Trưởng Lão đã đi cùng các con qua đó, không thể tìm được dấu vết của Tinh Nguyệt Thiên Sát Đại Trận, nhưng con không cần quá lo lắng, Lâm Thiên không giống người bạc mệnh, không có việc gì đâu. Vân Tiếu Thiên nói xong, nhưng bản thân cũng có chút không tin, Thái Thượng Trưởng Lão bổn môn cũng không có cách nào, Lục Lâm Thiên làm sao có thể thoát khốn. Chỉ mong không có việc gì. Bằng không con làm sao nói với mẹ, con vẫn còn giấu giếm mẹ đâu. Lục Vô Song nói, trên khuôn mặt thanh nhã không còn nụ cười như ngày xưa. Hồng Lăng, Vô Song, lần này cuộc thi đấu 10 đại cường giả trẻ tuổi, hai con đều có cơ hội rất lớn, dù là năm đó thực lực của ta cũng chỉ như các con bây giờ mà thôi. Vân Tiếu Thiên nói, tông chủ, con sẽ hết sức. Lục Vô Song trả lời, Vô Song, thực lực của ngươi có lẽ còn mạnh hơn Hồng Lăng. Lần này cơ hội rất lớn, nhưng nên cẩn thận một chút, bởi vì cường giả trẻ tuổi của các thế lực thật không ít. Vân Tiếu Thiên nói. Dạ. Lục Vô Song gật nhẹ đầu, mấy năm nay không biết vì sao tốc độ đột phá của nàng quả thật như bay nhanh, nhanh tới mức vượt qua tưởng tượng của nàng. Trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, trước người hiện lên một mảnh quang quyển bạch sắc chói mắt, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân ảnh một đầu cự hổ. Nhìn qua lại giống như sư tử, tràn ngập cỗ chân khí cường hãn làm lòng người kinh hãi. Hống! Khi Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn cuối cùng, thú ảnh ngẩng đầu rít gào một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không, quanh quẩn ngay trên trời cao. Hô! Thu hồi thủ ấn, quang quyển xoay chuyển tiến nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hắn thở ra một hơi chọc khí, lộ nụ cười hài lòng, muốn tu luyện Bạch Hổ Quyết thật dễ dàng, chỉ hai ngày cũng đã thành công. Hắn lại lấy ra hộp ngọc màu trắng, cầm thanh trường đao màu xanh, trong lòng nhất thời cảm giác được cỗ chân khí sắc bén vô hình. Vật này không giống binh khí, lại không giống linh khí. Lục Lâm Thiên đánh giá, trường đao còn dài hơn huyết lục một ít, lộ ra cỗ khí sắc bén, nhưng lại không rộng lắm, mũi đao hiện rõ độ cung thật hoàn mỹ.
Suy. Thoáng do dự, Lục Lâm Thiên nhỏ giọt máu tươi vào trường đao, nhìn xem có nhận chủ thành công hay không, nhưng trường đao không hề có chút phản ứng, hắn chỉ đành thở dài, bắt đầu cân nhắc. Hỗn tiểu tử, có thứ tốt cũng nhận không ra, trong vòng 3 năm nếu ngươi không tận tâm nghiên cứu thiên linh lục cho xong, sau này đừng nói ngươi là đệ tử của ta. Một thanh âm quanh quẩn trong đầu Lục Lâm Thiên, chính là sư phụ thánh thủ linh tôn. Lục Lâm Thiên đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận nhớ lại ghi chép trong thiên linh lục, sau một lát lộ ra ý cười, lập tức vui mừng nói. Sư phụ, đệ tử đã biết đây là vật gì? Dứt lời, thủ ấn kết xuất, từng đạo thủ ấn huyền ảo biến hóa, nhất thời chung quanh tràn ra khí tức linh hồn nồng đậm. Suy, một đạo linh hồn quang thúc từ mi tâm bay ra, xâm nhập vào bên trong thanh trường đao màu xanh. Ông, trường đao đột nhiên vang lên ông ông, tản ra hào quang chói mắt, một cỗ khí tức cuồn cuộn lập tức bắn ra. Suy suy, trường đao thoát ra khỏi tay Lục Lâm Thiên, nháy mắt bay lên không trung, chân khí bàng bạc lan tràn, ngay cả thiên sĩ tuyết sư cũng bị áp bách xoay quanh, không thể bay tới phía trước. Khí tức thật mạnh, nhóm yêu thú nhất thời kinh ngạc, chân khí của thanh đao kia làm họ cảm thấy kinh hãi, trực tiếp áp chế linh hồn của bọn hắn. Suy, từ thanh đao bắn ra một đạo thanh sắc quang trụ xuyên vào trong đầu Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành tin tức thật lớn, sau một lát mới thu liễm biến mất, mà chân khí không hề giảm bớt, không gian run rẩy lên, thậm chí không gian bao quanh thanh đao còn vỡ ra khe hở. Lục Lâm Thiên nhắm mắt tiếp thu cỗ tin tức kia, khi hắn mở mắt, thủ ấn kết xuất, trường đao hóa thành thanh sắc lưu quang bay vào tay phải của hắn, chỉ nháy mắt nơi lòng bàn tay Lục Lâm Thiên hiện lên ấn ký hình thanh đao màu xanh. Khi trường đao biến mất, khí thế áp chế cũng hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Huyễn diễn đao trận. Lục Lâm Thiên thì thầm, nghe thánh thủ linh tôn nhắc nhở, hắn mới biết trường đao kia không phải binh khí hay linh khí mà là một bộ trận pháp, là đao trận. Đao trận tên huyễn diễn, chỉ có linh giả mới có thể thúc dục, uy lực thật lớn, nhưng muốn thúc dục cũng không dễ dàng. Xem như ngươi không làm mất mặt, đây chính là huyễn diễn đao trận đi. Thanh âm thánh thủ linh tôn lại vang lên. Sư phụ, ngài cũng biết huyễn diễn đao trận. Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Sao ta lại không biết, lúc trước trong huyền thiên môn có hai linh tôn, một người tên huyễn linh tôn giả, huyễn diễn đao trận là thủ đoạn thành danh của hắn, uy lực thật lớn, phối hợp với thiên địa âm dương hòa hợp thuật, biến ảo vô cùng, thúc dục tới cao nhất có thể có được 9999 cửa, nhưng yêu cầu linh hồn lực cực cao, nghe nói huyễn linh tôn giả đã tới linh tôn tứ trọng. Cũng không thể hoàn toàn thúc dục, mặc dù không sánh bằng thần khí như tử lôi huyền đỉnh, nhưng tuyệt đối không kém hơn hồn khí địa cấp bao nhiêu. Thánh thủ linh tôn nói. Lục Lâm Thiên thầm kinh ngạc, kiến thức của sư phụ thật sự rộng rãi, tin tức hoàn toàn đúng như những gì hắn hiểu được. Lâm Thiên, ngươi chính là linh vũ song tu, ở trình tự võ giả có nhiều thủ đoạn, hiện tại có được bất diệt huyền thể, càng như hổ thêm cánh. Nhưng ở trình tự linh giả ngươi vì không muốn bại lộ mình là linh vũ song tu, rất ít thi triển linh lực, cho nên thủ đoạn không nhiều, sau này có thể dùng huyễn diễn đao trận, nhưng tựa hồ còn có chút không đủ, trong huyền thiên môn hẳn còn không ít linh kỹ, mặc dù ngươi mới đạt tới linh vương nhất trọng, với linh hồn lực hiện tại của ngươi đã có thể tu luyện linh kỹ huyền cấp cao giai. Nhưng uy lực phải lớn, tiêu hao cũng lớn, nếu không tới mức cuối cùng thì tận lực ít thi triển. Cho nên ngươi phải tu luyện càng nhiều linh kỹ huyền cấp trung giai cùng sơ giai phối hợp sử dụng. Thánh thủ linh tôn nói. Sư phụ, đệ tử hiểu được rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Trong võ giả linh giả, kỳ thật đều phân chia cao thấp, mỗi người tự có thủ đoạn mà thôi. Nhưng càng đi về sau, đối với phương diện linh hồn lực mà nói linh giả chiếm không ít tiện nghi. Hiện tại mặc dù ngươi đã là vũ vương linh vương, nhưng phải nhớ kỹ con đường tu luyện vĩnh viễn không có cuối. Con đường của ngươi còn dài, không được tự cao, ta không lộ mặt cũng là vì hy vọng tôi luyện cho ngươi, ngươi thật không làm vi sư thất vọng. Thánh thủ linh tôn nói. Đệ tử đa tạ sư phụ vun trồng. Lục Lâm Thiên nói. Không chỉ ta, còn có nam thúc của ngươi. Thánh thủ linh tôn nói. Sư phụ, ngài gặp qua nam thúc sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Lần trước trong phi linh môn ta đã gặp, nhưng không nói cho ngươi biết mà thôi. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng hẳn có thể nghĩ được biện pháp. Thánh thủ linh tôn nói. Sư phụ, vậy ngài làm sao bây giờ, ngài vốn là linh hồn thể, có muốn đoạt xá hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Nếu muốn đoạt xá thì ta đã làm từ lâu, cần gì phải chờ cho tới hôm nay?
Thánh thủ Linh Tôn nói. Người khác chỉ có thể đoạt xá, nhưng ta không nhất định làm như vậy, đối với ta mà nói, sau khi đoạt xá thực lực không cách nào tiến thêm, thay vì như vậy còn không bằng hồn phi phách tán. Sư phụ, chẳng lẽ ngài đã có tính toán? Lục Lâm Thiên hỏi. Có một ít, tới lúc đó còn cần ngươi hỗ trợ, nhưng cần phải giúp nam thúc của ngươi khôi phục thương thế trước, một mình ngươi còn chưa giúp đỡ được gì. Thánh thủ Linh Tôn nói tiếp. Việc này tạm thời không cần ngươi bận tâm, trong khoảng thời gian này ngươi an bài đi Ma Vân Thành đi, ta có một số việc cần ngươi đi làm, ta ngủ say thêm một thời gian, giải quyết chuyện tiêu hao linh hồn lực, nhớ kỹ, đừng bại lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng Bất Diệt Huyền Thể, người bình thường nhận không ra nhưng không thoát khỏi ánh mắt một ít lão quỷ. Dạ. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, định tiếp tục hỏi thì thanh âm sư phụ đã biến mất. Sau một lát, hắn lại tiếp tục tập luyện huyễn diễn đao trận, dù sao hắn cũng đã có đầy đủ điều kiện. Núi non chập trùng, dãy kiến trúc mênh mông vô bờ, nơi nơi là một mảnh trời thu, không khí thanh tân mát mẻ. Xa xa có một quảng trường nguy nga, có một biểu tượng như xuyên thủng trời cao, đó chính là Thiên Kiếm Môn. Hô! Bên trong Thiên Kiếm Môn, vài đầu yêu thú phi hành phóng lên cao, nháy mắt bay ra Thiên Kiếm Thành, trên lưng có hơn trăm thân ảnh, sau lưng đeo trường kiếm, mà ở trên lưng yêu thú lục giai phía trước chỉ có vài thân ảnh, người đứng đầu mặc trường bào màu lam, lộ ra khí thế bất phàm, khoảng chừng 50 tuổi, mà trên lưng hắn mang theo thanh kiếm bản rộng vàng óng. Người này chính là trưởng môn Thiên Kiếm Môn Cổ Kiếm Phong, đứng bên cạnh hắn còn có một lão già tóc bạc khoảng 60 tuổi, là trưởng lão Cổ Phong, vẻ mặt tang thương, tràn đầy nếp nhăn như vết kiếm, sau lưng mang một thanh kiếm dài 3 xích, thân kiếm không chút trang sức, chỉ dùng mảnh vải xám trắng bao phủ, làm cho người ta có cảm giác thật cổ xưa. Nhược Lan, con mới xuất quan, nhân dịp này nên điều tức kiên cố tu vi một chút, lần này vi sư hy vọng con tiến vào trước 10, mục tiêu là trước 3. Cổ Kiếm Phong nhìn nữ tử tuyệt mỹ mặc áo tím nói. Sư phụ, đệ tử sẽ làm hết sức, nhưng không biết lần này còn xuất hiện cường giả nào khác hay không. Nguyên Nhược Lan nói. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu, nhớ tới kết quả trong đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày trước, không khỏi thở dài, mấy năm qua nàng vẫn luôn bế quan, chỉ hy vọng có một ngày chiến thắng Lăng Thanh cùng Lục Lâm Thiên, nhưng lần này chính nàng cũng không biết kết quả như thế nào. Lần này thánh tử thánh nữ của Thiên Địa Các, còn có tứ các tứ đảo Ma Vân Thành, bốn đại sơn môn cổ vực đều tham gia, trận đánh ác liệt đương nhiên không tránh khỏi, nhưng với thực lực của con bây giờ, tuyệt đối đủ sức tranh đấu, người trẻ tuổi có thể đối kháng với con, chỉ sợ không vài người. Cổ Kiếm Phong nói, huống chi Lục Lâm Thiên hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, không khả năng xuất hiện, xem như con mất đi một đối thủ cạnh tranh. Nếu hắn còn ở đây, con hy vọng có thể cùng hắn một trận chiến, lúc trước hắn thắng con. Lần này con thật muốn biết hắn có thể thắng nữa hay không, đáng tiếc. Nguyên Nhược Lan thở dài nói. Bên trong cổ vực lan truyền một tin tức ầm ầm kinh động các thế lực, mà Tâm Cốc bị Phi Linh Môn san thành bình địa. Tin tức này giống như sấm sét nổ tung trong lòng các vị cường giả đứng đầu môn phái, làm cho mọi người khiếp sợ chính là, Phi Linh Môn lại xuất ra 3 linh vương, 6 vũ vương, 6 yêu thú thất giai xuất chiến, thực lực như vậy những thế lực nhất lưu bình thường không cách nào so sánh. Toàn bộ cổ vực đều chấn kinh, thực lực của Phi Linh Môn làm mọi người khẩn trương, cùng lúc đó ai cũng nhớ kỹ nữ tử tên Lục Tâm Đồng, nữ tử này dùng lực lượng lôi đình huyết tẩy ma tâm cốc, thủ đoạn huyết tinh chẳng khác gì Lục Lâm Thiên, mà quan trọng nhất là thiên phú của nàng càng thêm biến thái, còn chưa đầy 18 tuổi đã là linh vương nhất trọng, theo thiên phú thậm chí có thể lên tới linh tôn trước 30 tuổi. Lúc tin tức này truyền ra ngoài, vốn do Phi Linh Môn nhường nhịn trước sự upsilon của ma tâm cốc, khiến cho không ít thế lực nhỏ muốn nhân cơ hội tới sâu xé chiếm tiện nghi của Phi Linh Môn, lúc này ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy may mắn vì mình còn chưa động vào Phi Linh Môn, lấy thực lực của Phi Linh Môn hiện tại, nếu như bọn họ động tới Phi Linh Môn thì rõ ràng mà muốn tìm chết. Khi tin tức này lan truyền khắp cổ vực thì đám cường giả và yêu thú thất giai của Phi Linh Môn đã trở về tới Phi Linh Môn rồi, chỉ có 7 người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, Linh Vũ Song Quái và Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung là hộ tống mấy chục đệ tử Phi Linh Môn đi theo Lục Tâm Đồng tham gia thi đấu tìm ra thập đại cường giả trẻ tuổi nhất do Thiên Địa Các tổ chức ở thành Cự Giang. Đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Hoa Mãn Lâu thì trở về Phi Linh Môn trấn thủ Sơn Môn. Bên trong thành Vạn Hạp, vẫn là cảnh tượng người tới người đi vô cùng náo nhiệt. Lúc này, bên trong thành Vạn Hạp,
có một đạo thân ảnh lẫn trong đám người lặng lẽ đi vào bên trong thành Vạn Hạp. Người này vận một bộ áo bào xanh, trên mặt mang theo một chiếc mặt nạ màu xanh, trên người không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng người này đi lẫn bên trong đám người tấp nập, nếu như có ai nhìn kỹ thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra, đám người tấp nập ngược xuôi này cư nhiên không ai có thể chạm tới một góc vạt áo của thân ảnh mặc áo bào xanh này, tựa hồ như có một đạo khí quyển vô hình đã bao phủ khắp người của người mặc áo bào xanh này vậy. Lão đại, sao ngươi lại dùng thân phận dương quá vậy? Bên trong não hải của người mặc áo xanh vang lên thanh âm của Tiểu Long. Như vậy sẽ tiện hơn một chút. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, sắp 2 năm rồi, không biết bên ngoài này có xảy ra chuyện gì lớn không, mình cứ tìm hiểu tin tức trước đi cái đã. Chúng ta đi đâu tìm tin tức bây giờ, Phi Linh Môn hình như cũng có người của ám đường ở thành Vạn Hạp, chúng ta tới đó hỏi sao? Tiểu Long nói. Lục Lâm Thiên hơi do dự một chút, lập tức nói. Tới một chỗ này trước cái đã. Bên trong một đình viện tinh xảo, trước một cái lương đình, có một cái hồ nước, bên trong hồ có vô số loại cá đủ màu đang tung tăng bơi lội, bên trong lương đình lúc này có một đạo thân ảnh xinh đẹp lặng lẽ đứng đó. Nữ tử này tuổi chừng 22-23, gương mặt vô cùng tinh tế, làn da trắng nõn, lông mi thật dài cong vê upsilon tê thành một đường duyên dáng, đôi mắt đen láy lộ ra một cỗ linh tính, lúc này lại thất thần nhìn đám cá đang bơi lội trong hồ. Cho nên ngay khi có người chậm rãi đi tới sau lưng cũng không hay biết gì. Muội muội, muội lại phát ngốc cái gì vậy? Người tới là một nữ tử có dáng vẻ thướt tha, mỹ mâu như nước, trong bộ nữ trang, dù ngũ quan của nàng không thể coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và có cảm giác nàng rất tài giỏi, đặc biệt là trong đôi mắt kia, lộ ra vẻ tinh minh, thân hình uyển chuyển và đường cong lung linh cũng khiến người ta nhìn không chớp mắt. Tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Chuyện trong tộc đã xử lý xong chưa? Nhìn thấy người vừa tới, nữ tử đang đứng thừa người ra đó đột nhiên xoay người lại, cười khẽ, nụ cười này cũng khiến cho kẻ khác muốn nhìn thêm một chút, nàng chính là nhị tiểu thư Hoàng Hân của Hoàng gia bên trong thành Vạn Hạp. Còn người vừa tới chính là đại tiểu thư Hoàng Đan của Hoàng gia. Nhắc tới hai vị tiểu thư Hoàng gia này thì mấy năm gần đây, không biết có bao nhiêu người trong thành Vạn Hạp tới cầu hôn, cửa cũng bị đạp hư luôn rồi. Ngay cả không ít vị công tử của các thế lực và gia tộc bên ngoài thành cũng đều nhờ mai mối tới dạm hỏi, chẳng qua là cho tới nay hai vị tiểu thư Hoàng gia này vẫn chưa vừa mắt người nào, chuyện này khiến cho gia chủ Hoàng gia là Hoàng Chí Lương đau đầu không thôi. Chỉ là chuyện của vài cửa hàng mà thôi, thành Cự Giang sắp tổ chức tranh tài của thập đại cường giả trẻ tuổi rồi, đối với Hoàng gia chúng ta thì cũng là một cơ hội làm ăn tốt, thành Cự Giang hiện tại tiêu hao lớn, rất nhiều thứ không đủ để tự cung cấp. Thành Vạn Hạp của chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội để kiếm chút lợi nhuận. Hoàng Đan nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo, từ sau khi nàng trở lại Hoàng gia thì tất cả chuyện của Hoàng gia gần như đều do nàng làm chủ. 2 năm qua, Hoàng gia cũng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Nếu muội có thể như tỷ tỷ thì tốt rồi, có thể thông minh lão luyện như vậy, Hoàng gia hiện tại phải dựa vào tỷ tỷ rồi. Hoàng Hân nheo mắt cười, biết rõ 2 năm qua tỷ tỷ của mình chịu không ít vất vả. Thường xuyên thức xem sổ sách tới canh 3 canh 4 ở thư phòng. Lời vừa dứt liền mỉm cười, Hoàng Hân nói. Tỷ tỷ, hôm qua Trần gia ở thành Bạch Thanh tới cầu hôn, tỷ cảm thấy vị Trần đại thiếu gia này thế nào? Chỉ là một tên nhị thế tổ, dựa vào gia thế, sợ là cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, Trần gia sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phá sạch, gả cho loại người này thì có được gì? Hoàng Đan nói. Vậy tỷ tỷ muốn gả cho người thế nào đây? Cũng không thể cả đời không lấy chồng được, tỷ khiến cha buồn tới mức bạc hết cả đầu rồi. Hoàng Hân mỉm cười nói. Hoàng Đan đưa mắt nhìn về phía đàn cá đang bơi lội tung tăng bên trong hồ nước trước lương đình, lúc này, trong lòng đột nhiên nhớ tới một nam tử toàn thân xích lõa, chính mình thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của hắn, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng lại thường xuyên nhớ tới đạo thân ảnh đó. Thế nào hả, muội muốn hối gả tỷ ra ngoài chứ gì? Hoàng Đan cười khẽ nói. Hay là, tỷ thấy muội muội cứ tìm một vị như ý lang quân mà xuất giá trước, tỷ thì cả đời không lấy chồng, làm một bà cô già là được rồi. Tỷ tỷ không lấy chồng thì muội cũng không gả. Hoàng Hân mỉm cười nói, trong đầu cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Hai vị tiểu thư, không mời mà vào, đã mạo muội rồi, quấy rầy. Đúng vào lúc này, không gian bên trong lương đình đột nhiên xuất hiện một hồi ba động. Tiếp theo liền có một thân ảnh vận áo bào xanh xuất hiện trước mặt hai người. Dương Quá đại nhân.
Hai người đầu tiên là kinh ngạc một hồi, không ngờ lại có người có thể vô thanh vô tức lẻn vào hoàng gia, phòng ngự của hoàng gia cũng không hề kém. Người bình thường mà muốn vô thanh vô tức lẻn vào hoàng gia là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng khi nhìn thấy đạo thân ảnh vận áo bào xanh này, trong lòng hai nàng lập tức trở nên kinh hỉ. Không biết có quấy rầy tới hai vị hay không, thất lễ rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt đảo qua hai người, hai năm qua, Hoàng Đan thì không có thay đổi gì, còn Hoàng Hân thì đã thành thục hơn rất nhiều, nhớ tới cảnh cả ba người xích lõa ngồi chung một thùng nước, trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng phì cười một tiếng, đó đúng là việc mà không phải người thường có thể nhịn được. Dương Quá đại nhân tới Hoàng gia, đó là nể mặt Hoàng gia rồi, sao có thể nói là quấy rầy được. Hoàng Đan thi lễ trước tiên, nói. Tiểu nữ tử còn phải tạ đại ân cứu mạng của Dương Quá đại nhân lúc trước nữa kia. Chuyện ngày đó là do ta liên lụy Hoàng tiểu thư, thật ra đã mang tới không ít phiền toái cho Hoàng tiểu thư rồi. Lục Lâm Thiên nói. Dương Quá đại nhân, Mạc Sầu tiểu thư đâu? Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên chỉ tới có một mình, bên cạnh không có nữ tử vận bạch y kia nữa, Hoàng Đan có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Sầu có việc, cho nên không tới đây. Lục Lâm Thiên đáp. Nghe tới tên Mạc Sầu thì trong đầu cũng lập tức xuất hiện thân ảnh của Bạch Linh. Sau một lát, bên trong một đình viện ở Hoàng gia, Lục Lâm Thiên ngồi ở trên cùng, gia chủ Hoàng gia là Hoàng Chí Lương nghe tin cũng vội vàng chạy tới, ngoài ra thì trong phòng cũng chỉ có Hoàng Đan và Hoàng Hân. Đưa mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, lúc này gia chủ Hoàng gia Hoàng Chí Lương không dám sơ sẩy chút nào, trên mặt chỉ toàn vẻ khiêm tốn, bên trong thành Cự Giang. Phong ba do quỷ sát Dương Quá tạo ra cùng với thực lực mà hắn đã triển lộ, đều đã sớm lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Vạn Hạp này rồi. Dương Quá đại nhân ghé lại nơi này, quả là vinh hạnh lắm lắm cho hoàng gia ta đây, tiểu nữ Hoàng Đan cũng nói qua, nhờ ân cứu mạng của Dương Quá lúc trước, ta đây cũng xin đa tạ Dương Quá đại nhân. Hoàng Chí Lương nói, hoàng gia chủ chớ khách khí. Lục Lâm Thiên nói, lần này tới đây, là có chút việc muốn nhờ vả chư vị. Dương Quá đại nhân cứ nói, nếu hoàng gia ta có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không do dự. Không đợi Hoàng Chí Lương lên tiếng thì Hoàng Đan đã nói trước. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là ta vừa đi xa một chuyến, không biết gì nhiều về tin tức ở cổ vực gần đây. Lục Lâm Thiên nói, hóa ra chỉ là chuyện còn con này, đương nhiên không thành vấn đề, không biết Dương Quá muốn biết tin gì, ta cũng tiện nói rõ cho Dương Quá đại nhân biết. Hoàng Đan nói. Ta muốn biết trong cổ vực và trên đại lục gần đây có xảy ra chuyện lớn gì hay không, hoặc là trong các đại thế lực có phân tranh gì không. Lục Lâm Thiên nói, Hoàng Đan này đúng là suy nghĩ thấu đáo, trên đại lục hiện tại, tin tức về các đại lục quá nhiều, Hoàng gia có thế lực không nhỏ, những tin tức lấy được tự nhiên cũng nhiều, nếu như mình muốn biết hết thì sợ là có nói ba ngày ba đêm cũng không hết được. Hoàng Đan suy nghĩ một chút liền lần lượt kể hết những chuyện vừa xảy ra gần đây nhất cho Lục Lâm Thiên nghe. Từ động thái của các thế lực lớn ở cổ vực cho tới đại lục Linh Vũ, cái nào cũng nói qua, ngay cả chuyện bên trong huyền thiên bí cảnh ở Sơn Mạch Đoạn Thiên cũng không bỏ qua, mặc dù những tin này chỉ là tin truyền miệng mà thôi, nhưng cũng có tám phần là thật, ngay cả chuyện nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang và phi linh môn chia nhau đống bảo vật lưu lại bên trong huyền thiên bí cảnh cũng đã truyền ra bên ngoài. Nói tóm lại, thời gian hai năm này, mặc dù các đại thế lực cũng đã xảy ra một vài chuyện, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không để những chuyện này trong lòng. Dương Quá đại nhân, gần đây ở cổ vực có một chuyện lớn xảy ra, hôm qua ta vừa mới nhận được tin, nửa tháng trước Phi Linh Môn đã trực tiếp huyết tẩy Ma Tâm Cốc, ngoại trừ cốc chủ đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc chạy thoát ra, thì phó giáo chủ cùng với tất cả trưởng lão trong môn đều đã bị giết chết, Ma Tâm Cốc thì bị Phi Linh Môn san thành bình địa. Hoàng Đan nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ lướt qua, muốn nhìn xem gương mặt bên dưới lớp mặt nạ này. Nhưng Thủy Chung cũng không cách nào biết được. À, thực lực của Phi Linh Môn này đúng là không tệ, Hoàng Đan tiểu thư có thể kể rõ hơn không? Lục Lâm Thiên không để lộ chút dấu vết, nhưng trong lòng thì cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, Phi Linh Môn khai chiến cùng Ma Tâm Cốc, chuyện này sợ là liên quan đến quá nhiều chuyện. Tất cả những tin tức trước đó đều không thấy vị Dương Quá đại nhân này có vẻ gì là hứng thú, giờ thấy vị đại nhân Dương Quá thần bí này có chút hứng thú, Hoàng Đan lập tức nói. Chuyện ta biết được cũng không nhiều, nghe nói hai năm trước, trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn bị nhốt bên trong huyền thiên bí cảnh, bởi vì đắc tội với Ma Tâm Cốc, tới hiện tại, Phi Linh Môn quật khởi quá nhanh, cho nên khiến cho đám thế lực như Ma Tâm Cốc cảm thấy bất an,
trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn lúc trước vì có quan hệ với cả Linh Thiên Môn lẫn Vân Dương Tông, lại thêm tên Lục Lâm Thiên này sát phạt rất quyết đoán, khiến đám người Ma Tâm Cốc có chút cố kỵ. Nhưng Lục Lâm Thiên lại bị nhốt bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, đám sơn môn như Ma Tâm Cốc liền dục dịch, liên tục tập kích ba đại thành của Phi Linh Môn, Phi Linh Môn thì lại không có động tĩnh gì, không hiểu vì sao, lần này Phi Linh Môn lại đột nhiên động thủ, lấy khí thế sét đánh, trực tiếp san Ma Tâm Cốc thành bình địa, nghe nói lần này, là do đại tiểu thư Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn dẫn đầu, Lục Tâm Đồng này cũng biến thái không kém gì huynh trưởng Lục Lâm Thiên của nàng ta. Tuổi chưa tới 18 thì đã đột phá tới Linh Vương nhất trọng, lần này diệt Ma Tâm Cốc, có không ít người tận mắt nhìn thấy, Phi Linh Môn lần này tổng cộng xuất động 3 vị Linh Vương, 6 vị Vũ Vương, 6 con yêu thú thất giai, còn có không ít Linh Xuất, Vũ Xuất và 4-5 chục con yêu thú lục giai, chỉ 2 canh giờ, liền biến một đại thế lực như Ma Tâm Cốc thành bình địa. Lời vừa dứt thì trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Đan cũng nhịn không được mà lộ ra vẻ kinh thán, lúc nhận được tin tức này, nàng cũng kinh ngạc hơn nửa ngày, thực lực của Phi Linh Môn đúng là quá mạnh rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ, thực lực của Phi Linh Môn tới cỡ ấy, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ ra, phỏng chừng là đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Linh Vũ Song Quái đã đột phá tới Vũ Vương và Linh Vương rồi, về phần Lục Tâm Đồng đột phá Linh Vương nhất trọng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu nha đầu này, tu luyện cứ như đang bay vậy, tiên thiên độc thể cộng thêm thiên độc kinh, thật đúng là quá khủng bố. Dương Quá đại nhân, ngài làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên hơi ngẩn ra, Hoàng Đan liền hỏi. Không có gì, thực lực của Phi Linh Môn này quả là không tệ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói. Hoàng Đan tiểu thư, không biết gần đây Phi Linh Môn còn tin tức gì không? Vậy thì không có. Hoàng Đan khẽ lắc đầu. Sau đó dường như nhớ ra cái gì, liền nói. Đúng rồi, nghe nói đại tiểu thư Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn đã tới thành Cự Giang tham gia trận tranh tài thập đại cường giả rồi, phỏng chừng hiện tại cũng đã sắp tới thành Cự Giang. Trận tranh tài thập đại cường giả gì? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, Lục Tâm Đồng muốn tham gia tranh tài, đây là chuyện khiến Lục Lâm Thiên cảm thấy lo lắng nhất. Chẳng lẽ ngay cả trận tranh tài của thập đại cường giả mà Dương Quá đại nhân cũng không biết hay sao? Nghe Lục Lâm Thiên hỏi vậy, thật khiến Hoàng Đan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi gần đây đã gây chấn động toàn bộ đại lục, vị Dương Quá đại nhân này không ngờ lại không biết, chẳng lẽ vị Dương Quá đại nhân này vừa mới chui ra từ lòng đất hay sao? Ta đúng là không biết. Lục Lâm Thiên lắc đầu, mình vừa về tới thành Vạn Hạp, đúng là không biết gì về trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi gì hết. Bất quá Lục Lâm Thiên cũng ẩn ẩn nhớ tới trận tranh tài thập đại cường giả gì đó do Thiên Địa Các tổ chức lần trước, lần đó Băng Mộc Tôn giả đứng thứ nhất, chẳng lẽ lại có liên quan hay sao? Kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên một hồi, Hoàng Chí Lương lại tiếp lời. Là thế này đây Dương Quá đại nhân. Sau một hồi, qua lời kể của Hoàng Chí Lương, Lục Lâm Thiên cũng đã hiểu ra, trận thi đấu thập đại cường giả này chính là do Thiên Địa Các tổ chức. Người có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu thì mỗi người sẽ được một kiện linh khí huyền cấp, người đứng đầu còn có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp, phần thưởng đúng là rất lớn. Lần này Dương Quá đại nhân tới đây, chỉ bằng cứ ở lại hoàng gia một thời gian có được không, còn nửa tháng nữa là sẽ diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả rồi, tới lúc đó Dương Quá đại nhân cũng có thể từ thành Vạn Hạp trực tiếp đi tới thành Cự Giang, chuyện náo nhiệt cỡ này, Dương Quá tiên sinh không nên bỏ qua. Hoàng Đan nói. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, nếu như Lục Tâm Đồng cũng muốn tới thành Cự Giang tham gia trận tranh tài của thập đại cường giả thì mình cũng không cần phải vội trở về Phi Linh Môn làm gì, phải tới đó xem sao mới được. Đại hội cỡ này, ta đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt lóe lên, liền tiếp. Ta cũng muốn tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này, chỉ là báo danh hơi phiền phức, không biết là. Báo danh mặc dù hơi phiền phức. Bất quá đối với hoàng gia ta mà nói thì cũng không phải là có, chỉ là Thiên Địa Các có một quy tắc, chính là phải là vũ giả và linh giả dưới 30 tuổi, không biết Dương Quá đại nhân có thích hợp hay không. Hoàng Đan không đợi Lục Lâm Thiên nói xong đã lập tức hỏi. Tại hạ còn lâu mới tới tuổi nhi lập. Lục Lâm Thiên nói, chỉ có vũ giả và linh giả dưới 30 tuổi mới có thể tham gia, cũng chỉ là do Thiên Địa Các dựa vào phán đoán đại khái mà thôi. Nếu như có người nào đó chừng 31-32 tuổi thì chỉ cần nói mình mới có 30 tuổi thì cũng không ai làm được gì hắn, bất quá những người dám tới tham gia chắc hẳn phần lớn đều có tiếng tăm cả rồi,
sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Hóa ra Dương Quá đại nhân vẫn chưa tới tuổi nhi lập. Hoàng Chí Lương lập tức cảm thấy kinh ngạc, tới lúc nãy hắn vẫn còn cho rằng vị Dương Quá này có thực lực mạnh như vậy, sợ là tuổi dù không bằng mình, nhưng chắc cũng không nhỏ hơn là mấy, nào ngờ vị Dương Quá này cư nhiên còn chưa tới tuổi nhi lập. Lúc này, nghe thấy lời Lục Lâm Thiên nói, hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân cũng cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo liền vô cùng vui mừng, sau đó vội thu liễm sắc mặt, sợ bị người ta nhìn thấy. Hồi sau, bên trong một đình viên yên tĩnh ở Hoàng gia, Lục Lâm Thiên ngồi trong phòng, bên ngoài bố trí một đạo cấm chế, trong phòng, đám người Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Nham Yêu Lòng, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thố cũng đã hóa thành hình người. Lão đại, huynh thật sự muốn tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này hay sao? Tiểu Long mở to đôi mắt đen láy, hỏi ngay. Ừ, Tâm Đồng muốn tham gia, phỏng chừng tới lúc đó mấy người Vô Song và Hồng Lăng cũng sẽ tham gia, ta muốn tới xem thử. Lục Lâm Thiên nói, lấy thực lực của mình hiện tại, có lẽ cũng đủ để tới đó góp vui. Từ chỗ Hoàng Chí Lương, Lục Lâm Thiên liền biết, lần này, các thế lực như Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, Tam Tông Tứ Môn, còn có tứ các tứ đảo của Thành Ma Vân tới tham gia, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, và cả Lữ Tiểu Linh hẳn là đều sẽ xuất hiện. Nghĩ tới tam nữ, Lục Lâm Thiên liền mỉm cười, đặc biệt là hai người Vô Song và Hồng Lăng, đã hơn 4 năm mình không gặp được họ, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mấy năm nay, vì Phi Linh Môn, vì con đường cường giả của mình, trong lòng mình chẳng mấy khi nhớ tới bọn họ, phỏng chừng bọn họ lúc này còn đang lo lắng cho mình vì bị nhốt ở bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Được lắm, có thể gặp lại Vô Song tỷ và Hồng Lăng tỷ rồi. Tiểu Long lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ vỗ vỗ, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên đầy vẻ giảo hoạt, nói. Lão đại, huynh phải bảo trọng nha, phỏng chừng chuyện của huynh và Tiểu Linh tỷ đã sớm bị Hồng Lăng tỷ biết rồi, huynh sẽ thê thảm lắm đấy. Tiểu tử kia, mau đi tu luyện cho ta. Lục Lâm Thiên trừng Tiểu Long một cái, bất đắc dĩ mỉm cười. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, mình bị nhốt bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, Phi Linh Môn quả nhiên liền gặp phiền toái, đám sơn môn như Ma Tâm Cốc muốn đối phó với Phi Linh Môn, nếu bảo không có kẻ đứng sau lưng chỉ đạo là không thể nào, bên ngoài đã sớm có lời đồn trong Phi Linh Môn có Vũ Tôn và Linh Tôn, đám Ma Tâm Cốc này còn dám đối phó với Phi Linh Môn, trừ phi là muốn tự tìm cái chết, lúc này Lục Lâm Thiên có chút khó xử. Mình rốt cuộc là nên dùng thân phận Dương Quá này hay là thân phận Lục Lâm Thiên để đi tham gia trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi của Thiên Địa Các tổ chức đây. Cả hai vốn cũng không thành vấn đề, chẳng qua Lục Lâm Thiên lại không muốn để lộ tin mình đã thoát được ra quá sớm, hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc là kẻ nào đang nhằm vào Phi Linh Môn. Vậy thì cứ dùng thân phận Dương Quá đi vậy. Sau một lúc Lục Lâm Thiên liền nói nhỏ, trong lòng cũng có chút không yên. Bên cạnh Dương Quá thiếu mất mạc sầu, cảm giác có hơi khó chịu. Bạch Linh, nhớ tới nữ tử lạnh lùng uy nghiêm kia, trong lòng Lục Lâm Thiên lại khẽ thở dài một hơi. Tiếp tục tu luyện linh kỹ thôi. Lục Lâm Thiên nói, trong tay kết xuất thủ ấn, một cỗ linh lực mênh mông bắt đầu tràn ra. Một đường đi tới thành Vạn Hạp, Lục Lâm Thiên ngoại trừ tu luyện huyễn diễn đao ra thì chính là tu luyện ba bộ linh kỹ còn lại, giống như lời mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn đã nói. Thủ đoạn thuộc trình độ linh giả của mình vẫn còn quá ít, kém xa với những thủ đoạn trong tay những linh giả khác. Cho nên Lục Lâm Thiên liền tính tu luyện ba bộ linh kỹ này trước, ba bộ linh kỹ này đều là tuyển chọn ra từ bên trong Huyền Thiên Môn cả, bộ thứ nhất chính là linh kỹ huyền cấp sơ giai không linh liệt, chủ yếu dùng linh lực thúc dục, thi triển thành công thì có thể trực tiếp xé mở không gian, giết chết thủ ở bên trong không gian, uy lực cực kỳ bá đạo, linh kỹ thứ hai gọi là cấm hồn linh quyết. Chính là linh kỹ huyền cấp trung giai, chủ yếu là công kích linh hồn, thi triển tới mức mạnh nhất thì có thể trực tiếp giam cầm linh hồn của đối thủ trong một thời gian ngắn. Tới lúc đó thì việc giết chết đối thủ liền trở nên dễ dàng. Bộ linh kỹ cuối cùng mà Lục Lâm Thiên tu luyện là ở trình độ huyền cấp cao giai, tên gọi Hóa Thú Linh Ấn. Từ trong tin tức của linh kỹ, Lục Lâm Thiên biết được, uy lực của Hóa Thú Linh Ấn này không hề nhỏ chút nào, tu luyện thành công thì có thể trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ thành thú hình. Vừa công kích đối thủ, còn có thể mang theo linh hồn công kích, vô cùng bá đạo. Ba loại phương pháp tu luyện linh kỹ khác nhau, Lục Lâm Thiên đầu ghi khắc ở trong đầu, bây giờ chỉ việc tĩnh tâm tu luyện, từng đạo thủ ấn kết xuất, mỗi một đạo thủ ấn kết xuất ra, trong phòng đều sẽ rung lên một cái. Cái linh kỹ huyền cấp sơ giai này, mặc dù không dễ gì tu luyện,
nhưng với tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại thì cũng không khó khăn gì, nhưng tu luyện linh kỹ huyền cấp trung giai thì lại không giống vậy. Tu luyện linh kỹ, đặc biệt là linh kỹ huyền cấp trung giai, yêu cầu đối với linh hồn lực quả thực đã tới mức gọi là hà khắc, cũng giống như lĩnh ngộ thuộc tính của vũ giả vậy. Những vũ kỹ huyền cấp sơ giai trở xuống thì vũ giả đều dựa vào chân khí để thúc dục, tới huyền cấp trung giai, nếu muốn tu luyện, đầu tiên nhất định phải có lĩnh ngộ kha khá đối với năng lượng thuộc tính thì mới được. Linh kỹ cũng như vậy, bất quá vũ kỹ cao cấp thì cần lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cao, linh kỹ cao cấp cũng cần có linh hồn lực để chèo chống. Linh vương nhất trọng muốn tu luyện linh kỹ huyền cấp cao giai tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn, linh kỹ trình độ huyền cấp cao giai thì yêu cầu đối với linh hồn lực là vô cùng cao. Bất quá vào lúc này, mặc dù có chút khó khăn đối với Lục Lâm Thiên, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn có ưu thế của mình, về mặt linh lực thì hắn mạnh hơn những linh giả khác một chút, nhưng tuyệt đối cũng không mạnh hơn quá nhiều, nhưng về phần linh hồn lực thì, do rất nhiều nguyên nhân, cho nên linh hồn lực của hắn so với những kẻ có tu vi đồng cấp thì có một sự chênh lệch vô cùng lớn, những người có tu vi đồng cấp với hắn, linh hồn lực so với hắn thì rõ ràng là kém xa. Cho nên lúc này tu luyện huyền cấp cao giai tuy là rất khó, nhưng Lục Lâm Thiên vẫn có chút tự tin, vũ kỹ huyền cấp cao giai trước Vũ Vương là mình đã tu luyện thành công rồi, cái linh kỹ huyền cấp cao giai này, mình nhất định có thể tu luyện thành công. Lục Lâm Thiên hiện tại cũng muốn nhanh chóng tu luyện mấy loại linh kỹ này thành công, đương nhiên là vì muốn dùng thân phận Dương Quá để tham gia trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi lần thứ hai do Thiên Địa Các tổ chức rồi, chính mình phải có chút thủ đoạn mới được, mặc dù nói hiện tại mình đã đột phá linh vương, nhưng lần này cường giả tụ tập. Nhất định sẽ diễn ra một màn long tranh hổ đấu, mình đột phá linh vương, nếu như không có thủ đoạn tuyệt đối thì sợ là cũng khó mà tiến vào vòng trong được. Lần này, tứ các tứ đảo cũng sẽ tham gia, tám thế lực lớn của thành Ma Vân là tứ các tứ đảo, thực lực so với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì không hề thua kém chút nào, ba chỗ trên đại lục là cổ vực, thành Ma Vân, đại lục linh vũ, thì có cổ vực và đại lục linh vũ là gần nhau nhất, hai bên ít nhiều cũng có chút liên lạc. Còn khoảng cách của thành Ma Vân thì xa hơn, cho nên cũng không có quá nhiều qua lại với cổ vực và đại lục linh vũ, bất quá cũng không thể nào phủ định thế lực của tứ các tứ đảo của thành Ma Vân được. Đám đệ tử trẻ tuổi của tứ các tứ đảo, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không xem thường, ai mà biết liệu sẽ xuất hiện thứ gì hay không, tam tông tứ môn có mấy người Nguyên Nhược Lan, Vân Hồng Lăng, trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì có Gia Cát Tử Vân có thực lực không yếu, người của tứ các tứ đảo đương nhiên cũng sẽ không tệ. Còn có Lam Thập Tam và Thánh Nữ của Thiên Địa Các, nếu như hai người kia cũng tham gia thì phỏng chừng lại càng khó đối phó hơn nữa. Cuối cùng, trong đầu Lục Lâm Thiên lại nhớ tới một đạo thân ảnh quen thuộc, không biết lần này, Lăng Thanh của Linh Vũ Giới có xuất hiện hay không, cô gái này 3 năm trước đã là Vũ Xuất Cửu Trọng rồi, thân là Vũ Giả Ngũ Hệ, lại thêm thân phận của cô ta ở Linh Vũ Giới, nhất định sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất của Linh Vũ Giới, thực lực của cô ta hiện tại khỏi nghĩ cũng biết. Nghĩ một hồi mới bắt đầu dừng lại, Lục Lâm Thiên cũng chính thức tiến nhập vào trong tu luyện, đã nói trước với người của Hoàng gia là không có việc gì thì không được tới quấy rầy mình tu luyện, mình cũng đã bố trí một đạo cấm chế, cho nên Lục Lâm Thiên cũng yên tâm, người của Hoàng gia chắc là cũng không tùy tiện tới đây quấy rầy mình làm gì đâu. Bên trong một đại sảnh khác ở Hoàng gia, lúc này ba cha con Hoàng gia đang ngồi đó, Hoàng Chí Lương nói với hai cô con gái. Đan Nhi, Hân Nhi. Đã an bài xong cho Dương Quá đại nhân chưa? Cha cứ yên tâm, đã an bài xong hết rồi. Hoàng Đan nói, vừa rồi cả hai người các nàng đã tự mình sắp xếp xong hết mọi chuyện. Không ngờ Dương Quá đại nhân này còn chưa tới tuổi nhi lập, đúng là khiến ta không thể tin nổi. Hoàng Chí Lương khẽ thở dài, lập tức nói. Đan Nhi, vậy con hãy nhanh đi giúp Dương Quá đại nhân an bài chuyện báo danh đi thôi. Theo như con được biết thì Dương Quá đại nhân vốn là trưởng lão của Thiên Địa Các, muốn ghi danh cũng không phiền toái. Hoàng Đan nói, con sẽ phái người đi sắp xếp là được, sẽ không có phiền toái gì đâu. Lần này nhất định phải làm cho tốt, Đan Nhi, con có hiểu ý của cha hay không? Hoàng Chí Lương nói vẻ thấm thía nhìn con gái của mình. Cha, con hiểu rõ. Hoàng Đan ngước mắt nói, Đan Nhi, con vốn khéo léo hiểu lòng người. 2 năm qua, Hoàng gia trong tay con lại mở rộng thêm không ít, mà cha thì chỉ có 2 đứa con gái là con và Hân Nhi. Hoàng gia không có ai kế tục, lại thêm thực lực của cha, mặc dù là vũ xuất, nhưng cây to đón gió, ở thành Vạn Hạp này có không ít kẻ luôn rình mò Hoàng gia chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ, cho nên, chúng ta phải.
Hoàng Chí Lương nói với Hoàng Đan. Trước kia còn ở Vạn Tượng Môn, đúng là có không ít kẻ cố kỵ Vạn Tượng Môn, nhưng bây giờ, Hoàng gia chúng ta đã không còn chỗ để dựa vào nữa, thân là người đứng đầu gia tộc, cả tộc Hoàng gia chúng ta cũng có mấy ngàn người, ta không thể không suy nghĩ cho cả gia tộc. Cha à, nhưng nếu muốn Dương Quá đại nhân gia nhập Hoàng gia chúng ta thì sợ là rất khó. Suy nghĩ của phụ thân, Hoàng Đan sao có thể không biết được, hy vọng Hoàng gia lần này có thể được Dương Quá đại nhân giúp đỡ, nếu như cuối cùng Dương Quá đại nhân có thể ở lại Hoàng gia, đối với Hoàng gia mà nói thì sẽ an rất không lo gì, đám người có ý nghĩ muốn động tới Hoàng gia bên trong thành Vạn Hạp cũng sẽ không dám lộn xộn nữa. Gần đây người của Cao gia cứ một mực gây áp lực cho Hoàng gia chúng ta, sau lưng sợ là còn có đám người Vạn gia và Ứng gia âm thầm hợp mưu, chúng ta phải mau nghĩ cách đối phó mới được. Tên nhị thế tổ của Trần gia con cũng chướng mắt, Cao gia cũng chẳng tốt lành gì hơn, ta cũng không muốn nhìn thấy con gả vào Cao gia. Hoàng Chí Lương khẽ thở dài. Cho dù con có vào Cao gia đi chăng nữa thì sợ là mục tiêu của Cao gia vẫn là muốn chiếm đoạt Hoàng gia chúng ta, chỉ hận con không phải nam nhi, có nhiều điều không tiện, bằng không, cần gì phải sợ Cao gia, Ứng gia, Vạn gia gì kia chứ. Trong mắt của Hoàng Đan bắt đầu lóe ra hàn quang, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đan Nhi, con cảm thấy Dương Quá đại nhân thế nào? Hoàng Chí Lương nhìn qua nữ nhi, ánh mắt liền ngưng trọng lại, hỏi với chút thâm ý. Ý của cha là gì? Lấy sự thông minh tài trí của Hoàng Đan, đương nhiên có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng của cha mình rồi. Tuổi tác của Dương Quá đại nhân cũng vừa hợp, lại từng cứu mạng cả con và Hân Nhi, nếu một trong hai người các con có ai đó có thể giữ được Dương Quá đại nhân lại, về tư. Hoàng gia chúng ta từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa. Về công, hai người các con tìm được chỗ quy túc tốt, ta cũng thấy yên lòng. Hoàng Chí Lương nói lời thấm thía, xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Hân. Hân Nhi, ý con ra sao? Hoàng Hân lúc này lại đang đứng thẫn thờ đờ người ra, không biết đang nghĩ tới chuyện gì, cuộc đối thoại của đại tỷ và cha mình, lại không nghe được một chữ nào, cuối cùng nghe thấy phụ thân gọi, mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nói. Phụ thân, người kêu con có chuyện gì sao? Nhà đầu con thật là... Hoàng Chí Lương nhìn nữ nhi một cái, tiểu nữ nhi này kể từ sau khi trải qua chuyện bị trúng độc thì lại càng khiến ông thương yêu thêm vài phần. Cha, những chuyện thế này, cho dù con và muội muội có nguyện ý đi chăng nữa, chỉ sợ Dương Quá đại nhân chướng mắt chúng con mà thôi. Hoàng Đan mỉm cười, trong ánh mắt lại có chút biến hóa kỳ lạ. Hai người các con, ở trong thành Vạn Hạp này, có thiếu nữ nhà ai mà sánh nổi với các con, nếu như ngay cả các con mà Dương Quá đại nhân cũng chướng mắt nữa thì sợ là mắt nhìn của hắn còn cao hơn cả trời rồi. Hoàng Chí Lương nói, cha, chuyện này để sau hãy nói, nhất định không được nhắc tới trước mặt Dương Quá đại nhân. Hoàng Đan nói, ta biết mà, con đi mau đi, gần đây cũng phải cẩn thận đề phòng đám người Cao gia, Vạn gia và Ứng gia một chút. Hoàng Chí Lương nói, Hoàng Đan gật đầu. Lập tức rời khỏi tiểu sảnh, Dương Quá đại nhân muốn ghi danh tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, nàng đương nhiên phải tự tay sắp xếp. Lục Lâm Thiên bế quan, thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này ở bên trong thành Cự Giang Bao La cũng vì sự kiện diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả toàn đại lục sắp diễn ra mà bắt đầu náo nhiệt lên tới mức khủng bố. Thành Cự Giang, vốn là địa thương vô cùng đặc biệt trong toàn bộ đại lục, đây là một tòa thành cực lớn, lưu lượng người ra vào tấp nập. Đủ để so sánh với bất kỳ tòa thành lớn nào của đại lục, nơi này vô cùng phồn hoa và náo nhiệt, cũng hỗn loạn chẳng kém, nơi này không có đúng hay sai, tất cả đều phải dựa vào thực lực để chứng minh là mình đã đúng. Thời gian ngắn gần đây, bên trong thành Cự Giang, dòng người qua lại trên phố đặc biệt đông đúc rộn ràng, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt, đếm sơ sơ cũng phải có mấy vạn người tràn vào thành Cự Giang này, đều là tới để xem trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi. Đám đệ tử trẻ tuổi của tứ các tứ đảo, Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không xem thường, ai mà biết liệu sẽ xuất hiện thứ gì hay không, tam tông tứ môn có mấy người Nguyên Nhược Lan, Vân Hồng Lăng, trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì có Gia Cát Tử Vân có thực lực không yếu, người của tứ các tứ đảo đương nhiên cũng sẽ không tệ, còn có Lam Thập Tam và Thánh Nữ của Thiên Địa Các, nếu như hai người kia cũng tham gia thì phỏng chừng lại càng khó đối phó hơn nữa. Cuối cùng, trong đầu Lục Lâm Thiên lại nhớ tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Không biết lần này, lăng thanh của Linh Vũ Giới có xuất hiện hay không, cô gái này 3 năm trước đã là vũ xuất cửu trọng rồi, thân là vũ giả ngũ hệ, lại thêm thân phận của cô ta ở Linh Vũ Giới,
nhất định sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất của linh vũ giới, thực lực của cô ta hiện tại khỏi nghĩ cũng biết. Nghĩ một hồi mới bắt đầu dừng lại, Lục Lâm Thiên cũng chính thức tiến nhập vào trong tu luyện, đã nói trước với người của Hoàng gia là không có việc gì thì không được tới quấy rầy mình tu luyện, mình cũng đã bố trí một đạo cấm chế, cho nên Lục Lâm Thiên cũng yên tâm, người của Hoàng gia chắc là cũng không tùy tiện tới đây quấy rầy mình làm gì đâu. Bên trong một đại sảnh khác ở Hoàng gia, lúc này ba cha con Hoàng gia đang ngồi đó, Hoàng Chí Lương nói với hai cô con gái. Đan Nhi, Hân Nhi, đã an bài xong cho Dương Quá đại nhân chưa? Cha cứ yên tâm, đã an bài xong hết rồi. Hoàng Đan nói, vừa rồi cả hai người các nàng đã tự mình sắp xếp xong hết mọi chuyện. Không ngờ Dương Quá đại nhân này còn chưa tới tuổi nhi lập, đúng là khiến ta không thể tin nổi. Hoàng Chí Lương khẽ thở dài, lập tức nói. Đan Nhi, vậy con hãy nhanh đi giúp Dương Quá đại nhân an bài chuyện báo danh đi thôi. Theo như con được biết thì Dương Quá đại nhân vốn là trưởng lão của Thiên Địa Các, muốn ghi danh cũng không phiền toái. Hoàng Đan nói, con sẽ phái người đi sắp xếp là được, sẽ không có phiền toái gì đâu. Lần này nhất định phải làm cho tốt, Đan Nhi, con có hiểu ý của cha hay không? Hoàng Chí Lương nói vẻ thấm thía nhìn con gái của mình. Cha, con hiểu rõ. Hoàng Đan ngước mắt nói. Đan Nhi, con vốn khéo léo hiểu lòng người, hai năm qua, Hoàng gia trong tay con lại mở rộng thêm không ít, mà cha thì chỉ có hai đứa con gái là con và Hân Nhi. Hoàng gia không có ai kế tục, lại thêm thực lực của cha, mặc dù là vũ xuất, nhưng cây to đón gió, ở thành Vạn Hạp này có không ít kẻ luôn rình mò Hoàng gia chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ, cho nên, chúng ta phải. Hoàng Chí Lương nói với Hoàng Đan. Trước kia con ở Vạn Tượng Môn, đúng là có không ít kẻ cố kỵ Vạn Tượng Môn, nhưng bây giờ, Hoàng gia chúng ta đã không còn chỗ để dựa vào nữa, thân là người đứng đầu gia tộc, cả tộc Hoàng gia chúng ta cũng có mấy ngàn người. Ta không thể không suy nghĩ cho cả gia tộc. Cha à, nhưng nếu muốn Dương Quá đại nhân gia nhập Hoàng gia chúng ta thì sợ là rất khó. Suy nghĩ của phụ thân, Hoàng Đan sao có thể không biết được, hy vọng Hoàng gia lần này có thể được Dương Quá đại nhân giúp đỡ, nếu như cuối cùng Dương Quá đại nhân có thể ở lại Hoàng gia, đối với Hoàng gia mà nói thì sẽ an rất không lo gì, đám người có ý nghĩ muốn động tới Hoàng gia bên trong thành Vạn Hạp cũng sẽ không dám lộn xộn nữa. Gần đây người của Cao gia cứ một mực gây áp lực cho Hoàng gia chúng ta, sau lưng sợ là còn có đám người Vạn gia và Ứng gia âm thầm hợp mưu, chúng ta phải mau nghĩ cách đối phó mới được, tên nhị thế tổ của Trần gia con cũng chướng mắt, Cao gia cũng chẳng tốt lành gì hơn, ta cũng không muốn nhìn thấy con gả vào Cao gia. Hoàng Chí Lương khẽ thở dài. Cho dù con có vào Cao gia đi chăng nữa thì sợ là mục tiêu của Cao gia vẫn là muốn chiếm đoạt Hoàng gia chúng ta, chỉ hận con không phải nam nhi, có nhiều điều không tiện. Bằng không, cần gì phải sợ Cao gia, Ứng gia, Vạn gia gì kia chứ? Trong mắt của Hoàng Đan bắt đầu lóe ra hàn quang, nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đan Nhi, con cảm thấy Dương Quá đại nhân thế nào? Hoàng Chí Lương nhìn qua nữ nhi, ánh mắt liền ngưng trọng lại, hỏi với chút thâm ý. Ý của cha là gì? Lấy sự thông minh tài trí của Hoàng Đan, đương nhiên có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng của cha mình rồi. Tuổi tác của Dương Quá đại nhân cũng vừa hợp, lại từng cứu mạng cả con và Hân Nhi, nếu một trong hai người các con có ai đó có thể giữ được Dương Quá đại nhân lại, về tư, Hoàng gia chúng ta từ nay về sau không cần phải lo lắng gì nữa, về công, hai người các con tìm được chỗ quy túc tốt, ta cũng thấy yên lòng. Hoàng Chí Lương nói lời thấm thía, xong liền đưa mắt nhìn về phía Hoàng Hân. Hân Nhi, ý con ra sao? Hoàng Hân lúc này lại đang đứng thẫn thờ đờ người ra. Không biết đang nghĩ tới chuyện gì, cuộc đối thoại của đại tỷ và cha mình, lại không nghe được một chữ nào, cuối cùng nghe thấy phụ thân gọi, mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nói. Phụ thân, người kêu con có chuyện gì sao? Nhà đầu con thật là. Hoàng Chí Lương nhìn nữ nhi một cái, tiểu nữ nhi này kể từ sau khi trải qua chuyện bị trúng độc thì lại càng khiến ông thương yêu thêm vài phần. Cha, những chuyện thế này, cho dù con và muội muội có nguyện ý đi chăng nữa. Chỉ sợ Dương Quá đại nhân chướng mắt chúng con mà thôi. Hoàng Đan mỉm cười, trong ánh mắt lại có chút biến hóa kỳ lạ. Hai người các con, ở trong thành Vạn Hạp này, có thiếu nữ nhà ai mà sánh nổi với các con, nếu như ngay cả các con mà Dương Quá đại nhân cũng chướng mắt nữa thì sợ là mắt nhìn của hắn còn cao hơn cả trời rồi. Hoàng Chí Lương nói, cha, chuyện này để sau hãy nói, nhất định không được nhắc tới trước mặt Dương Quá đại nhân.
Hoàng Đan nói. Ta biết mà, còn đi mau đi, gần đây cũng phải cẩn thận đề phòng đám người Cao gia, Vạn gia và Ứng gia một chút. Hoàng Chí Lương nói. Hoàng Đan gật đầu, lập tức rời khỏi tiểu sảnh, Dương Quá đại nhân muốn ghi danh tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, nàng đương nhiên phải tự tay sắp xếp. Lục Lâm Thiên bế quan, thời gian cứ chậm rãi trôi qua, lúc này ở bên trong thành Cự Giang Bao La cũng vì sự kiện diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả toàn đại lục sắp diễn ra mà bắt đầu náo nhiệt lên tới mức khủng bố. Thành Cự Giang, vốn là địa thương vô cùng đặc biệt trong toàn bộ đại lục, đây là một tòa thành cực lớn, lưu lượng người ra vào tấp nập, đủ để so sánh với bất kỳ tòa thành lớn nào của đại lục, nơi này vô cùng phồn hoa và náo nhiệt, cũng hỗn loạn chẳng kém, nơi này không có đúng hay sai, tất cả đều phải dựa vào thực lực để chứng minh là mình đã đúng. Thời gian ngắn gần đây, bên trong thành Cự Giang, dòng người qua lại trên phố đặc biệt đông đúc rộn ràng, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt, đếm sơ sơ cũng phải có mấy vạn người tràn vào thành Cự Giang này, đều là tới để xem trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi. Hoàng Chí Lương lập tức trách cứ một chút. Gia chủ, không ổn rồi, người của Cao xông vào rồi. Ngay lúc Hoàng Chí Lương vừa dứt lời thì bên ngoài đại sảnh đã có một đệ tử Hoàng gia vội vàng xông vào bẩm báo, vẻ mặt thì vô cùng hoảng loạn. Hoàng Cai, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Chí Lương lập tức hỏi tên đệ tử Hoàng gia này. Gia chủ Cao gia đã tới đây, muốn xông vào Hoàng gia, còn đả thương mấy người bọn tiểu nhân ở ngoài cửa. Tên đệ tử Hoàng gia này vội trả lời. Hay cho Cao gia, mau theo ta ra xem. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương lạnh đi, lời vừa dứt thì đã rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài Hoàng gia lúc này đã có không ít người tụ tập lại xung quanh để xem náo nhiệt. Mà ở đại môn của Hoàng gia lúc này, có mấy đệ tử Hoàng gia đều mang thương tích trên người đứng ở một bên, miệng còn vương vết máu, ai cũng tức giận, nhưng cũng tự biết mình không phải đối thủ của đối phương. Lúc này, bên ngoài Hoàng gia cũng có chừng vài trăm thất thiết kỵ đang đứng chỉnh tề, một cỗ khí tức lăng lệ lập tức lan ra, đám người trên lưng ngựa ai nấy đều thống nhất mặc trưởng bào, trên lưng ngựa có dắt theo trưởng thương màu đen, nhìn thấy cách ăn mặc này, đám người trong thành Vạn Hạp đều biết rõ. Đây chính là Hắc Phong vệ của Cao gia trong thành Vạn Hạp, là thực lực tinh nhuệ nhất của Cao gia. Đám Hắc Phong vệ này tổng cộng có hơn 300 người, nhưng cũng đừng nên xem thường 300 người này, có phần nửa trong đây đều là vũ phách, còn lại thì cũng đều là vũ sư cao giai cả. Lúc này đứng trước đội Hắc Phong vệ này lại có hơn 10 người đang đứng, mỗi người đều có tu vi vũ tướng, bên trong thành Vạn Hạp này, thực lực cũng không phải là yếu, hai người đứng trước tiên, ai cũng đều biết mặt. Một người là gia chủ Cao gia Cao Trình Vi, một người chính là con của hắn Cao Bộ Vĩ, nhất cử nhất động lần này của Cao gia đương nhiên đã bị không ít người dõi mắt ngó theo. Cao gia ở thành Vạn Hạp cũng là một trong tứ đại gia tộc bao gồm Hoàng gia, Ứng gia, Vạn gia và Cao gia. Nghe nói gần đây thiếu gia Cao gia cứ liên tục cầu hôn với Hoàng gia, nhưng luôn bị Hoàng gia kiếm cớ cự tuyệt, chắc là sợ bị mất mặt cho nên muốn tới gây sự. Ngươi thì biết cái gì? Cao gia này sợ là muốn lấy cả tài lẫn sắc đó, hai vị tiểu thư Hoàng gia đều là mỹ nữ, khiến người ta nhìn thấy liền ngứa ngáy trong lòng, Cao gia này ngoại trừ muốn lấy được người ra, còn không muốn bỏ qua cơ hội nuốt trọn Hoàng gia nữa. Phỏng chừng đây chỉ là cái cớ Cao gia nghĩ ra để tiện ra tay với Hoàng gia mà thôi. Lúc mọi người đứng nhìn đang mãi bàn luận thì bên trong Hoàng gia có một đám người đi ra, người dẫn đầu đúng là gia chủ Hoàng Chí Lương của Hoàng gia, phía sau còn có Hoàng Đan, Hoàng Hân. Mấy vị trưởng lão của Hoàng gia cùng với một đám đệ tử, người của Hoàng gia vừa đi ra thì không khí lập tức trở nên căng thẳng như dương cung bạt kiếm. Hóa ra là Hoàng huynh, thật là thất lễ, vừa rồi đám người trong tộc không hiểu chuyện, đã thương người của Hoàng gia, kính xin Hoàng huynh thứ lỗi cho, tiền thuốc men này Cao gia ta xin trả đủ. Nhìn thấy Hoàng Chí Lương, tên gia chủ Cao gia Cao Trình Vi này lập tức nói ngay, bất quá khí thế của hắn thì vẫn cứ hung hăng vênh váo như cũ. Mà lúc này bên cạnh Cao Trình Vi chính là tên Cao Bộ Vĩ tuổi chừng 30, thân hình gầy gò nhìn qua có chút hèn mọn bỉ ổi. Đối với kẻ này, cả thành Vạn Hạp này có rất nhiều người biết, toàn bộ Cao gia này từ lớn tới nhỏ, cơ hồ đều đêm đêm sinh ca, ngày ngày đắm chìm trong nơi bướm hoa, cho nên thể cốt đã sớm phế hết cả rồi. Lúc này tên Cao Bộ Vĩ kia nhìn thấy tỉ muội Hoàng gia thì ánh mắt liền sáng lên nhìn chằm chặp không rời mắt, tỉ muội Hoàng gia. Đây chính là đối tượng mấy năm nay hắn hằng ao ước, ngay cả tối hôm qua khi lên giường với Tiểu Đào ở Di Hồng Viện, hắn cũng tưởng tượng bộ dạng của nàng ta thành bộ dạng của Hoàng Đan, nếu như thật sự có ngày đè được tỉ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân dưới thân,
thì sẽ là chuyện sung sướng cỡ nào chứ? Nhìn thấy ánh mắt dâm tà của Cao Bộ Vĩ, hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ chán ghét, sau đó nhìn qua nơi khác, đối với loại người này, chỉ có thể lờ đi xem như không thấy. Cao Trình Vi, người đã thương người của Hoàng gia ta, chẳng lẽ lại muốn xong nhẹ nhàng như vậy? Hoàng Chí Lương quát lên một tiếng, nhờ mắt đảo qua thương thế của mấy tên đệ tử Hoàng gia, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, nguyên nhân bên trong, tự bản thân Hoàng Chí Lương cũng biết rõ. Hừ, Hoàng Huynh, người đây là cố ý muốn khó dễ ta chứ gì, lần trước Cao gia ta tới Hoàng gia của ngươi cầu hôn, Hoàng gia của ngươi cứ ba lần bảy lượt kiếm cớ chối từ, đây là xem thường Cao gia ta chứ gì, hôm nay lại còn muốn gây khó dễ cho ta, Hoàng Huynh ngươi nói xem, rốt cuộc là ngươi muốn gì đây, cả Cao gia sẽ tiếp ngươi. Ánh mắt của Cao Trình Vi thu lại, trên gương mặt đầy những nếp nhăn rúm lại với nhau, trong mơ hồ để lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm, người này tu vi cũng tới vũ xuất tứ trọng, thực lực không hề yếu chút nào. Hay cho Cao gia, Cao Trình Vi, ngươi cũng đừng có mà già mồm át lẽ ở đây, ai mà không biết dã tâm của Cao gia các ngươi, Cao gia các ngươi đưa ra lời cầu thân với Hoàng gia ta, mục đích là gì khỏi nghĩ cũng biết, rõ là muốn chiếm đoạt Hoàng gia của ta, bớt có kiếm chuyện làm cớ đi. Bằng nhi tử của ngươi, có điểm nào xứng với hai nữ nhi của ta cơ chứ? Hoàng Chí Lương lúc này cũng tức giận mắng lại với khí thế không kém. Hừ! Cao Trình Vi hừ lạnh một tiếng, nhìn vào nhi tử đứng bên cạnh, cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những gì đứa nhi tử này làm, thân là người làm cha như hắn, sao mà không biết được, bất quá lúc này không phải thời điểm thích hợp để dạy dỗ nhi tử, dù sao đi nữa thì hắn chỉ có một nhi tử mà thôi, cũng không dạy dỗ được nữa. Đã sớm bỏ mặc không quản rồi. Hoàng Chí Lương, hôm nay ta nói với ngươi lần cuối cùng, Cao gia ta cầu thân với Hoàng gia ngươi, ngươi có đồng ý hay là không, nếu như ngươi không xem Cao gia ta ra gì thì cũng đừng trách ta đây không khách khí. Lời vừa dứt, tên Cao Trình Vi này lập tức bước ra một bước, theo một bước này bước ra, chân khí tuôn trào, mặt đất cũng bị dạn nứt, một cỗ khí thế đáng sợ lan tràn, khiến hư không ngưng tụ. Làm cho một ít đệ tử có tu vi không đủ cao trong Hoàng gia lúc này liền bị nhận lấy một cỗ áp chế vô hình, có không ít người thực lực quá kém thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hừ, Cao Trình Vi, Hoàng gia ta cũng không phải hạng dễ ức hiếp. Ngay khi Cao Trình Vi kia bộc phát khí thế thì ánh mắt của Hoàng Chí Lương cũng phát lãnh, chân dẫm mạnh lên đất, chân khí run run, tu vi cũng đồng dạng là vũ xuất tứ trọng, lập tức có một cỗ khí thế vô hình chuyển động rồi lan ra nhanh như chớp dưới bàn chân. Mặt đất rung chuyển, một cỗ khí thế mênh mông nháy mắt cũng lan ra, ngăn cản khí thế của Cao Trình Vi, đồng thời còn khiến cho hơn trăm tên hắc phong vệ kia hơi chút hỗn loạn lên. Hoàng Chí Lương kia, ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hay sao? Sắc mặt của Cao Trình Vi hơi đổi, giống như hắn ta không thể ngờ là Hoàng gia vẫn cứ cậy mạnh như vậy, cũng chỉ có thể dùng tới chiêu cuối cùng mà thôi. Cao gia của ngươi dám rộng tới Hoàng gia của ta, thì cần phải trả giá rất đắt. Ánh mắt của Hoàng Chí Lương trở nên ngưng trọng, thân là người đứng đầu Hoàng gia, lúc này há lại có thể lùi bước được, nếu như lùi bước sẽ chỉ khiến đối thủ có cơ hội mà chèn ép thêm, có lẽ bởi vì thành Vạn Hạp khá gần thành Cự Giang, cho nên dẫu từ trước tới nay thành Vạn Hạp là địa bàn của Hắc Sát Giáo, bất quá tác phong trong thành lại có chút giống với thành Cự Giang, hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện, phân tranh bên trong thành, chỉ cần không ảnh hưởng gì tới Hắc Sát Giáo thì Hắc Sát Giáo cũng sẽ không quản tới làm gì. Ha ha, tất cả mọi người đều ở đây à? Đúng lúc Hoàng Chí Lương vừa mới nói dứt lời thì bên trong Hoàng gia có một đạo thân ảnh vận trường bào màu xanh vô thanh vô tức xuất hiện, ấy vậy mà không có bất kỳ ai phát hiện ra, sau đó lướt nhanh tới bên cạnh Hoàng Chí Lương. Tất cả những chuyện vừa rồi, Lục Lâm Thiên đang ở bên trong Hoàng gia, đương nhiên là đã nhìn thấy hết tất cả, lướt mắt nhìn qua Hoàng Chí Lương, cảm thấy hơi kinh ngạc, người này hóa ra cũng có một thân ngạo cốt như vậy. Dương Quá đại nhân, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Có chuyện gì vậy? Lục Lâm Thiên quét mắt nhìn qua đám người Cao gia, biết rõ còn cố hỏi. Dương Quá đại nhân, Cao gia này có mưu đồ với Hoàng gia của ta, còn muốn ép hôn Đan Nhi, hiện tại đang muốn động thủ với Hoàng gia của ta. Hoàng Chí Lương nói, hừ, các hạ là ai, đây là chuyện của Cao gia và Hoàng gia ta. Nếu như các hạ chỉ là người ngoài thì tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào, sợ là nếu như các hạ có nhúng tay vào thì cũng chẳng cứu nổi Hoàng gia đâu. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện,
cảm giác được trên người của thân ảnh thần bí mang mặt nạ này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức dao động nào, nhưng có thể xuất hiện một cách vô thanh vô tức như vậy. Cao Trình Vi này thân là vũ xuất tứ trọng, cũng không phải kẻ yếu, nên cũng có thể cảm giác được chút ít. Hơn nữa vừa rồi nghe được cái tên Dương Quá kia, có cảm giác hình như cũng hơi quen quen. Ta là ai thì ngươi có biết cũng vậy, bất quá hôm nay ta sẽ bảo vệ hoàng gia chắc rồi, các ngươi có thể cút đi. Đúng là kẻ càn rỡ ngông cuồng, ở đây chính là thành Vạn Hạp, ngươi muốn chết đúng không? Tên Cao Bộ Vĩ đứng kế bên Cao Trình Vi nhìn thấy vẻ tôn kính của tỷ muội hoàng gia dành cho người đeo mặt nạ này thì lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng, lúc này biết rõ người nọ tới để gây khó dễ không cho mình chiếm được tỷ muội hoàng gia, liền nhịn không được mà lên tiếng chửi mắng. Một tên vũ phách nho nhỏ mà cũng dám làm càn trước mặt bản sát. Lục Lâm Thiên cười lạnh, cái tên quỷ sát Dương Quá này bản thân hắn lại cảm thấy khá thích. Lời vừa dứt thì lập tức vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Suy. Trong nháy mắt tiếp theo, trong không gian truyền tới một thanh âm trầm đục, trong nháy mắt khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đợi lúc mọi người nghe được thanh âm này rồi thì chỉ thấy Cao Bộ Vĩ đã trực tiếp bị thân ảnh đeo mặt nạ vận áo bào xanh kia túm lấy đầu, tốc độ này chẳng khác nào thuấn di, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh màu xanh nhàn nhạt như có như không xẹt qua mà thôi. Mau thả nhi tử của ta ra, bằng không thì ngươi đừng hòng rời khỏi thành Vạn Hạp. Nhìn thấy một màn này, Cao Trình Vi cũng kinh hãi vô cùng, lập tức quát lớn, thực lực của đối phương dường như đã tới trình độ rất mạnh rồi, ngay cả hắn cũng không đủ sức để ra tay được, đứa nhi tử đứng kế bên nháy mắt đã rơi vào tay đối phương. Một chiêu đã bắt được nhi tử của Cao Trình Vi đang đứng ngay bên cạnh hắn khiến cho đám người đứng xem và cả người của hoàng gia đều vô cùng kinh ngạc. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn uy hiếp ta sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Cao Trình Vi. Linh lực trong tay đột nhiên tuôn trào dữ dội. Rốp! Chỉ nghe một tiếng xương cốt gãy nát vang lên giòn tan, trong nháy mắt tiếp theo, Cao Bộ Vĩ ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra thì đầu đã lìa khỏi cổ, lập tức có một cột máu phun ra. Hô! Một màn huyết tinh này khiến cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi, người này không ngờ lại thật sự giết chết đại thiếu gia của Cao gia chính là bá chủ một phương bên trong thành Vạn Hạp này, ai cũng không dám trêu vào. Đám người của hoàng gia hình như cũng không ngờ là Lục Lâm Thiên sẽ trực tiếp giết chết đại thiếu gia Cao gia, chỉ có Hoàng Đan là ngước mắt lên nhìn, nàng biết rõ, so với những gì mà quỷ sát Dương Quá từng làm ở thành Cự Giang thì giết chết một tên nhị thể tổ của Cao gia như vậy thì đã là cái gì. Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi nhất định sẽ không thể rời khỏi thành Vạn Hạp được, Cao gia ta hôm nay nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu. Nhìn thấy nhi tử của mình bị giết thảm như vậy, hắn tức giận tới mức này cũng dễ hiểu, không chút do dự, chỉ thấy lòng bàn chân của hắn lóe lên bạch quang, thân ảnh của hắn nhanh chóng lướt tới với tốc độ chẳng khác nào thuấn di, một cỗ chân khí phong thuộc tính bàng bạc tuôn ra dữ dội, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh binh khí có hình dạng kỳ lạ như một cái móc câu, kình lực phá không trực tiếp khiến cho không gian phía trước thanh binh khí này xuất hiện một vòng quang hồ nhàn nhạt, vang lên tiếng vù vù không ngớt. Nhìn tên Cao Trình Vi đang nhào tới, cảm thụ được kình phong lướt qua mặt, Lục Lâm Thiên chỉ khẽ cười nhạt một cái rồi lại khẽ thở dài, sau đó lập tức giơ tay phải ra, năm ngón tay siết lại, một đạo chảo ấn cứ thế mà hình thành, trong nháy mắt tiếp theo, đạo chảo ấn này lập tức lao ra dữ dội, dùng một loại tư thái lặng lẽ không chút tiếng động nào, trực tiếp nện lên người của Cao Trình Vi, phía trước đạo quyền ấn, mấy chục thước không gian trực tiếp bị bẻ cong. Suy suy, trong vẻ mặt kinh ngạc đến há hốc mồm của tất cả mọi người, Cao Trình Vi bị đánh cho văng ra xa rồi rơi xuống, không gian chung quanh chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp bị ngưng động lại, thân thể khựng lại giữa không trung, cư nhiên không cách nào cử động được, khí thế bàng bạc của hắn lúc này đã hoàn toàn bị phong tỏa, không hề có sức phản kháng. Ngươi là Linh Vương, ngươi không ngờ lại là Linh Vương. Lúc này, chân khí trên người đã hoàn toàn bị ngưng cố, không gian bị phong tỏa, Cao Trình Vi đưa mắt nhìn thân ảnh mặc áo bào xanh ở phía dưới. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng đột nhiên có một nỗi sợ hãi vô cùng tràn ngập, có thể làm được khống chế không gian thế này thì cũng chỉ có Linh Vương và Vũ Vương mới có thể làm được mà thôi, đối phương không ngờ lại là cường giả Linh Vương. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, ai dám động tới Hoàng gia thì sẽ có kết cục tương đương với Cao gia. Thanh âm của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trong không khí, năm ngón tay hơi miết lại, trên không trung lập tức truyền ra một tiếng xé gió trầm đục. Rầm rầm. Đạo chảo ấn kia bẽ gãy không gian, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung,
thân thể vũ xuất tứ trọng của Cao Trình Vi lúc này cũng trực tiếp bị nghiền nát trong không gian, hóa thành một mảnh huyết vũ bắn khắp nơi phía ngoài cửa của hoàng gia. Vũ xuất tứ trọng, tựa như hoàn toàn không có sức đánh trả, đã trực tiếp bị đánh chết. Vũ xuất tứ trọng, ở trong thành Vạn Hạp tuyệt đối có thể coi là cường giả đỉnh cấp rồi, dù sao đi nữa thì thành Vạn Hạp cũng không lớn được bằng thành Cự Giang, không có được nhiều vũ vương và linh vương như vậy. Bên trong thành Vạn Hạp này, vũ xuất và linh xuất cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lần này một tên vũ xuất cao cao tại thượng cư nhiên bị một chiêu đánh chết như vậy. Linh vương, đó là cường giả linh vương. Dương Quá, ta nhớ ra rồi, chính là quỷ sát Dương Quá 2 năm trước đã đại náo Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn ở thành Cự Giang, còn giết chết không ít vũ xuất linh xuất, còn có cả linh vương và vũ vương nữa. Không ngờ lại là người này, nghe nói người này huyết tinh ác độc, ra tay không hề lưu tình chút nào, không ngờ lại là thật, Cao gia này cũng xui xẻo thật, tự nhiên đụng phải quỷ sát Dương Quá. Ai mà biết được quỷ sát Dương Quá cư nhiên lại ở hoàng gia, nếu như biết được thì có cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám tới đây để trêu chọc hoàng gia, ngay cả Vạn Tượng Môn và Tuyệt Linh Tông của thành Cự Giang còn không làm gì được vị quỷ sát Dương Quá này nữa là. Trong tiếng bàn tán của mọi người, đám người hoàng gia lúc này cũng cứng họng một hồi, cả đám trợn mắt há mồm. Hiện tại bọn họ mới biết được, hóa ra tên Dương Quá này đã đạt tới tu vi linh vương. Hoàng Đan mỉm cười, hơn 2 năm trước, Dương Quá đại nhân đã dám chống lại cả Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn rồi, có là linh vương đi nữa không chẳng có gì là lạ hết. Hoàng Đan tiểu thư, chuyện giúp ta báo danh không biết đã giải quyết xong xuôi chưa? Đánh chết một tên vũ xuất tứ trọng, lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên không có bất kỳ biểu lộ nào, vũ xuất tứ trọng, giơ tay một cái là có thể dùng được. Mình hiện tại đã không phải là thiếu niên chỉ cần nhìn thấy vũ xuất cũng cảm thấy ngưỡng mộ nữa. Đều đã sắp xếp xong xuôi, ngay cả khách điếm cũng đã chuẩn bị xong, Dương Quá đại nhân vốn là trưởng lão của thiên địa các, người của chúng ta chỉ vừa nhắc tới thì lập tức đâu vào đấy ngay. Hoàng Đan nói, ngày hôm qua người từ thành Cự Giang trở về bẩm báo đã lo chuẩn bị xong hết, ngay cả mấy việc như khách điếm cũng đã được an bài thỏa đáng. Người vất vả rồi. Lục Lâm Thiên nói. Dương Quá đại nhân đã khách khí rồi, đa tạ Dương Quá đại nhân đã ra tay giúp đỡ, đa tạ. Hoàng Đan thi lễ rồi nói với vẻ cảm kích, có quỷ sát Dương Quá xuất thủ giúp hoàng gia, thì nguy cơ của hoàng gia hẳn là đã được giải trừ, ứng gia và vạn gia chắc chắn sẽ không dám lộn xộn nữa, cái chết của Cao Trình Vi cũng không đủ gây nên tai họa gì. Chỉ là tiện tay mà thôi, sau này các vị cũng đừng gọi ta là Dương Quá đại nhân nữa, cứ gọi Dương Quá là được rồi. Lục Lâm Thiên nói, không dám, sao ta có thể trực tiếp gọi đại danh của ân nhân được, sau này ta cứ gọi ân nhân là Dương Quá tiên sinh đi vậy. Hoàng Chí Lương lúc này cũng đã phục hồi lại tinh thần, lập tức đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, biết rõ người đứng trước mặt mình không ngờ lại là cường giả linh vương, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại được, chưa tới 30 tuổi đã là linh vương, với thiên phú cỡ này, hắn biết ngay là tiền đồ sau này khó mà lường được. Tùy các ngươi. Vậy ta đi trước đây. Lục Lâm Thiên nói. Dương Quá đại. Hoàng Đan lập tức lên tiếng, rồi lại đổi giọng nói. Dương Quá tiên sinh, người đi tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, cũng không thể chỉ tới có một mình được, để cho chúng ta đi theo cùng ngươi có được không? Dù sao chúng ta cũng là tới xem náo nhiệt, đi theo bên cạnh Dương Quá đại nhân, biết đâu cũng có thể giúp Dương Quá đại nhân chuẩn bị vài việc vặt. Dương Quá tiên sinh, để cho chúng ta đi cùng ngươi được không? Hoàng gia ta mặc dù nhỏ, bất quá cũng có thể trợ uy giúp Dương Quá tiên sinh phần nào mà. Hoàng Chí Lương nói. Dương Quá tiên sinh, ta cũng muốn tới thành Cự Giang xem náo nhiệt, để bọn ta theo cùng đi. Hoàng Hân đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên, người ít nói chuyện như nàng mà cũng mở miệng năn nỉ, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Vậy được rồi. Lục Lâm Thiên có chút do dự, nhưng ngay sau đó lại gật đầu đồng ý. Sau một lát. Bên trong hoàng gia có một con yêu thú phi hành lục giai phóng thẳng lên trời, nháy mắt đã biến mất ở giữa không trung. Đây là một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ mà Lục Lâm Thiên đã mang ra từ trong huyền thiên bí cảnh. Thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng không tiện lộ diện, Lục Lâm Thiên đành phải gọi ra một con yêu thú phi hành lục giai sơ kỳ bên trong không gian thú nang ra để thay thế. Nhìn thấy con yêu thú lục giai sơ kỳ này, trong hoàng gia, ai cũng đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sau khi đánh chết cha con nhà họ Cao xong, Hoàng Chí Lương có muốn tới thành Cự Giang đi nữa thì đám trưởng lão trong hoàng gia lần này cũng chẳng dám nói thêm gì nữa. Bên ngoài hoàng gia,
Đám người Cao gia sau khi phục hồi lại tinh thần thì lập tức run rẩy đưa thi thể của đại thiếu gia trở về, gia chủ đã bị biến thành huyết vũ, đã sớm thi cốt vô tổn rồi. Bầu trời yên bình, trên lưng của yêu thú phi hành có mấy chục người đang ngồi, muốn trong vòng 5 ngày để tới thành Cự Giang thì tốc độ của yêu thú phi hành của Hoàng gia không đủ, đành phải cưỡi yêu thú phi hành của Lục Lâm Thiên. Lần này Hoàng gia cũng có hơn vài chục đệ tử có thực lực không tệ đi theo, Hoàng Chí Lương cũng tự mình đi theo, trên đường đi cũng luôn miệng cảm tạ vì lúc nãy Lục Lâm Thiên đã ra tay giúp đỡ. Trên lưng của yêu thú phi hành, Lục Lâm Thiên hàn huyên cùng mọi người vài câu liền bắt đầu linh kỹ tiếp, đám người của Hoàng gia đương nhiên là không dám quấy rầy, chỉ có hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân là thi thoảng vẫn cứ vô thức đưa mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vận áo bào xanh kia. Bên trong thành Cự Giang, theo ngày diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả ngày càng cận kề, thế lực từ các nơi ùa vào tấp nập, cả thành Cự Giang bây giờ chính là cường giả như mây, trình độ phồn hoa cũng đạt tới đỉnh phong. Bên trong một đình viện u tĩnh, trong một căn phòng được bày trí tinh xảo, một nữ tử yêu nhã vận cẩm bào tím nhạt đang tĩnh tọa, thần thái chắc tuyệt phong tư tựa thiên tiên, sợ là bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng phải mất hồn lạc phách, đây chính là thánh nữ Tử Yên của thiên địa các. Tử Yên, ngày mai là diễn ra trận tranh tài của thập đại cường giả thế hệ trẻ tuổi rồi, chờ mong lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được rồi. Trong phòng nhỏ, Lam Thập Tam phất tay áo nhẹ nhàng ngồi xuống. Sao ngươi lại mong chờ trận tranh tài thập đại cường giả này như vậy? Tử Yên khẽ hỏi, cười nhẹ một tiếng, đủ để khuynh thành. Ta rất muốn biết, chúng ta so với toàn bộ thanh niên trẻ tuổi trên đại lục thì có trình độ tới mức nào, chỉ có biết rõ rồi thì ta mới có thể an tâm mà tiếp tục bế quan tu luyện được. Lam Thập Tam nói, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm kia, ý cười nơi khóe môi đủ để khiến nữ tử trong thiên hạ si mê. Tất cả người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tam tông tứ môn, còn có người của tứ các tứ đảo đều tới, ta vừa nhận được tin, vị lăng thanh của linh vũ giới nào đó mà ngươi chờ mong cũng đã tới thành Cự Giang rồi. Tử Yên nói, a, vũ giả ngũ hệ, sợ là lần này cũng chỉ có nàng ta mới có thể đánh một trận với ta. Lam Thập Tam nói, nghe nói Nguyên Nhược Lan của thiên kiếm môn vừa mới xuất quan, còn là đi ra từ kiếm chủng của thiên kiếm môn, nhất định là đã lấy được truyền thừa của cường giả trong môn rồi. Cộng thêm thiên phú vũ giả tứ hệ, thực lực của nàng ta lúc này tuyệt đối cũng sẽ không yếu. Tử Yên nói, kiếm chủng của thiên kiếm môn. Lam Thập Tam nhếch môi mỉm cười, lập tức nói. Chỉ là không biết Nguyên Nhược Lan này nhận được mấy phần chân truyền đây. Ta lấy được tin tức, trong tứ các tứ đảo, đám thanh niên trẻ tuổi lần này đi theo, có không ít kẻ đều có thiên phú không tồi, sợ là cũng sẽ có vài kẻ nổi trội xuất hiện, mấy năm nay tứ các tứ đảo rất ít lộ diện với bên ngoài. Sợ là che giấu cũng sâu hơn. Tử Yên nói xong, liền ngước mắt lên, khẽ nói. Ngươi vừa mới xuất quan, còn có tin tức của hai ngày, ngươi có muốn nghe một chút hay không? À, tin tức khiến ngươi coi trọng, ta đương nhiên là muốn nghe rồi. Lam Thập Tam ngẩng lên, nhìn Tử Yên hỏi, dùng sự hiểu biết của hắn đối với Tử Yên thì những tin tức bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không đặt trong lòng. Tin thứ nhất là lần này trong các cũng có mời Phi Linh Môn. Phi Linh Môn cũng dự thi, người tới là muội muội của Lục Lâm Thiên. Tử Yên nói, muội muội của Lục Lâm Thiên. Lam Thập Tam hơi sửng sốt, dường như cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy vẻ mặt của Lam Thập Tam, Tử Yên liền nói tiếp. Tên là Lục Tâm Đồng, là một vị linh vương nhất trọng còn chưa tới 18 tuổi, đệ tử của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, tu luyện độc công, nghe nói trên người còn có một cái thú hồn xích kim độc chu bát giai. Dẫn theo 6 yêu thú thất giai, 6 vũ vương, cộng thêm 3 linh vương bao gồm cả mình của Phi Linh Môn, trong vòng 2 canh giờ đã huyết tẩy Ma Tâm Cốc, chỉ có cốc chủ Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc là chạy thoát, còn lại đều bị giết chết hết sạch. Linh vương nhất trọng chưa tới 18 tuổi. Sắc mặt của Lam Thập Tam lập tức biến đổi, hỏi ngay. 4 năm trước lúc ngươi tới linh vương nhất trọng thì cũng đã 22 tuổi rồi đúng không? Không sai. Tử Yên gật đầu, lập tức nói. Tin tức thứ hai chính là một tháng trước Huyền Thiên Bí Cảnh lại xuất hiện. Huyền Thiên Bí Cảnh lại xuất hiện, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên đã thoát ra rồi? Ánh mắt của Lam Thập Tam lóe lên, lập tức lẩm bẩm hỏi. Vào đêm, bầu trời bao phủ mặt đất, trăng sáng sao thưa, ngày mai là tới ngày diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả rồi, đêm nay lại là một đêm không ngủ, cả một cái thành Cự Giang lớn như vậy đều vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày.
Bên trong ngôi thành náo nhiệt này, lúc này cũng có một vùng khá yên tĩnh, bên trong một đình viện, có một đạo thân ảnh đang đứng, người này đưa mắt hờ hững nhìn không trung một cái, một cỗ tinh mang nháy mắt bắn ra. Thiếu chủ, lần này ngươi trực tiếp bạo lộ thân phận tham gia trận tranh tài thập đại cường giả, sợ là sẽ có chút phiền toái kéo tới đó. Phía sau lưng thân ảnh đó có hai vị lão giả, mà hai người này, nếu như Lục Lâm Thiên ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là Hắc Ám Thiên Vương và Không Linh Vương. Bên trong thành Cự Giang thì dù ta có để lộ thân phận cũng không ai dám làm gì, thiên địa các và các thế lực khác sợ là cũng đã sớm biết thân phận của ta, lại nói trong giới cũng sắp chính thức lộ diện rồi, không có gì phải sợ cả. Đạo thân ảnh này đúng là Lăng Thanh, có điều lúc này vẫn là nữ giả nam trang mà thôi. Thiếu chủ, lần này linh vũ giới chúng ta tính sẽ chính thức ra mặt, lẽ nào giới chủ đã chuẩn bị xong hết rồi ư? Không Linh Vương hỏi, quanh thân trong lúc vô hình lại có một cỗ khí tức cường hãn lan tràn, thực lực của Linh Vương bát trọng, tuyệt đối là cường giả rất hiếm ai gặp được. Hai vị trưởng lão, có một số việc các ngươi không nên biết thì không cần phải hỏi, nếu cần được biết thì phía trên tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết mà thôi. Hai năm trước bên trong huyền thiên bí cảnh, các ngươi không hề đoạt được thứ gì. Lỗi lầm đó, sau này bên trên nhất định sẽ tính với các ngươi. Ánh mắt của Lăng Thanh quét qua hai người, khiến cho hai người đường đường là cường giả cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Chúng ta tự biết bản thân có tội, xin thiếu chủ tới lúc đó nói giúp cho chúng ta vài câu, sau này thuộc hạ sẽ cúc cung tận tụy với thiếu chủ, tới chết mới thôi. Hai người hành lễ, nghe nói tới việc trong giới sẽ xử phạt là cả hai đều bắt đầu nơm nớp lo sợ. Nếu như các ngươi lấy công chuộc tội thì đương nhiên cũng có thể lấy ưu điểm bù vào khuyết điểm, đợi sau khi trận tranh tài thập đại cường giả kết thúc thì ta sẽ nói cho các ngươi biết nên làm gì. Ánh mắt của Lăng Thanh cũng bắt đầu hòa hoãn một chút. Trận tranh tài thập đại cường giả lần này, lấy thực lực của thiếu chủ, muốn lấy vị trí thứ nhất cũng không khó chút nào. Không Linh Vương nói, các ngươi cho rằng chuyện này đơn giản lắm sao, sinh tử thánh nữ trong thiên địa các tuyệt đối không phải dễ đối phó đâu. Thiên địa các đột nhiên lại tổ chức trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi lần nữa, lại còn vào ngay lúc này, sợ là nhất định không đơn giản chút nào, lần này quan trọng nhất chính là chúng ta phải biết được mục đích thật sự của thiên địa các. Thiếu chủ anh Minh, hai người cúi đầu nói, vị thiếu chủ này cũng không phải là người bình thường, địa vị bên trong giới cũng hết sức quan trọng. Bên trong một tiểu viện khá yên tĩnh, ánh đèn nhu hòa, bên trong thành Cự Giang lúc này, có thể tìm được một chỗ đặt chân như vậy. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Dương Quá tiên sinh, nơi này có hơi nhỏ, mặc dù là khách điếm, nhưng thực tế đây là bí điểm liên lạc của hoàng gia ta ở thành Cự Giang này. Lúc này ở thành Cự Giang rất đông người, muốn tìm được chỗ tốt hơn quả thật là không thể nào, kính xin Dương Quá tiên sinh chớ trách. Bên trong thiên phòng của đình viện này, Hoàng Đan nói với Lục Lâm Thiên. Đoàn người cưỡi yêu thú lục giai, rốt cuộc cũng có thể tới thành Cự Giang kịp lúc. Ngày mai sẽ là thời điểm diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả của thành Cự Giang. Nơi này rất tốt, làm phiền Hoàng Đan tiểu thư rồi. Lục Lâm Thiên nói, tiên sinh chớ khách khí, đây là tất cả những tin tức gần đây nhất ở thành Cự Giang mà tiên sinh cần, tiên sinh cứ tự mình xem đi, ta kể ra lại sợ tốn thời gian của tiên sinh. Hoàng Đan lấy ra từ trong tay không ít ngọc giản tin tức, đều là những tin tức mới nhất của thành Cự Giang gần đây. Sau khi người của hoàng gia đã lui ra hết, Lục Lâm Thiên lập tức bố trí một đạo cấm chế trong phòng, sau đó bên trong không gian thú nang lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thân hình nho nhỏ của Tiểu Long cũng đã bò lên trên vai của Lục Lâm Thiên. Thủ ấn kết xuất, tâm thần thăm dò đi vào, Lục Lâm Thiên bắt đầu xem xét tin tức bên trên mỗi khối ngọc giản, sau một lát mới thu hồi tâm thần. Lão đại, huynh lấy thân phận linh giả đi tham gia trận tranh tài thập đại cường giả này liệu có được hay không? Thân hình của Tiểu Long nhoáng một cái liền biến ngay thành hình người, đôi mắt sáng ngời to tròn xoay chuyển, thực lực của lão đại ở phương diện linh giả này hắn biết rất rõ, so với vũ giả thì ít thủ đoạn hơn rất nhiều. Yên tâm đi, cũng không yếu hơn nhiều lắm, cứ xem trước đã rồi hãy nói. Lục Lâm Thiên đáp lời, về trình độ linh giả, mình chính là linh vương nhất trọng, hiện tại cũng không phải là không có vật đảm bảo, uy lực của huyễn đao trận này cũng không kém hơn một kiện hồn linh khí địa cấp. Mặc dù hiện tại mình còn không thể thúc dục ra được ra uy lực mạnh nhất. Hơn nữa hóa thú linh ấn của mình hiện tại cũng coi như là có chút thành tựu, không linh liệt và cấm hồn linh quyết cũng đều tu luyện thành công, coi như cũng không yếu, huống hồ gì, bản thân mình còn có chỗ dựa lớn nhất khác,
chính mình cơ hồ không sợ bất kỳ linh hồn công kích gì, đồng thời linh hồn lực của mình cực kỳ mạnh, linh hồn công kích cũng là điểm mạnh của mình, mình bây giờ cũng đã là bất diệt huyền thể, tuy rằng cần phải có chân khí phụ trợ thì mới có thể thúc dục ra uy lực mạnh nhất, nhưng dù là như vậy đi nữa. Thân thể của mình đã là bất diệt huyền thể, trải qua gần 2 năm thời gian bị tử kim huyền lôi rèn luyện, cho dù là không thúc dục đi nữa thì cũng không phải như bình thường. Vũ Vương bình thường nếu muốn đả thương mình thì sợ là còn khó hơn cả lên trời. Một lát sau, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong phòng, ngày mai sẽ là ngày diễn ra trận tranh tài thập đại cường giả. Theo như tin tức trên Ngọc Giản ban nãy thì Lục Lâm Thiên đã biết được, tất cả người của Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, từ các tứ đảo đều đã tới thành Cự Giang, người của Phi Linh Môn cũng không ngoại lệ, cũng đang ở bên trong thành Cự Giang. Vô Song, Hồng Lăng, Tiểu Linh, Tâm Đồng đều đã ở tại thành Cự Giang rồi. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, ngày mai là có thể nhìn thấy các nàng rồi, nhưng mình đã quyết định muốn dùng thân phận quỷ sát xương quá để dự thi thì không thể đi nhận nhau trước được. Bất quá Thiên Độc Yêu Long biết được thân phận của mình, nếu như hắn cũng tới thành Cự Giang thì sẽ có chút phiền phức, giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi, ngày mai lại xem sao, chuyện quan trọng nhất hiện nay chính là trận tranh tài ngày mai. Ngày mai phỏng chừng có thể gặp được không ít người quen đây. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, đám cường giả trẻ tuổi của Tam Tông Tứ Môn và Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, ngày mai phỏng chừng tuyệt đối tham gia trận tranh tài này. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Lâm Thiên bắt đầu kết xuất thủ ấn tu luyện, lập tức điều tức, trận tranh tài ngày mai, mình nhất định phải duy trì trạng thái ổn định nhất mới được. Trận tranh tài lần này, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng chờ mong, thân là một người trẻ tuổi. Lúc này phải đối mặt với toàn bộ cường giả trẻ tuổi trong đại lục, Lục Lâm Thiên sao có thể không mong chờ cho được, có thể tranh tài một phen cùng toàn bộ cường giả trẻ tuổi trong đại lục, cũng để cho bản thân mình biết, trước mặt anh hào trong thiên hạ, thực lực của mình cuối cùng ở mức nào, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến máu đang chảy trong huyết quản của Lục Lâm Thiên sôi trào rồi. Lần này dùng thân phận dương quá, ngoại trừ những tính toán lúc trước của Lục Lâm Thiên ra, quan trọng nhất chính là thân phận kia của mình bị quá nhiều trói buộc. Nếu như dùng thân phận dương quá thì chắc là có thể thoải mái mà đánh một trận rồi. Bắt đầu từ lúc Lục Lâm Thiên tiến nhập vào trong điều tức thì một đêm này, bên trong thành Cự Giang không biết có bao nhiêu người cũng đang khẩn trương ngồi điều tức, kích động luyện tập, cả đám ma quyền sát trưởng, chờ mong tới trận giao đấu ngày mai, mong muốn được dương danh thiên hạ, cơ hội này chỉ có một lần mà thôi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa hừng sáng thì bên trong thành Cự Giang, trên đường đều là sương sớm lãng đãng. Chứng tỏ khí trời hôm nay không tệ. Mặc dù đã bước vào đầu đông, nhưng khí trời hôm nay quả thật không tồi, thi thoảng có gió sớm thổi qua, thổi sương sớm tan theo trong gió, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hôm nay trong thành Cự Giang, chính là ngày bắt đầu trận tranh tài thập đại cường giả do Thiên Địa Các tổ chức, đối với Thiên Địa Các, có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy rất lạ lẫm, bất quá chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới sự nhiệt tình của tất cả mọi người trên đại lục dành cho nó. Cho nên mọi người đều vô cùng chờ mong, khi trời vừa mới hửng sáng thì bên trong thành Cự Giang, đám người đông nghịt đã bắt đầu qua lại tấp nập, trận tranh tài hôm nay, chỉ có đảo Bình Nham ở phía tây của thành Cự Giang mới có thể dung nạp được lượng người khổng lồ như vậy. Ở bên trong thành Cự Giang thì sợ là không có bất kỳ quảng trường nào có thể chứa được hơn ngàn vạn người tới từ khắp nơi trên đại lục vây xem thế này được. Đảo Bình Nham chính là một quần đảo nhỏ nằm ở trên con sông lớn bên cạnh thành Cự Giang. Hòn đảo lớn nhất trong số đó chính là đảo Bình Nham này, hòn đảo này tứ bình bát trực, cứ như được người ta dùng kiếm cắt thành vậy, diện tích ước chừng phải hơn 5 vạn thước, ở xung quanh của nó thì có vô số đảo nhỏ, có thể để cho người khác đứng xem, trận tranh tài thập đại cường giả 30 năm trước chính là tổ chức ở chỗ này. Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người bắt đầu đổ dồn về phía đảo Bình Nham, loại náo nhiệt cỡ này để khiến cho tất cả mọi người điên cuồng chờ đợi mấy tháng nay, cho nên... Hôm nay tất cả cửa hàng trong thành Cự Giang không có chỗ nào mở cửa, chủ tiệm cũng đều kéo nhau đi xem thi đấu hết cả rồi, ngày thế này có buôn bán cũng chẳng được. Bất quá vẫn có cửa hàng mở cửa, hơn nữa bán cũng không ế, bán cả ngày lẫn đêm, dòng người tấp nập, mỗi lần có dịp thế này thì tất không thể thiếu chuyện cược xem ai thắng, trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi, đây tuyệt đối là chuyện thu hút sự quan tâm của người ta nhất, cùng cược xem 10 người nào có thể lọt vào danh sách 10 người đứng đầu. Đây cũng là chuyện mà gần đây đám cờ bạc kia nghiên cứu nhiều nhất. Cũng không biết danh sách thí sinh bị tiết lộ ra thế nào, cái bản sang sách thi đấu này đã sớm truyền ra ngoài, cho nên lần đặt cược này,
không thể nghi ngờ là chọn ra từ trong đám đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tam tông tứ môn hoặc đệ tử của tứ các tứ đảo, trận tranh tài thập đại cường giả lần trước cũng chính là ví dụ, 10 người thì có hết 9 người chọn đệ tử của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang hoặc tam tông tứ môn rồi. Sáng sớm, trời vừa sáng là Lục Lâm Thiên đã đình chỉ điều tức rồi, cảm giác được cỗ linh lực tràn đầy trong cơ thể lúc này, khóe miệng cũng nhếch lên đầy vui vẻ, hơi thúc giục tâm thần, tất cả mọi thứ trong tiểu viện đều nằm trong tầm thăm dò của hắn. Sau một lát, bên trong tiểu sảnh, Hoàng Chí Lương nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi ra thì lập tức nói. Dương Quá tiên sinh, hôm nay đúng là có rất nhiều người kéo tới thành Cự Giang, sức hấp dẫn của trận tranh tài thập đại cường giả này đúng là lớn thật. Đây là việc trọng đại của toàn bộ đại lục, một khi thành danh thì sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để đám thanh niên kia kích động vô cùng rồi. Lục Lâm Thiên nói, Dương Quá đại nhân đã là cường giả linh vương rồi, trận tranh tài thập đại cường giả trẻ tuổi này ngươi nhất định sẽ tiến vào vòng trong dễ thôi. Hoàng Chí Lương nói, linh vương, thực lực cỡ này cũng chẳng là gì, rất nhiều người đều là linh vương và vũ vương đấy thôi. Lục Lâm Thiên cười một cái. Sợ là lần này sẽ có không ít người đều là Vũ Vương và Linh Vương, Thánh Nữ và Lam Thập Tam của Thiên Địa các mấy năm trước cũng đã là Linh Vương và Vũ Vương rồi. Dương Quá tiên sinh, chúng ta có thể xuất phát rồi, người nhất định sẽ làm được thôi. Hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân chậm rãi tiến vào, nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, cuối cùng ngày này cũng tới, phỏng chừng lát nữa là có thể nhìn thấy mấy người vô song, Hồng Lăng. Tiểu Linh và Tâm Đồng rồi, chỉ là mình không thể nào đi lên nhận người quen được, đúng là tra tấn người mà. Ra khỏi tiểu viện, trên đường lớn lúc này vô cùng ồn ào và chen lấn chật trội, đã rửa sạch sự yên lặng của thành Cự Giang sáng nay không sót lại chút gì, trên đường cái tất cả mọi người gần như đều đang bàn luận chuyện thập đại cường giả. Tâm thần dò xét một cái, cảm nhận được cỗ nhiệt tình khiến người ta phấn chấn này, tâm tình đang yên bình của Lục Lâm Thiên cũng lặng lẽ sôi trào lên. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới định lực, Lục Lâm Thiên dù sao thì cũng chỉ là người còn trẻ, trong lòng cũng có vài phần kiệt ngạo, đối với chuyện lớn thế này, cỗ kiệt ngạo ẩn sâu trong lòng của Lục Lâm Thiên ấy cũng bắt đầu khởi động. Một đường đi tới, men theo con đường này, tất cả mọi người đều đi về phía đảo Bình Nham, cho nên khi hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân đi trên đường, cũng nhận được không ít ánh mắt nhìn sang. Trận đấu hôm nay sẽ cử hành ở đảo Bình Nham. Lục Lâm Thiên đã sớm biết được nhờ tin tức ở bên trên Ngọc Giản, trận tranh tài thập đại cường giả 30 năm trước cũng cử hành ngay bên trên đảo Bình Nham, lúc trước có lời đồn đãi, nói Băng Mộc Tôn giả một mình đấu thắng 9 cường giả còn lại cho nên mới giành đứng đầu thập đại cường giả. Nhớ tới việc này, cỗ kiệt ngạo trong lòng Lục Lâm Thiên lại cao thêm một chút, không biết lần này, trong số thập đại cường giả của toàn bộ những đại lục lần này, mình có thể lấy được một cái hay không? Dương Quá tiên sinh! Trận tranh tài lần này ngươi có nắm chắc không? Trong đám người, Hoàng Đan lên tiếng hỏi Lục Lâm Thiên. Không có nắm chắc. Lục Lâm Thiên mỉm cười, loại chuyện thế này, chưa tới lúc cuối cùng thì sợ là ai cũng không dám nói chắc cả. Ai mà biết được liệu sẽ có thêm vị cường giả nào bước ra hay không? Nhớ tới đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày đó, Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn và Lăng Thanh của Linh Vũ Giới kia chính là ví dụ, trong tứ các tứ đảo phỏng chừng sẽ có nhân tài xuất hiện rồi đây. Đối với tứ các tứ đảo của Thành Ma Vân, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm tìm hiểu qua, Thành Ma Vân cách Đại Lục Linh Vũ và Cổ Vực rất xa, cho nên cũng rất ít khi xuất hiện ở Cổ Vực và Đại Lục Linh Vũ. Thành Ma Vân có diện tích rất lớn, vô số thế lực lớn nhỏ, nhưng trong đó có 8 sơn môn đã truyền thừa hơn vạn năm. 8 sơn môn này chính là tứ các tứ đảo mà Đại Lục Linh Vũ và Cổ Vực hay gọi. Tứ các bao gồm Nhật Sát Các, Nguyệt Long Các, Tinh Mục Các, Thần Kim Các, tứ đảo thì có Thiên Vân Đảo, Địa Viêm Đảo, Tiền Hiên Đảo, Khôn Dương Đảo. Thực lực của tứ các tứ đảo này, có lời đồn là không hề thua kém Tam Tông Tứ Môn và Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, thực lực và thiên phú của đệ tử thân truyền trong môn khỏi nói cũng biết, nếu bảo không có cường giả thì Lục Lâm Thiên cũng không tin, còn có một số thế lực nhỏ và tán tu nữa, đều không thể xem thường, Băng Mộc Tôn giả khi xưa cũng là tán tu, nhưng vẫn lấy được vị trí đứng đầu của thập đại cường giả. Trong dòng người tấp nập, Lục Lâm Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, người quá nhiều rồi, bất quá lúc này Lục Lâm Thiên lại lách người chen vào bên trong đám đông, thân thể qua lại không ngừng một cách quỷ dị, đám người chung quanh cũng không ai có thể tới gần hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.